Độ ấm trong phòng dần tăng lên, Trường Ly gần như vùi cả người vào cái đuôi bông xù to đùng kia. Mới đầu nàng sờ thử phần chóp đuôi, nó run run mấy cái như muốn né đi xong lại cố ép mình phải kìm lại, ngoan ngoãn nằm gọn trong tay nàng. Dần ra, Trường Ly bạo gan hơn, nàng sờ từ chóp đuôi xuống từ tí một, ngón tay thuôn dài trắng nõn vùi hết vào mớ lông mảnh dài rậm rạp kia. Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Yên Cửu từ từ thay đổi theo động tác của nàng. Trái khế của chàng khẽ nhấp nhô, bất giác bật ra tiếng thở dốc, khóe mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, hoen lệ trong suốt yên cửu gian nan nhắm hở mắt làn mi rậm khẽ chấp động như bươm bướm đập cánh phủ một bóng mở xuống dưới mắt quanh mũi chàng sực nước mùi thơm ngọt ngào của cô bé con khiến yêu choáng váng yên cửu vô thức choàng tay ôm lấy eo trường ly vùi đầu vào hõm vai nàng để mặc bản thân chất chìm trong hương ngọt ấy khi trường ly vuốt trúng phần gốc đuôi nhạy cảm cuối cùng yên cửu cũng không dằn nổi mà cọ cọ vào chiếc cổ nhẵn mịn trắng muốt của cô bé con khi cặp môi mỏng lành lạnh chạm vào da thịt mềm mại chàng bất giác nghe răng nanh nhòn nhọt cắn khẽ một cái Trường Ly Á lên một tiếng theo phản xạ, giật nảy mình, ngẩng lên khỏi biển lông. Yên tiểu cửu, mắc gì huynh cắn ta? Yên cửu ngước lên, đáp với giọng khàn khàn ra chiều tuổi thân, ta không kiềm chế nổi. Mắt trường Ly lộ vẻ hoang mang, kiềm chế cái gì cơ? Mắt Yên cửu càng đỏ hơn, lấp lánh dưới ánh nến trông hơi quyến rũ. Trường Ly chân người ngắm chàng một chốc, bất giác nuốt nước miếng. Yên cửu ngượng ngùng động đậy đuôi, nàng sờ chúng. Giọng chàng nhỏ đến không nghe thấy gì, dù hai người gần gũi thế và Trường Ly giỏng tai lên xong vẫn không nghe được nửa câu sau. Trường Ly vô thức sờ cái đuôi lần nữa, sờ chúng gì. Ngay sau đó, Trường Ly thấy trước mắt tối sầm, một mùi thơm lạ thường ập tới khiến nàng mất đi ý thức. Ý nghĩ cuối cùng của Trường Ly trước khi hôn mê là Yên Tiểu Cửu là chúa kẹo kéo, nàng còn chưa sờ được một khắc nữa mà. Cùng lúc đó, Yên Cửu nhìn Trường Ly đã mê man thở vào một hơi, bế cô bé con mới ngất xỉu, ngã hoạt ra tay mình lên giường rồi dám chăn cẩn thận, tràng nắm cô bé còn có khuôn mặt ửng hồng với ánh mắt tăm tối, xoay người đi vào phòng tắm phía sau. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước xối ảo ảo vang lên trong màn đêm thanh tĩnh. Ngày hôm sau, lúc trường ly dậy vẫn thấy hơi ngơ ngác. Nàng ngẩn người mất một lúc mới nhớ ra đủ thứ chuyện đêm qua. Trường ly lập tức vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, quấn chăn kín người lăn lộn mấy vòng. Mãi đến khi ngộp thở, nàng mới ló khuôn mặt đã đỏ ao ra khỏi gối. Sau đó, Trường Ly lấy một cuốn sổ trắng trong túi chứa đồ ra, nghiêm túc ghi chép lại chuyện lạ xảy ra đêm qua. Đây là lần đầu tiên nàng sờ đuôi cáo của Yên Tiểu Cửu lúc tỉnh táo nên rất đáng ghi nhớ. Ghi xong, Trường Ly nhìn đỉnh màn bật ra một tiếng thở dài tiếc nuối. Chẳng biết bao giờ mới có dịp sờ đuôi tiếp, Trường Ly chưa bao giờ mong Yên Tiểu Cửu còn giấu mình chuyện gì đó để bắt thóp chàng như bây giờ. Hôm nay Yên Cửu vẫn bận rộn như cũ, bận đến độ Trường Ly chẳng thấy nổi một cọng lông đuôi, may mà có Tùng Tuần cùng nàng rất thời gian, Bên tay trái của Trường Ly là một đĩa hạt thông gian thơm phương phức, bên tay phải là một chồng truyện tranh dày cộp. Tùng Tuần đứng bên giải thích, yêu chúa nghe nói hôm qua chúng ta tới tiệm sách mà ra về tay không nên cố ý sai người đem tới. Trước khi đưa cho cô, yêu chúa còn đích thân duyệt qua một lượt, chắc ngài ấy toàn chọn mấy cuốn cô thích đấy. Trường Ly lại nghĩ bụng, có khi mấy cuốn chuyện nàng thích đều bị yên tiểu cử loại hết thì có. Quả nhiên, Trường Ly lật thử mấy cuốn thì thấy cuốn nào cũng trong vắt như nước đừng nói là tai lông đuôi lông mà ngay cả nhân vật chính là cáo cũng không có trường ly chán nản liếc sơ vài lần rồi tập trung lột vỏ hạt thông tanh tách ăn hết một vốc hạt thông tâm trạng trường ly khá khẩm hơn hẳn nàng nhìn tùng tuần nói ta muốn ra ngoài đi dạo mong là có thể lựa được vài cuốn chuyện hợp nhãn tùng tuần giơ tay tỏ vẻ bất lực mặt đầy vẻ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ hôm qua xảy ra chuyện đó nên yêu chúa bảo cô tạm thời đừng đi ra ngoài đợi cha rõ vụ con rắn nước yêu kia rồi tính tiếp Trường Ly phồng má lên, thấy chán chẳng buồn chất. Tông Tuần nhớ lại mệnh lệnh ban sáng của yêu chúa là phải làm cô nhóc kiếm linh sống vui vẻ suốt ngày thì thấy áp lực đè lên vai mình nặng như quả núi. Hắn vắt óc nghĩ ngợi, chợt nảy ra một ý khá hay. Trường Ly cô nương, nếu không thể ra ngoài dạo phố thì ta dắt cô đi dạo nhà kho của yêu chúa nhé. Trong kho có vô số báu vật, không thua kém gì ngoài đường đâu ạ. À. Tuy Trường Ly đoán trong kho chắc không có chuyện nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nhớ đời yêu chúa nào đó từng thích đọc chuyện thì sao? Thấy nàng gật đầu, Tùng Tuần thở phào nhẹ nhõm, nhà kho của yêu chúa to thế, chắc đủ cho cô nhóc này rất thời gian rồi. Nhà kho xây dưới tầng hầm, Tùng Tuần dùng lệnh bài dắt Trường Ly đi vào trong. Khi gian đầu tiên trong kho mở ra, Trường Ly suýt bị hào quang rực rỡ của mớ của báu bên trong chói mù mắt. Tùng Tuần nói, yêu chúa bảo cô thích gì cứ lấy thoải mái. Trường Ly nghiêm túc chọn vài hạt ngọc lưu ly li đủ màu, tính đem về gắn vào tua kiếm của mình. Gian thứ hai bày toàn bình hoa trang trí, trường ly dùng thái độ thưởng thức tác phẩm nghệ thuật để ngắm hết lượt bình đủ mọi kiểu dáng khác nhau cuối cùng dừng trước một chiếc bình xứ dơ hầy loang lổ vết ố trong góc sao cái bình này dơ thế mà không ai lau chùi nhỉ tông tuần gãi ót hắn vừa tiếp quản nhà kho không lâu nên không nắm rõ đồ đạc cất bên trong cho lắm hắn ngập ngừng nói chắc tại để trong kho lâu quá trường ly cầm cái bình kia lên thấy mình đã tìm được việc để làm để ta mang về lau chắc lau xong trông đẹp lắm sau đó bọn họ dạo thêm vài gian nữa Lúc Trường Ly bước vào gian phòng chất đầy sách thì mắt sáng rực lên. Nàng nán lại gian này lâu nhất, rồi cầm đi một chiếc hộp đen bỏ đầy sách bên trong. Trường Ly quay về phòng với số chiến lợi phẩm của mình, chuẩn bị lau chùi chiếc bình xứ lấm lem bụi bặm kia. Nàng lấy khăn thấm ít nước vào, bắt đầu tỉ mẩn lau từ phần miệng bình. Mới lau một lượt mà chiếc khăn trắng phau đã dính bụi đen xì. Trường Ly đổi chiếc khăn mới, tiếp tục lau chùi, những vết ố loang lổ từ từ biến mất dưới bàn tay nàng, lộ ra màu trắng như tuyết bên dưới. Trường ly phá hơi vào thân bình, càng lau hăng say hơn. Một canh giờ sau, một chiếc bình xứ trắng muốt trông mới tinh ra đời từ tay trường ly. Nàng hài lòng xoay chiếc bình xứ một vòng dưới ánh nắng bên cửa sổ. Chiếc bình bóng loáng hắt ánh sáng dịu dịu dưới mặt trời trông rất động lòng người, đối lập hẳn với cái vẻ cũ xì lúc còn ở trong kho. Trường ly nở nụ cười đầy thỏa mãn, bày nó lên chiếc bàn dài ngay cửa để vừa bước vào phòng là trông thấy ngay, rồi bảo tùng tuần kiếm vài cảnh táo gai màu cam đỏ cắm vào đấy cho đẹp góc phòng bỗng có thêm màu sắc trông dạng rỡ hẳn lên. Trường Ly phủi bụi dính trên tay, quay lại mở cái hộp đen kia lấy chuyện bên trong ra rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ bắt đầu đọc. Lúc Yên Cửu hết bận, tới ăn cơm với Trường Ly thì vừa bước vào phòng đã trông thấy cái bình táo gai kia. Chàng mở miệng khen ngay, đẹp quá. Trường Ly ngẩng lên, tươi cười để lộ hai cái lúm đồng tiền, đúng ha. Ta lau mãi mới được thế đấy. Yên cửu lượn quanh cái bình xứ một vòng, cho thấy nó vừa lạ vừa quen. Chàng hỏi, nàng lấy nó ở đâu thế? trường ly nhìn chàng thắc mắc trong kho của huynh đấy huynh không nhận ra à yên cửu bỗng thấy có điểm không lành nhà kho nào trường ly đáp là nhà kho bày một đống bình hoa trang trí cái bình này để trong góc dơ lắm toàn bụi là bụi ta mang về lau mãi mới được thế đấy mắt yên cửu trừng lớn hết cỡ run rẩy hỏi là cái bình vằn vẹn màu xám hả trường ly gật đầu xác nhận nó đó yên cửu bất giác ôm ngực đó là cái bình cổ có hoa văn bát quái mà chàng giữ như của báu suốt bao năm bây giờ dấu vết tang thương do năm tháng lưu lại trên thân bình đã bị lau sạch bong cả chiếc bình sáng loá như mới trông chả khác gì mấy bình xứ bán ven đường cả trường ly thấy mặt yên cửu biến sắc thì lý nhí hỏi sao thế ta lau sót chỗ nào à yên cửu giật mình cố bình tĩnh lại mãi mới nặn ra được một nụ cười đâu có nàng lau sạch lắm sạch đến không thể sạch hơn trường ly yên tâm ta biết ngay mà ta mang nó ra nắng lau đi lau lại vài lần đấy sao mà không sạch được kia chứ yên cửu nghẹn ngào chớp mắt một cái nhìn cô bé con với ánh mắt bộn bề tâm sự. Cùng lúc đó, ở ngoài sân, Tùng Tuần đang tán gẫu với gã thủ kho. Huynh không biết chứ, cô nhóc yêu chúa dắt về mới nhìn cứ tưởng là hạng liếu yếu đào tơ, ấy thế mà lại làm ăn nhanh nhẹn phết. Gã kia cắn vốc hạt thông Tùng Tuần đem cho, phối hợp hỏi, sao Huynh lại nói thế? Tùng Tuần chỉ về phía nhà kho, hôm nay ta dắt nàng vào kho xem, nàng không chọn cái nào khác ngoài cái bình dơ nhất rồi mang về lau sạch bong, bây giờ trông y như mới luôn. Quả nhiên yêu chúa nhà mình tinh mắt đáo để, phải lòng một cô gái chẳng những xem thường châu báu mà còn chi kỳ thế nữa. Gã nọ tự dưng vãi hạt thông ra đầy đất, đừng nói cái bình dơ hầy mà huynh bảo nằm phía trong góc nha. Tùng Tuần nhìn gã ta với ánh mắt ngạc nhiên, ơ huynh biết nó à? Thế thì đây rõ là lỗi của huynh rồi, nó là báu vật của yêu chúa mà huynh chẳng chịu chăm lo gì, để dơ hầy thế là sao? Ngón tay gã kia trỏ vào Tùng Tuần run bần bật lên, huynh, huynh. Tùng Tuần đẩy tay gã ta sang một bên, huynh cái gì mà huynh, ta không mách yêu chúa chuyện huynh tắc trách là có tình có nghĩa lắm rồi đấy. Gã kia suýt nôn ra máu, gần giọng nói ta không dám phán xét ánh mắt của yêu chúa, nhưng huynh thì rõ là đồ đuôi mù. Đó là cái bình cổ yêu chúa tốn 100,000 linh thạch mua từ buổi đấu giá đấy. Thứ bọn huynh lau sạch không phải là bụi mà là linh thạch trắng bóng. Tùng tuần xứ người, sợ hãi nhìn về cung điện của trường ly. Toi rồi, chắc chắn yêu chúa không nỡ mắng trường ly cô nương, thế, thế thì kẻ gặp suối quẩy chẳng phải ta sao. Có bán ta đi cũng không đủ 100,000 linh thạch để đền nữa. Lúc này, Yên Cửu và Trường Ly đang ngồi trong phòng ăn cơm, cứ ăn một miếng là chàng lại không kìm được mà liếc cái bình hoa một cái. Trong một buổi sáng chứa tràn ánh nắng, cái bình hoa có một không hai trên đời của chàng đã mất sạch dấu vết tháng năm như thế đấy. Nhắc thấy Yên Cửu có vẻ chịu nặng tâm sự, Trường Ly gác đũa hỏi, Yên Tiểu Cửu, huynh sao thế? Yên Cửu không dám nhìn cái bình kia nữa, vội lấp liếm, đâu có sao. Đồ cổ mất rồi thì còn mua cái khác bù vào được chứ vợ thì chỉ có một thôi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, chàng vẫn thầm hiểu rõ trường ly lấy làm thắc mắc dõi mắt về hướng yên cửu vừa nhìn lúc thấy cái bình xứ trắng kia nàng chợt nói yên tiểu cửu nếu huynh còn cái bình cũ nào bị dơ thì mang hết ra đây ta sẽ lau dùm huynh yên cửu bị sặc tức thì cứ ho khù khụ mãi trường ly vội cầm ấm trà lên rót cho chàng một tách rồi đưa sang sao huynh bất thần thế ăn cơm mà cũng sặc được yên cửu uống vội hai hớp trà cho thông cổ chàng nghỉ một lúc mới thông thả nói ta không sao loại bình này trong kho chỉ có mỗi một cái thôi không còn cái nào nữa đâu trường ly nghe xong chán nản lấy đũa cho cái bánh nếp trong chén thành mấy hố lờ mờ mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thỏa mãn tới mức đó khi làm mấy việc nhỏ như lau chùi chai lọ quả nhiên niềm vui ngắn chẳng tài gang ăn xong yên cử tiếp tục đi lo chuyện tộc hổ phản loạn và xử lý công việc còn tồn động suốt thời gian qua chàng vừa ra khỏi phòng tùng tuần đã lén chạy tới ngay lúc đi vào còn không quên nhìn giáo giác xung quanh trường ly thấy cái dáng nơm nấp của hắn bèn trêu tùng tuần người mới làm gì khuất tất mà lo ngay ngay thế. Tùng Tuần đứng hình, hắn đâu có làm gì khuất tất chứ, cùng lắm hắn chỉ tính là tòng phạm thôi. Nhưng kẻ đầu sỏ gây tội trước mặt mình thì lại không hề hay biết gì và không có chút gánh nặng nào cả. Tùng Tuần thấy mặt trường ly vẫn tươi tỉnh như bình thường bèn dò hỏi, lúc nãy yêu chúa tới đây có nói gì với cô không? Trường ly lấy làm lạ, nhìn hắn hỏi lại, huynh ấy nên nói gì cơ? Tùng Tuần ấp úng bảo, ý ta là yêu chúa có biểu hiện gì khác thường không, Trường Ly ngẫm lại rồi đáp, hình như huynh ấy không nói gì khác ngoài khen ta lau cái bình sạch tưng. Trường Ly vừa nói vừa hãnh diện gục gạc đầu, nét mặt không giấu nổi vẻ tự đắc. Tùng Tuần hít hà một hơi, ánh mắt nhìn Trường Ly đong đẩy vẻ kính sợ. Má ơi, yêu chúa đúng là sợ kiếm linh một phép. Mất một món đồ cổ trị giá không linh thạch mà không nỡ trách câu nào, lại còn khen nàng làm tốt lắm. Trường Ly không hề hay biết gì về cơn sóng ngầm cuồn cuộn dâng trong lòng Tùng Tuần, tuy bây giờ nàng chẳng còn cái bình nào để lau nhưng chuyện cắm táo gai vừa rồi đã khơi gợi hứng thú với nghệ thuật trong nàng để đáp lễ trái lồng trắng yên tiểu cửu tặng mình nàng quyết định sẽ làm một món đồ thủ công tặng lại chàng trường ly bảo tùng tuần kiếm cho nàng ít gỗ thích hợp làm vật liệu điêu khắc phải nhạt màu đừng cứng quá cũng đừng mềm quá chiếu theo yêu cầu của nàng tùng tuần vác một đống gỗ tới trường ly suy nghĩ một lúc rồi biến thành hình kiếm bắt tay vào việc sau nửa canh giờ trường ly ngắm cục gỗ bị xẻo chẳng đâu vào đâu hỏi tùng tuần tùng tuần người có nhận ra đây là gì không tùng tuần năm chiêu nhìn cục gỗ hồi lâu mà não vẫn rỗng tuếch hắn dè dặt nói đây là một quả cầu gỗ không được tròn lắm hả trường ly khứng mất một lúc đẩy cục gỗ nọ sang một bên thôi cái này khác không giống để ta khắc cái khác một canh giờ sau trường ly lại khoe với tùng tuần tác phẩm mới của mình tùng tuần vắt óc nửa khắc mới lý nhí hỏi đây là một quả cầu có chân hả trường ly đâm bực nguyết hắn một cái mắt người bị làm sao thế hả tùng tuần ước đến rủ cái đuôi to màu hạt rẻ xuống chọc đuôi quét qua quét lại dưới đất lúc vỉnh lên đã dính đầy mùn cưa nhưng đúng là mắt hắn có vấn đề thật nếu không sao lại nhận nhầm đồ cổ là bình hoa dơ nên nỗi bây giờ hắn chẳng dám lảng vàng trước mặt yêu chúa kia chứ sau khi xác nhận là tùng tuần thật sự không nhìn ra mình khác cái gì trường ly buồn bã lượn quanh cục gỗ một vòng rồi vứt nó sang bầu bạn với cục đầu tiên thôi để nàng làm cái mới lần này chắc chắn sẽ thành công lại một canh giờ nữa trôi qua trường ly vẩy mùn cưa dính trên người mình đi nghiêm túc bảo Tùng Tuần, Tùng Tuần, lần này chắc ngươi phải nhận ra rồi nhỉ. Tùng Tuần gãi ót, cảm thấy mình đang gánh chịu áp lực xưa nay chưa từng có, ngay cả khi yêu chúa hỏi chuyện, hắn cũng chưa từng thấy khó đáp đến vậy. Hắn tập trung hết tinh thần ngắm thật kỹ cục gỗ nọ rồi thận trọng nói, đây là một quả cầu mọc hai cái sừng trên đầu. Trường Ly suýt tức đến bật ngửa ra sau, nàng hỏi to hơn, người ngắm kỹ lại xem nào. Dường như Tùng Tuần cũng nghe ra ý uy hiếp trong câu nói của nàng. Nếu hắn không đáp đúng thì hôm nay sẽ bị đem đi nấu canh mất tự dưng căn phòng lâm vào cảnh lặng thinh cực kỳ xấu hổ. Trường Ly vung vẩy tua kiếm, bất lực nói thôi, ta không nên hỏi ngươi mới phải. Tùng Tuần mở to cặp mắt màu hổ phách tròn xoe, vẻ hoang mang trong ấy như trực tràn ra ngoài. Không có ý gì đâu nhưng mà dù có đổi thành yêu khác thì cũng không tài nào nhìn ra mấy cái tác phẩm trừu tượng mà Trường Ly cô nương khác là cái gì cả. Trường Ly vẫn không nhụt chí, tiếp tục chiến đấu với mấy khúc gỗ. Nàng cảm thấy mình và Tùng Tuần mỗi người phải gánh một nửa trách nhiệm trong chuyện tác phẩm khó nhận rõ hình thù. Đây là lần đầu nàng điêu khắc nên không quen tay lắm. Mà mắt Tùng Tuần lại chẳng ra gì, hắn không hề có năng khiếu giám định và thưởng thức. Thừa dịp Trường Ly tập trung điêu khắc, Tùng Tuần lén trốn ra ngoài, mấy chuyện có độ khó cao như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nên để dành cho yêu chúa thì hơn. Lúc trăng nhiều giữa trời, trên chiếc bàn trước cửa sổ đã bày một hàng tượng gỗ đều tăm tắp. Yên Cửu vừa bước vào phòng đã đứng hình cứng ngắc vì đám tượng đó. Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, Trường Ly lập tức xoay người lại, háo hức hỏi Yên Tiểu Cửu, huynh xem đây là gì? yên cửu liếc sơ đám tượng gỗ trên bàn dừng ở một pho tượng tròn vo chàng nhìn hai hình tam giác phía trên quả cầu nọ rồi lại nhìn bốn cái que tí hin bên dưới nhưng phải tinh mắt lắm mới thấy nổi sau đó nhìn một nhúm đuôi phía sau ngập ngừng đoán mỏ là con chó hả trường ly cứng người lại sau đó dí nó vào mặt yên cửu huynh ngắm cho kỹ vào yên cửu ngắm muốn lòi cả mắt nhưng vẫn không tài nào đoán nổi ngoài chó ra thì cái cục gỗ kia còn có thể là gì khác trường ly hoang mang nhìn pho tượng gỗ trong tay mình tự hỏi ta khắc tệ dữ vậy sao Yên cửu chối ngay, đâu có, nàng điêu khắc cực kỳ có hồn, trông sống động y như thật luôn, đúng là đẳng cấp chuyên gia có khác. Trường Ly ừ một tiếng đầy ngụ ý, thế huynh nói xem ta khác gì nào. Yên cửu căng thẳng nuốt nước miếng, bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Trường Ly thấy mặt chàng là hiểu ngay, dầu dĩ nói ta biết ngay là huynh chỉ dỗ ta thôi. Yên cửu hùng hồn nói, sao lại thế được, chẳng lẽ ta lại là một yêu vô nguyên tắc như thế sao? Câu nào ta nói cũng thật như vàng mười cả đấy. Trường Ly thoáng híp đôi mắt hạnh lại, nhìn yên tiểu cửu chằm chặp huynh có dám thề không yên cửu thề ngay và luôn ta thề nhưng còn chưa dứt câu trường ly đã ngắt ngang dùng lông đuôi của huynh mà thề yên cửu im ri trông rất khả nghi trường ly ha một tiếng đầy khinh miệt nàng biết ngay mà có quỷ mới thèm tin miệng lưới cánh đàn ông nàng trỏ vào cục gỗ tròn xe tức tối hỏi yên tiểu cửu ngay cả hình hài hồi bé của minh mà huynh cũng không nhận ra sao yên cửu nhìn tác phẩm triều tượng kia rất khó dối lòng mà thừa nhận nó là mình Thái Dương chàng giật bùm bụp, nàng có chắc là nàng khác ta không? Trường Ly gật đầu xác nhận, nếu huynh không tin thì biến thành hình hài lúc nhỏ đi, ta khác y như thật luôn mà. Yên Cửu cảm thấy hình như là Trường Ly có hiểu lầm gì đó về khái niệm, y như thật, chàng im lặng biến thành hình hài cáo con, cuộn người nằm trước đống tượng gỗ, chít một tiếng ra chiều chê bai. Trường Ly nhìn chằm chằm cáo thật và con cáo giả nàng mới khắc, hỏi rất chân thành, huynh thấy không giống chỗ nào thế. Bé cáo Ly nhí chít một tiếng, chỗ nào cũng không giống. Trường Ly ôm chặt bé cáo, sờ soạng mấy cái rồi nghiêm mặt nói, nếu huynh cho ta sờ thêm mấy lần thì lần sau chắc chắn ta sẽ khác giống hơn. Bấy giờ yên cửu mới giật mình nhận ra ý đồ của nàng, bèn co chân nhảy khỏi lòng nàng. Chàng biến lại hình người, vội vàng bỏ lại một câu, ta còn việc phải giải quyết, rồi biến mất hút. Trường ly dõi theo hướng chàng đi như có điều suy nghĩ. Yên cửu quay lại sảnh chính, nhìn mớ giấy tờ trên bàn tận một khắc mới bình tĩnh lại, cảm thấy lá gan cô bé còn càng ngày càng phình to. Lúc này, Tùng Tuần cầm một ống giấy chạy chậm chậm vào phòng bẩm báo, thưa yêu chúa, bên chợ đen đã có tin. Tức rồi à, đến tận giữa trưa ngày hôm sau, Trường Ly mới nhận ra điều bất thường, dù da mặt của Yên Tiểu Cửu có mỏng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đâu thể biến mất lâu thế được. Nàng bèn tìm Tùng Tuần hỏi thẳng, yêu chúa của các ngươi đi đâu rồi? Tùng Tuần căng như dây đàn, thầm than trời trách đất. Tối qua yêu chúa vừa nhận được tin là xông ngay tới chợ đen, trước khi đi còn dặn đi dặn lại hắn phải giấu Trường Ly cô nương, ai ngờ mới nửa ngày đã bị hỏi rồi. Tùng Tuần hít sâu một hơi, cố chỉnh giọng cho thật tự nhiên, yêu chúa có việc đột xuất cần giải quyết gấp, bảo cô cứ dùng bữa trước. Trường Ly nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, cứ thấy có gì đó sai sai. Ăn xong, Trường Ly đọc chuyện lấy trong kho ra một lát, rồi lại tiếp tục sự nghiệp làm đồ thủ công mỹ nghệ của mình. Một bạch bạch, hai bạch bạch, ba bạch bạch, tượng gỗ xếp trước cửa sổ mỗi lúc một nhiều lên, mới đầu trông chẳng ra hình thù gì, nhưng dần dần bắt đầu trông giống cáo. Khắc xong người bạch bạch. Trường Ly thổi mùn cưa dính trên tay đi rồi hỏi Tùng Tuần, huynh ấy lo xong việc chưa? Bị Trường Ly nhìn chằm chặp, Tùng Tuần thấy cổ lạnh toát, gắng ngượng đáp bừa, yêu chúa nhiều việc lắm. Ánh mắt Trường Ly tự dưng sắc lẹm hẳn, nàng gần giọng hỏi, có nhiều mấy thì cũng đâu thể nhiều bằng lúc huynh ấy mới về đúng không? Tùng Tuần nuốt nước miếng, lắp bắp nói, chủ yếu là có vài chuyện đột xuất. Trường Ly híp mắt lại hỏi, Tùng Tuần, có ai mách người biết là người nói dối rất tệ chưa? Tùng Tuần mân mê mũi, ậm ơ nói, Trường Ly cô nương, cô đừng làm khó ta mà, Trường Ly đảo mắt, suy nghĩ rồi nói ta sẽ hỏi ngươi hai câu, ngươi chỉ cần đáp là có hay không thôi. Trường Ly không cho Tùng Tuần cơ hội từ chối mà đi thẳng vào vấn đề yên tiểu cửu vào ngoài làm việc à. Tùng Tuần nhìn quanh quất, không dám nhìn thẳng Trường Ly. Trường Ly hiểu rõ, hỏi tiếp tộc hổ có động tĩnh rồi sao? Hay chợ đen có tin tức gì? Cái đuôi to màu hạt rẻ của Tùng Tuần bỗng cứng đơ sau lưng hắn. Trường Ly trầm tư một lát rồi kết luận, xem ra là cả hai. Mà Tùng Tuần trông rất thiểu não, Hắn năn nỉ, Trường Ly cô nương, xin cô đừng hỏi nữa. Hỏi nữa là ta rơi đầu luôn đấy. Trường Ly xua tay, thôi được rồi, người đi lo chuyện của người đi. Tùng Tuần thở phào một hơi, vội vàng đi ngay. Đêm đó, Trường Ly dùng gương cầm tay gọi cho phu nhân ở quỷ vực. Phu nhân không biết đang ở đâu mà nghe giọng rõ xa xăm, à Ly tìm ta có chuyện gì thế? Giọng Trường Ly dịu hẳn xuống, phu nhân, chẳng lẽ không có chuyện gì thì con không thể gọi cho người sao? phu nhân cười đáp, lúc không có chuyện gì thì con toàn gửi tin nhắn cho ta chứ đâu có gọi gấp thế này. trường ly bất giác lè lưỡi, đúng là không có gì qua được mắt phu nhân. nàng hắng giọng rồi hỏi, phu nhân ơi, người có biết đường tới chợ đen ở yêu giới không ạ? bên chỗ phu nhân dính tạp âm gì đó rồi bật tiếng ngay, sau đó giọng nàng rõ hơn hẳn. ali này, con định tới chợ đen làm gì? trường ly trần chờ một lát rồi bịa đại một cái cớ, con muốn tới đó chơi. giọng phu nhân nghe rất nghiêm, chợ đen loạn lắm, con đừng đi lung tung. Trường Ly nhõng nhẽo, phu nhân, ta sẽ không chạy lung tung đâu, còn đi chung với Yên Cửu mà. Trường Ly thầm nhủ, tuy không xuất phát cùng lúc nhưng nếu nàng tới chợ đen tìm được Yên Cửu thì chẳng phải họ sẽ đi chung sao. Ở đầu bên kia, phu nhân vẫn im lặng, Trường Ly cắn môi lẳng lặng chờ đợi. Rất lâu sau, phu nhân mới buông tiếng thở dài, thua con luôn đấy, con ra chỗ sạp bánh hoa mơ rồi đi thẳng một lèo về phía tây, bao giờ thấy một quán rượu thì đi vào đấy. Cửa sau của quán chính là lối vào chợ đen đấy. Trường Ly lập tức mừng rỡ nói, cảm ơn phu nhân, con nhất định sẽ cẩn thận ạ à. gọi xong trường ly để lại tờ giấy báo cho tùng tuần biết rồi biến thành hình kiếm gión rén lao ra ngoài bay thẳng tới quán rượu mà phu nhân chỉ sau một thời gian luyện tập trường ly đã có thể trồng quần áo phù hợp cho mình sau khi hóa hình một cách thuần thục tới con hẻm nhỏ kế bên quán rượu nàng biến về hình người mặc cho mình bộ đồ đen rồi mới đi vào trong quán dù đã là ban đêm nhưng quán rượu vẫn còn rất đông khách đám tiểu yêu lộ đuôi túm tụm ngồi bên bàn uống đến đỏ bừng mặt chớm gió hăng say với nhau trường ly vòng qua mấy chiếc bàn đông nghịt người đi thẳng tới cửa sau của quán ở đó có một tiểu yêu đang gà gật ngủ thấy trường ly tới thì cố mở cặp mắt ngáy ngủ đồng thời xòe tay ra trường ly đưa hắn hai linh thạch tiểu yêu mở cửa rồi đứng nép sang một bên khi cánh cửa gỗ hẹp mở ra một thế giới mới cũng mở ra trước mắt trường ly hai bên đường là cửa tiệm san sát nhau đám tiểu yêu chen chúc nhốn nháo đầy đường tiếng gào thét và hò hét cư vang không dứt bên tai trường ly tò mò nhìn dòng người từ từ dịch về trước bước đầu nàng đã tìm thấy chỗ con rắn nước yêu nhận nhiệm vụ nơi ấy không khó tìm nó nằm ngay trung tâm náo nhiệt nhất chợ đen có vô số yêu tộc ra vào ai nấy đều tất tả vội vàng trường ly vừa bước qua cửa lớn đi vào sảnh chính là có tiểu yêu dẫn đường bước tới hỏi ngay quý khách muốn đặt đơn hay nhận nhiệm vụ ạ à? trường ly hơi khựng lại rồi châm trước hỏi bây giờ có nhiệm vụ gì tiểu yêu dẫn nàng tới trước một chiếc máy có hình thù kỳ dị bấm vài nút sau đó một danh sách chi chít nhiệm vụ hiển thị trên màn hình trường ly đọc nhanh như gió hầu hết nhiệm vụ ở đây đều rất bình thường, chỉ toàn các giao dịch về linh bảo đan dược. Nàng vừa đọc vừa hỏi, còn gì khác không? Tiểu yêu ngắm kỹ nàng rồi nói, mấy nhiệm vụ cao cấp đều cần chi một số tiền nhất định mới mở khóa được. Trường ly thờ ơi nhìn hắn hỏi, bao nhiêu linh thạch? Tiểu yêu chỉ vào cái máy kia đáp, từ 10 đến 100 linh thạch, nó sẽ căn cứ vào số lượng linh thạch cô bỏ vào để hiển thị đơn hàng với các hạn mức khác nhau. Trường ly không nói gì mà ném luôn 100 linh thạch vào đó, nếu là nhiệm vụ liên quan tới yêu chúa và tộc hổ thì chắc chắn là nhiệm vụ cấp tối cao. Tiểu yêu bỗng nhìn Trường Ly bằng con mắt khác, hắn không hề cảm nhận được sự uy hiếp đến từ đại yêu trên người nàng nên cứ tưởng nàng chỉ có tay mơ tới nhận nhiệm vụ bình thường, không ngờ vừa vung tay một cái đã chi ngay 100 linh thạch. Sau khi bỏ linh thạch vào, tiểu yêu lại bấm vài nút, màn hình chấp nháy rồi hiển thị vài ba nhiệm vụ ít ỏi. Trường Ly dừng lại ở nhiệm vụ thứ hai từ dưới đếm lên. Có một cô gái mới chuyển đến sống trong căn nhà số 15 đường Trường Thanh. Ai điều tra rõ lai lịch sẽ nhận được 1.000 linh thạch, ai bắt sống được sẽ nhận 10,000 linh thạch. Mắt trường ly lóe sáng, số 15 phố trường thanh chính là chỗ ở hiện tại của nàng và yên cửu. Nàng nhìn thời gian công bố nhiệm vụ, đúng là hôm bọn họ về yêu giới. Lúc này, một người cũng mặc đồ đen thình lình xuất hiện bên cạnh nàng, chỉ vào nhiệm vụ dưới chót nói, nhận cái này đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trường ly liếc sang kẻ nọ rồi nhìn tiểu yêu đang đợi hồi đáp của nàng nói, nghe hắn đi. Tiểu yêu vỗ vào chiếc máy, lấy một chiếc lệnh bài ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô hãy cầm lệnh bài về đây lãnh thưởng, nếu không hoàn thành thì sẽ mất trắng 100 linh thạch ban nãy. Trường Ly ừ một tiếng, nhận lệnh bài đi theo gã đồ đen đứng cạnh ra ngoài. Ra khỏi sảnh treo giải thưởng, bọn họ lại vòng vèo hồi lâu trên phố rồi mới dừng lại. Yên Cửu đau đầu nhìn cô bé con bọc áo choàng kín mít hỏi, sao nàng lại chạy đến đây? Trường Ly không đáp mà hỏi vặn lại, sao huynh lại bảo ta nhận một nhiệm vụ không liên quan gì thế? Chẳng lẽ luôn có kẻ theo dõi những người đến nhận nhiệm vụ à? Yên cửu thấy nàng đánh chống lảnh đành bất lực giải thích. Đúng thế, nếu nàng chỉ xem nhiệm vụ bình thường thì không nói, nhưng nàng lại đòi xem nhiệm vụ cấp tối cao nên chắc chắn sẽ khiến bọn chúng chú ý. Trường Ly đảo mắt hỏi, bọn chúng là tộc hổ hả? Yên cửu đáp, dù không phải tộc hổ thì cũng là đám yêu cấu kết với chúng. Trường Ly đang tính hỏi tiếp thì Yên cửu đã nắm chặt lấy cổ tay nàng, đứng nép vào lề đường tránh cỗ xe ngựa đang lao thẳng tới. Nếu giờ ta bắt nàng về thì chắc chắn nàng cũng không ngoan ngoãn nghe lời ta đúng không? Trường Ly chớp chớp mắt với Yên cửu, trên mặt viết mấy chữ to đùng, huynh biết là tốt rồi. Yên cửu lắc đầu, nắm tay cô bé còn tiếp tục đi về phía trước, vậy nàng đi theo ta đi, lát nữa dù trông thấy gì cũng đừng tùy tiện lên tiếng đấy. Một khắc sau, bọn họ đứng trước lầu xanh thắp đèn sáng trưng. Chẳng biết hôm nay lầu xanh có hoạt động gì mà vị khách nào cũng cầm một tấm thẻ ra vào trong tay, đợi hầu gái trước cửa kiểm tra xong mới được vào. Trường Ly thấy đám trai gái yêu tộc đứng đón khách đều để lộ tai và đuôi thì lặng lẽ liếc yên cửu một cái, Yên cửu khẽ ho một tiếng, mấy hôm nay gã thân tín của tộc trưởng tộc hồ không hề xuất hiện nên bọn ta nghi hắn đang ẩn núp trong chợ đen ngầm ngấm làm vài giao dịch mở ám cho tộc hổ. Gã này rất háo sắc nên hôm trước có mật thám trông thấy một vị khách rất giống hắn đi vào đây. Trường ly gục gạc đầu tỏ vẻ đã biết, yên cửu không dẫn nàng đi vào cửa chính của lầu xanh mà vòng ra cửa sau rồi bế nàng treo tường vào. Vừa đáp đất, yên cửu đã bắt gặp ánh nhìn sâu xa của trường ly. Chàng vội phân bua, không phải ta muốn trốn vé đâu, ta làm thế để tránh bị chú ý thôi, Trường Ly gật đầu chiếu lệ, làm bộ tin chàng. Yên cửu dắt Trường Ly né tránh đám hầu gái và gã sai vặt làm việc trong lầu xanh, lặng lẽ đi lên lầu 2. Chàng chọn một xà ngang thô chắc nhất, thuần thục ấm Trường Ly lên đó ngồi canh. Trường Ly ngó từ trên xà ngang xuống, chẳng những thấy hết toàn cảnh yêu tộc đi lại trong sảnh chính lầu 1 mà còn thấy luôn cả tình hình các phòng ở lầu 2. Nàng đào mắt, lấy làm hoài nghi Yên cửu đã từng đến đây rồi nên mới chọn được chỗ đắc địa thế này. Khách đến lầu xanh dần nhiều lên, Yên cửu vẫn luôn nhìn chằm chặp phía cửa, không bỏ sót bất cứ kẻ nào khả nghi. Trường Ly thì lại tò mò ngắm những chiếc đuôi lồ lộ, lộ ra ngoài của đám yêu rồi suy đoán nguyên hình của họ. Khi Yên Cửu phát hiện Trường Ly cứ hao háo nhìn mớ đuôi kia mãi thì bất mãn cua tay trước mặt nàng. Mấy cái đuôi yêu kia cái thì không thuần màu, cái thì không đủ rậm rạp bồng bềnh, sao bị được với đuôi chàng chứ? Ấy thế mà cô nhóc kiếm linh lại ngắm mê mẩn, Trường Ly đẩy tay chàng sang một bên với vẻ ghét bỏ, huynh chắn mất tầm nhìn của ta rồi. Yên Cửu hít sâu một hơi, sắp tới nói thầm vào tai nàng, nàng nhìn chằm chằm đuôi người ta như thế là bất lịch sự lắm đấy. Trường Ly nhìn chàng thắc mắc, ta núp ở đây nhìn lén, bọn họ có biết đâu nào. Với lại nếu ta không nhìn kỹ nhỡ may bỏ sót gã tộc hồ kia thì sao? Yên cửu nhất thời cứng họng, với người không phải yêu tộc mà nói thì hình như phân biệt yêu bằng đuôi đúng là cách đơn giản nhất. Yên cửu đành nuốt cục tức vào bụng, để kệ trường Ly ngắm thỏa thích. Sau khi khách khứa yên vị hết, một đám tiểu yêu mặc đồ mỏng dính mới linh hoạt len lỏi giữa đám khách để dâng rượu trái cây lên, trên sân khấu lầu một một ả yêu tộc bắt đầu múa một điệu quyến rũ nao lòng người trường ly bất giác dán mắt vào đó yên tiểu cửu đó là yêu gì thế yên cửu liếc một cái rồi dừng dưng phán bướm yêu trường ly không kìm được mà khen chả trách lại múa dẻo thế yên cửu ngắm cặp mắt sáng lấp lánh của cô bé con khen tị nói bọn mình tới đây để tìm yêu khả nghi chứ có phải tới xem biểu diễn đâu trường ly lưu luyến rời mắt đi ta ngắm tí thôi mà sau khi hai người loại hết đám khách dưới sảnh chính lầu một khỏi diện tình nghi thì bắt đầu hướng mắt lên ba căn phòng trên lầu 2. khách đi vào ba căn phòng kia đều bịt kín mít ngay cả một nhúm lông đuôi cũng không lộ ra yên cửu thấy phòng riêng bị kéo rèm che kín thì khẽ nói với trường ly để ta xuống xem thế nào nàng ở yên đây chờ đừng chạy lung tung nhé trường ly đang tính hỏi gì đó thì yên cửu đã biến thành gã sai vặt trong lầu xanh rồi nhảy khỏi xà ngang đi tới căn phòng gần đó nhất trường ly nhìn độ cao của thành xà lặng lẽ rụt cái chân thò ra khỏi xà vào vài phút sau Yên Cửu đi ra khỏi căn phòng nọ, tới căn phòng khả nghi tiếp theo. Trường Ly ngồi xổm trên xà ngang, nhầm tính thời gian chàng vào đó, sau khi đếm tới 100 thì thấy Yên Cửu lại đi ra, sang căn phòng thứ ba. Nàng bất giác tự hỏi, nếu cả ba phòng đều không phải thì con hổ yêu kia sẽ trốn đi đâu nhỉ? Trong lúc suy tư, Trường Ly chợt nhận ra Yên Cửu đã vào căn phòng đó hơi lâu. Nàng thầm đếm đủ một phút rồi không do dự gì mà biến thành kiếm, nép vào xà ngang bay tới căn phòng đó. Vừa đến cửa phòng, Trường Ly đã nghe thấy tiếng vang lớn trong phòng, nàng lập tức phóng vào thấy căn phòng chống hoác chẳng có ma nào chỉ có cửa sổ mở tung kêu kéo kẹt vì bị gió lùa trường ly bay tới bên cửa sổ thấy loáng thoáng hai bóng đen vừa lẩn vào hẻm sâu trường ly nhớ lại địa hình con hẻm nhỏ mình từng đi để tới cửa sau lầu xanh rồi tức tốc bay ra khỏi cửa sổ phóng về một hướng khác nửa khắc sau nàng và yên cửu va phải nhau ở khúc cua trong con hẻm nhỏ thấy linh kiếm xuất hiện trước mặt mình rõ ràng yên cửu ngớ ra một thoáng sau đó mặt chàng lộ vẻ lo lắng hỏi chẳng phải ta đã dặn nàng ở yên đó đợi ta à? Trường Ly bay vèo tới, nhìn ra sau lưng chàng, huynh đang trốn gã yêu trong phòng sao. Yên cử vội nói nhanh, kẻ vừa rồi bí mật tới gặp người của tộc hổ là phó ban quản lý chợ đen, nếu để lão ta phát hiện thân phận thì e là tối nay bọn mình không thể ra khỏi chợ đen được. Họ đang nói giờ thì nghe thấy tiếng bước chân rồn dập bên ngoài ngõ nhỏ và tiếng nói lạnh tanh, các ngươi chia nhau ra tìm đi, phải bắt cho bằng được cái thằng đóng giả gã sai vặt lèn vào lầu xanh kia. Giọng nói kia vừa dứt, tiếng bước chân chờ tản ra tứ phía một kẻ trong đó đi thẳng vào con hẻm yên cửu và trường ly đang nấp trường ly lập tức biến về hình người rồi kéo thắt lưng yên cửu xuống khẽ nói huynh thay bộ đồ của gã sai vật này đi rồi thả tai với đuôi huynh ra yên cửu lập tức hiểu ý nàng chàng lanh lẹ chút bỏ áo ngoài vội phủ thêm một chiếc áo ngoài màu bạc sau đó xoay người đè trường ly vào tường quấn hở cái đuôi xù lên hông nàng giấu cách một lớp quần áo trường ly vẫn thấy phần da bên hông nóng lên Tim nàng như bị thứ gì đó thình lình cào nhẹ một cái khiến toàn thân nhột nhạo hết cả lên. Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Trường Ly vô thức choàng tay ôm lấy cổ Yên Cửu, kéo chàng sát lại. Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, bọn họ có thể nghe rõ mồn một tiếng thở của đối phương. Trong gió đêm lạnh căm, chúng chậm chậm hòa vào nhau và nóng rực lên. Khi gã cha xét tiến vào hẻm nhỏ, cảnh tượng hắn trông thấy là một chàng yêu tộc trẻ đang âu yếm một cô gái bị chàng che khuất mặt trong góc hẻm tối tăm hắn thoáng nhíu mày, cảnh này xuất hiện ở con hẻm tối gần lầu xanh cũng chẳng có gì lạ. Chàng yêu tộc mặc quần áo sộc sịch, bị một đôi tay ngọc ngà mảnh khảnh choàng lên cổ, vò nhăn cổ áo trễ. Ánh mắt hắn thoáng dừng ở đôi tay kia một lát rồi bắt đầu quan sát cô gái bị che khuất phía sau. Yên cửu như phát hiện ra, bèn nghiêng đầu chắn tầm mắt hắn. Trường Ly cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh, nàng vội nhắm mắt lại hòng che giấu đôi mắt sáng rực của mình. Rồi nàng khẽ kiếng chân lên, dán môi mình vào môi Yên cửu. Cảm giác ấm áp trên môi, khiến cả hai đều ngơ ngẩn. Ngay sau đó, Yên Cửu chậm chậm cúi xuống, khiến nụ hôn này sâu thêm. Trường Ly cảm thấy người mình nóng hết lên, cảm giác tê dại lan từ xương cụt ra toàn thân. Cơ thể nóng bỏng trước mặt và bức tường lạnh băng sau lưng trái ngược hẳn với nhau, nàng vô thức bấu chặt lấy cổ Yên Cửu như tìm kiếm một điểm tựa vững chắc. Đầu óc Trường Ly choáng váng, chút lý trí ít ỏi còn sót lại cũng chôn vùi khi nghe tiếng bước chân cách đó không xa từ từ đi xa. Cái đuôi bên hông quấn chặt lấy eo Trường Ly khiến nàng muốn ngạt thở nhịp thở của nàng bỗng dồn dập hẳn lên bờ mi mảnh dài liên tục chấp động tỏ rõ tâm trạng phập phồng của chủ nó mãi lâu sau yên cửu mới lùi ra nửa tấc ngắm cô bé con đang đỏ bừng mặt bên dưới khàn giọng nói gã kia đi rồi chuyên bác triền trường ly bất giác bặm môi cánh môi ướt át đỏ thắm trông đẹp đẽ lạ thường khiến mắt yên cửu lại bắt đầu tối đi trường ly không hay biết gì đẩy vai chàng ra bảo huynh mau sửa lại quần áo đi yên cửu chỉnh cổ áo một cách qua loa hơi nóng trên người không cách nào bị gió đêm thổi tan được chàng hít sâu một hơi trái khế nhấp nhô mấy lượt vì cố gắng kiềm chế rồi mới thong thả chỉnh trang lại quần áo giấu cái đuôi to sau lưng đi quay lại vẻ chỉnh tề như lúc đầu trường ly thấy yên cửu đã khôi phục dáng vẻ bình thường thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm vừa rồi yên tiểu cửu khiến người ta không cách nào kiếm chế nổi có trời mới biết nàng muốn cắn cái tai lông mềm mại của chàng tới mức nào hai người đứng yên tại chỗ một lát mãi đến khi thở bình thường mới đi ra khỏi con hẻm nhỏ ánh trăng lành lạnh dọi xuống mặt đất chiếu sáng con đường nhỏ trường ly cụp mắt nắm hai bóng người kề sát nhau, bỗng nghĩ ngợi vẩn vơ. Yên cử nghiêng đầu ngắm đỉnh đầu đen nhánh tóc của cô bé con, trên ấy còn có một cái xoáy nho nhỏ trông vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Trang mở miệng phá vỡ sự im lặng giữa hai người, ta tính đi gặp trưởng ban quản lý chợ đen một lần, nếu ông ta không biết gì về chuyện cấp dưới thông đồng với tộc hổ thì bọn mình sẽ dễ giải quyết chuyện này hơn nhiều. Suy nghĩ của trường ly bị kéo về hiện thực ngay lập tức nếu phó ban quản lý chợ đen cả gan gặp lén tộc hổ phản loạn thì việc lão ta nuôi ý đồ gì đó làm cấp trên sinh nghi và đề phòng là hết sức bình thường trường ly ngấm ngợi rồi hỏi nếu ông ta biết rõ mọi chuyện thì sao mắt yên cửu ánh lên vẻ nguy hiểm thế thì đành phải thay mấu toàn bộ chợ đen một lần vậy có vẻ như yên cửu rất rành rẽ đường đi lối lại ở chợ đen chàng dẫn trường ly đi vòng vèo một lúc vào một tiệm cầm đồ lấy một chiếc tẩu bằng ngọc đen ra rồi gõ vào quầy nói ta muốn gặp ông chủ của các ngươi ông cụ dâu bạc sau quầy trông thấy cái tẩu thì thoáng khựng lại sau đó đáp ngay xin quý khách chờ chút hạ đoạn ông ta đứng dậy đi ra phía sau nhà chẳng bao lâu sau đã khệnh khẳng quay lại dẫn trường ly và yên cửu lên lầu mời quý khách đi theo ta ông cụ dâu bạc dẫn họ đi vào một căn phòng yên ắng vừa bước vào phòng trường ly đã trông thấy giữa phòng có đặt tấm bình phong hoa lê vàng sau tấm bình phong sáng ánh nến thấp thoáng hiện bóng một người đang ngồi ông cụ dâu bạc dẫn khách tới khuyên người chào người ngồi sau tấm bình phong rồi lặng lẽ lui ra ngoài bóng người sau bình phong nhìn về phía hai người Chầm giọng hỏi cái tàu đâu yên cửu xòe tay ra cái tàu trong tay chàng thình lình bay lên lướt qua tấm bình phong rơi vào tay người kia người kia ngắm chiếc tàu ngọc đen trong tay mấy lượt rồi mới thủng thẳng nói số yêu biết ta thích tàu ở yêu giới chưa đến hai bàn tay ngươi là kẻ nào yên cửu không đáp thẳng mà hỏi vặn lại cháu nghe nói những vị khách mang theo tàu tới đây đều có thể hỏi ngài một câu chẳng biết bây giờ quy định này còn giá trị không bóng người sau bình phong bật tiếng cười khẽ tất nhiên là còn cậu muốn hỏi gì Yên cửu chậm rãi hỏi, cháu muốn hỏi chợ đen đã chọn đứng về phía tộc hổ rồi sao? Chàng còn chưa dứt lời, một luồng áp lực lớn lao đã phóng từ trong ra. Đầu tiên Yên cửu kéo trường ly nấp sau lưng mình rồi hứng chịu luồng khí rét thấu xương từ trong bình phong bắn ra. Giọng nói sau tấm bình phong trở nên âm trầm hẳn, này chàng trai trẻ, có vài lời không thể nói bậy bạ đâu nhé. Mặt Yên cửu vẫn không đổi sắc, thế cháu xin lỗi ngài. Tối nay cháu đã vô tình trông thấy vài cảnh tượng khiến người ta hiểu lầm ở lầu xanh, nếu chỉ là hiểu lầm thì cháu xin phép cáo từ nói xong yên cửu kéo trường ly rảo bước đi ra ngoài mãi đến khi đi hết nửa con phố trường ly mới vút ngực lý nhí hỏi đó là trưởng ban quản lý chợ đen à trông sợ thật đấy yên cửu gật đầu ông ta đã quản lý chợ đen rất nhiều năm giờ chắc tu vi đã lên cấp hóa thần rồi lão chăn vàng yêu cầu kết với tộc hồ tuy là phó ban quản lý chợ đen nhưng lão ta chỉ nắm rõ một góc tảng băng thôi trường ly không khỏi líu lưỡi giờ ông ta biết chuyện thì chắc sẽ tra xét lầu xanh nhỉ Yên cửu cục mắt xuống, bọn mình cứ im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo là được. Trong vòng 2 ngày tới, chắc chắn chợ đen sẽ có biến. Yên cửu trừ hao hơi dư giả, bởi chẳng cần đến 2 ngày, mới dạng sáng hôm sau, lầu xanh đêm qua còn đông đúc ồn ả đã bị đội chấp pháp chợ đen niêm phong. Đám người mặc đồ đen liên tục ra vào khiến người đi đường phải né xa chín chục dặm. Trường Ly và Yên Cửu ngồi trong tiệm trà cách đó không xa, theo dõi sát sao tình hình ở đây. Mấy tiểu yêu trang điểm quyến rũ và cả lũ sai vặt trong lầu xanh đều bị đám mặc đồ đen giải hết đi, nhưng hai người không hề trông thấy bóng dáng lão chăn vàng lén gặp hổ yêu tối qua đâu. Trường Ly Vân về cầm thắc mắc, chả lẽ bọn chúng chạy thoát rồi? Yên Cửu trầm ngâm một lát rồi đáp, bọn chúng không kịp trở tay nhanh thế đâu, chẳng những lầu xanh này bị điều tra mà chắc chắn là tất cả sản nghiệp của chăn vàng đều bị điều tra hết, nên việc tìm ra nơi chúng ẩn nấp chỉ là chuyện sớm muộn. Yên Cửu vừa nói vừa gửi tin cho Tùng Tuần bảo hắn để ý tới đám yêu tộc ra vào chợ đen dạo gần đây, chưa biết chừng có thể phát hiện tung tích hổ yêu. Sau cơn phong ba này ở chợ đen, có rất nhiều tay chân của chăn vàng bị bắt đi thẩm vấn, đám tiểu yêu sợ xuất phó, đường phố vốn nhộn nhịp sầm uất bỗng trở nên quạnh quẽ hẳn đi. Yên Cửu và Trường Ly nán lại chợ đen suốt một ngày, rồi không nấn ná thêm nữa mà lặng lẽ quay về phố Trường Thanh. Tùng Tuần thấy hai người về cùng nhau thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lén nấp sang một bên. Chẳng biết yêu chúa có tìm hắn tính sổ vụ hắn tuồng tin cho Trường Ly cô nương không nữa từ rất xa yên cửu đã trông thấy một nhúm đuôi sóc lòi ra mấy cọng lông màu hạt rẻ phơ phất trong gió đêm chẳng biết do bị gió thổi hay do chủ chúng đang lo lắng quá độ nữa yên cửu khẽ nhịp chân tự dưng miết môi một cái như sực nhớ ra chuyện gì đó làm bộ không trông thấy tùng tuần rời mắt sang chỗ khác rồi về phòng luôn tùng tuần nấp sau cây cột đến khi nghe tiếng cửa phòng khép lại mới dám thở phào một hơi cái đuôi đang vẫy loạn xả cuối cùng cũng ngoan ngoãn rủ hờ xuống trong phòng yên cửu ngắm hàng tượng gỗ mới khắc được xếp ngay ngắn dưới ánh nến thấy tim mình đập rộn lên Chàng vươn tay cầm tượng gỗ khắc có hồn nhất lên vuốt ve, không nỡ đặt nó xuống. Trường Ly không để ý tới động tác nhỏ của Yên Cửu, chuyến đi tới chợ đen đã khiến nàng kiệt sức. Nàng buồn ngủ ngáp dài một cái, lim dim mắt niệm nhanh câu chú vệ sinh cơ thể rồi đi ngủ trước. Yên Cửu nghe tiếng thở đều vang lên trong phòng mới thư thả ngồi xuống trước cái bàn nhỏ bên cửa sổ. Chàng cầm khúc gỗ Trường Ly khắc còn dư lên, bắt đầu tỉ mẩn đục đẽo. Theo động tác của chàng, mùi gỗ sực nước trong bầu không khí tĩnh mịch bình yên mùn cưa li ti rào rạt rơi xuống từ ngón tay thuôn dài của chàng nhanh chóng phủ một lớp mỏng trên mặt bàn yên cử nghiêm túc dùng dao khắc hết nhát này đến nhát khác thỉnh thoảng lại thổi một cái để đám mùn cưa bay đi cùng ngày đến khi trời tảng sáng qua bàn tay chàng một khối gỗ rất bình thường đã biến thành bức tượng một cô bé con có khuôn mặt tươi tắn đáng yêu trên mặt còn có cặp má lúm đồng tiền bé xinh nữa yên cử hài lòng ngắm bức tượng cô bé con trong tay rồi đặt nó đứng cạnh tượng bé cáo Chàng ngắm bé cáo và cô bé con đứng kề cận nhau đến tận một khắc rồi mới chịu gión rén đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chàng vẫn phải lưu ý tiến độ điều tra truy vết bên chợ đen một chút. Lúc trường ly ngái ngủ thức giấc, trong phòng vô cùng yên ắng. Nàng vươn vai một cái rồi chậm gì đi tới bên bàn châm trà, bấy giờ mới phát hiện hình như bên cửa sổ có thêm thứ gì đó. Trường ly tập trung nhìn sang đó, chợt thấy một cô bé con có khuôn mặt tươi cười chen giữa đám cáo con. Nàng ngớ ra một thoáng, rồi lại gần ngắm cho kỹ. Một lúc lâu sau, Trường Ly chọc bé cáo gỗ một cái, khiến nó ngả người ra sau, lẩm bẩm một câu, nếu Yên Tiểu Cửu hết ngồi nổi cái ghế yêu chúa phải bày sạp điêu khắc ven đường thì chắc cũng kiếm cơm được đấy. Trường Ly dậy chưa bao lâu thì Tùng Tuần đã lén lút xuất hiện trước cửa. Nàng nhìn tên sóc yêu lấm lét, khóe môi giật giật hỏi hắn, Tùng Tuần, người đang làm gì thế? Tùng Tuần vội đưa tay lên môi làm dấu rồi liếc mắt ra hiệu, dùng khẩu hình hỏi, yêu chúa có nhà không? Trường Ly buồn cười hỏi, huynh ấy không có đây, người tìm huynh ấy à? Tùng Tuần lắc đầu nguầy nguậy, sau đó thả lỏng toàn thân đáp không có thì tốt hắn rón rén đi vào phòng rồi ló đầu ra ngoài cửa sổ quan sát mấy bận mới rẻ rặt nói trường ly cô nương ta có chuyện muốn thương lượng với cô trường ly chấp chấp mắt hất hàm hỏi chuyện gì thế tông tuần xoa xoa tay trên mặt hiện chút do so dự hắn châm trước một lát rồi mới đánh bạo hỏi trường ly cô nương cô có biết tòa cung điện nằm giữa hoàng thành không Trường Ly gục gạc đầu, cách mấy con phố ta còn thấy ánh sáng phản chiếu từ ngói lưu lý trên đỉnh cung điện đó luôn mà cung điện kia luôn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời trông còn sang chảnh hơn cả mấy tòa nhà ở vạn pháp tông thiếu điều muốn trói mù mắt nàng tùng tuần ngập ngừng nói đáng lý các đời yêu chúa đều sống ở đó nhưng vì chiêu phu nhân mà yêu chúa đời trước luôn sống ở dinh cơ riêng đến yêu chúa đương nhiệm cũng chỉ thích sống tại nhà riêng ở phố trường thanh không thích hồi cung nghe tùng tuần lại nhảy xong trường ly hỏi thẳng rồi sao tùng tuần giàu dĩ gái ót chúng ta với tộc hồ sắp sửa khai chiến các trưởng lão trong tộc cảm thấy yêu chúa nên hồi cung chấn giữ thay vì cứ sống ở nhà riêng sẽ thỏa đáng hơn. Trường Ly lấy làm khó hiểu, ở đây thì khác gì với ở trong cung. Tùng Tuần vội nói, tất nhiên là khác rồi ạ. À. Tuy yêu chúa cũng sắp xếp thị vệ canh gác nơi này nhưng so với đám lính gác trong cung thì vẫn có điểm khác biệt. Người hầu trong cung đời đời hầu hạ yêu chúa nên làm ăn quy củ chu đáo hơn nhiều. Trường Ly lại hỏi, thế thì ngươi nên đề nghị với yên tiểu cử chứ hỏi ta thì ích gì. Tùng Tuần trột dạ nhìn sang chỗ khác, thì do dạo này hắn không dám bén mảng tới gần yêu chúa chứ còn sao nữa. Với lại yêu chúa vốn không thích kiểu khuôn sáo trong cung, nếu không thì sao lại chạy một mạch tới địa bàn nhân tộc rồi ở lì đó mãi không chịu về chứ. Bảo hắn đi khuyên khác nào bắt sóc chui vào họng súng, một đi không trở lại. Nhưng nếu trường ly cô nương rủ gì bên gối chẳng phải sẽ dễ hơn nhiều sao. Tùng tuần âm thầm chủ tính, ta muốn nhờ cô ướm hỏi suy nghĩ của yêu chúa xem sao, nếu yêu chúa chịu hồi cung thì ai nấy đều vui. Còn nếu ngài ấy không muốn thì ta cũng có cớ từ chối các trưởng lão trong tộc. Trường Ly cảm thấy chuyện này nhỏ như con thỏ, xem ra đám sóc yêu như tùng tuần nhát gan quá đỗi. Nàng đồng ý ngay, để ta hỏi giúp ngươi, còn được hay không thì ta không dám hứa nhé. Tùng tuần mừng ra mặt, có câu này của cô là đủ rồi, cảm ơn trường Ly cô nương nhé. Đến giờ cơm trưa, trường Ly nhìn dĩa cá tùng quế chiên xù mới được đặt lên bàn, bất giác nhớ tới dáng vẻ trịnh trọng nhờ vả của tùng tuần, nàng gắp một miếng cá giòn rộm thơm ngọt bỏ vào miệng rồi tỉnh bơ hỏi yên cửu yên tiểu cửu huynh là yêu chúa mà không phải sống trong cung sao yên cửu nghe vậy bèn dừng đũa hỏi nàng muốn vào cung xem thử hả tuy trường ly thấy hơi tò mò nhưng cũng không ham hố đến mức đòi vào bằng được nàng xua tay đáp không muốn lắm yên cửu như có điều suy nghĩ không muốn lắm tức là có muốn chàng không do dự gì mà quyết định luôn nếu vậy thì bọn mình hồi cung ở vài hôm đi trường ly bất giác trận to cặp mắt hạnh yên tiểu cửu đồng ý lại làng vậy luôn hả trời thế mắc gì tùng tuần phải tỏ vẻ nghiêm trọng thế chứ làm nàng cứ tưởng có điều gì lẩn khuất cơ đấy yên cửu vừa bảo hồi cung là đám cấp dưới ở nhà riêng phố trường thanh và đám người hầu trong cung đều vắt chân lên cổ lo liệu những đồ dùng hàng ngày ở nhà riêng cùng giấy tờ quan trọng trong thư phòng đều đóng gói mang theo hết để phòng yêu chúa hồi cung cảm thấy bất tiện trường ly chống cầm ngắm đám tiểu yêu bê dương thùng tất tả chạy tới chạy lui trong sân thì không khỏi líu lưỡi trước kia mỗi bận nàng với yên tiểu cửu đi đâu thì đều chào một tiếng là đi luôn đâu phiền phức thế bao giờ Yên Cửu chuyển hết giấy tờ cần xử lý vào phòng, thấy cô bé con hết nhìn trái lại ngó phải bèn thuận miệng nói, đừng nhìn nữa, lại đây cắn hạt dưa đi. Trường Ly lập tức bị hạt dưa dụ khỉ, không thèm nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Cùng lúc đó, đám người hầu trong cung đang sục sôi nhiệt huyết. Họ dốc hết tâm huyết dọn dẹp các điện trong cung, chuẩn bị nghênh đón chủ nhân trăm năm chưa về một cách tương tất trọng thể nhất. Bọn họ phải khiến yêu chúa cảm thấy thoải mái dễ chịu trong khoảng thời gian sống trong cung, tốt nhất là quên luôn chuyện dọn về căn nhà riêng ở phố Trường Thanh mới được. Vừa hay tin, tùng tuần đã mau mắn chạy ra sau bếp nhét một túi linh thạch vào tay lão đầu bếp đã làm món cá tùng quế chiên xù theo lời dặn của hắn đầu bếp vui sướng lắc túi linh thạch trong tay mừng đến độ mấy nếp nhăn trên mặt đều giãn hết ra chẳng lẽ yêu chúa thấy ta nấu đỉnh quá nên cố ý thưởng cho ta à tùng tuần thần bí lắc đầu đúng là ông nấu món này đỉnh thật nhưng không phải ở mùi vị mà ở cái tên món ăn mắt đầu bếp lộ vẻ thắc mắc không hiểu đầu cua tai nheo ra sao tùng tuần không nói gì thêm vừa hát nghêu ngao vừa đi khỏi đó đầu bếp cũng không nghĩ nhiều, dù sao có linh thạch thế này vẫn thực tế nhất. Nửa ngày sau, khi trông thấy một cỗ xe sang trọng vàng chóe đậu trước cổng nhà mình và đám tiểu yêu cung kính đứng hầu hai bên đợi bọn họ lên xe, rốt cuộc trường ly cũng bắt đầu có cảm giác chân thực rằng yên cửu là chủ yêu giới. Tuy vị yêu chúa hàng thật giá thật bấy giờ tay trái đang cầm mấy pho tượng gỗ, tay phải thì túm chặt cổ tay áo nàng, mắt nhìn thẳng dắt nàng lên xe ngồi. Vừa lên xe, vẻ nghiêm nghị trên mặt yên cửu lặn mất tâm, trong mắt chàng lóe lên vẻ tò mò chẳng thua kém trường ly là bao. Trường Ly nhìn sang hỏi, Yên Tiểu Cửu, đừng nói đây là lần đầu tiên huynh ngồi xe này nha. Yên Cửu mân mê cái đệm lót mềm mại dưới mông, chối phăng tất nhiên là không phải. Hồi nhỏ lúc chưa hóa hình, ta từng ngồi chung với cha ta rồi. Trường Ly vỡ lẽ, vậy ra đây là lần đầu tiên Yên Cửu dùng xe này kể từ khi lên làm yêu chúa đến giờ. Hai đứa bé tò mò sờ tới sờ lui khắp xe, chợt phát hiện trong ngăn kéo dưới bàn trà có cơ man đồ ăn vặt, dụng cụ trải lông và lò sửa tay. Vài phút sau, hai người đều tìm thấy một chỗ thoải mái để yên vị. Trường Ly cầm chiếc gối ôm có găn tua rua ngoài rìa lên xem, thấy cái này còn đẹp hơn cả tua kiếm của nàng. Thấy nàng tập trung ngắm nó quá, Yên Cửu thò tay khơi một sợi tua lên nhìn kỹ rồi nói, hình như là đồ tộc chim tiến cống. Bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cô bé con, chàng thoáng khựng lại rồi nói, nếu nàng thích thì lát cầm theo đi. Trường Ly quấn chiếc lông chim xinh đẹp quanh ngón tay bảo, gối ôm dẫu đẹp mấy thì ta cũng đâu mang nó đi đây đi đó suốt ngày được. Yên Cửu hiểu ý nàng, để ta xem trong cung còn loại lông chim này không, nếu còn sẽ bện tua kiếm mới cho nàng. Trường Ly lập tức cười tâu, huynh hứa rồi nhé. Họ đang nói chuyện thì cỗ xe đã dừng lại trước điện chính trong cung. Yên Cửu và Trường Ly bước xuống xe, được tiểu yêu ân cần dẫn vào trong điện. Cặp mắt hạnh của Trường Ly bất giác mở to, phản chiếu quang cảnh tráng lệ bên trong cung điện. Cung điện này trông còn bề thế hơn của cung điện của quỷ chúa nữa. Bọn họ chưa đi được mấy bước đã có một tiểu yêu rảo bước đi tới, cung kính bẩm với Yên Cửu, thưa yêu chúa, các trưởng lão tìm ngài ạ. À. Mắt Yên Cửu lóe sáng, nói với Trường Ly, ta đi một lát rồi về ngay, nếu nàng cần gì thì cứ sai bảo đám tiểu yêu này nhé. Yên cửu đi thẳng tới nghị sự đường ở phía đông điện chính, các trưởng lão đức cao vọng trọng trong tộc cáo đã tề tựu đông đủ ở đây, đang cúi đầu thảo luận chuyện gì đó. Nghe tiếng bước chân yên cửu tới gần, các trưởng lão thi nhau ngẩng lên xem, rồi gật đầu chào chàng với nét mặt nghiêm túc. Yên cửu khẽ gật đầu chào lại họ, rồi mở lời trước các trưởng lão tìm ta có chuyện gì thế. Đại trưởng lão vuốt sâu, thùng thẳng nói, chúng ta sắp giao chiến với tộc hổ nên có vài chuyện cần bàn bạc với yêu chúa. Một canh giờ sau, Yên Cửu rót thêm nửa tách trà uống cho thông cổ. Mấy lão cáo già này càng luống tuổi lại càng rông dài. Yên Cửu toan đứng dậy, tính chấm dứt cuộc họp không có hồi kết này, ta còn chuyện khác cần giải quyết nữa, hôm nay họp tới đây thôi. Đại trưởng lão chậm rãi nói, xin yêu chúa dừng bước, vẫn còn một chuyện cuối cùng. Thái Dương Yên Cửu giật hai cái, mời ngài nói. Đại trưởng lão và mấy vị trưởng lão khác nhất nhau, nghe nói ngài dẫn một cô gái ngoại tộc về. Yên Cửu chợt hít mắt lại hỏi, thì sao? Đại trưởng lão như không hề nhận ra thái độ lạnh hẳn đi của chàng, nói tiếp tuy chúng ta đã lớn tuổi nhưng cũng không phải là mấy lão già vô lý cổ hủ. Yên cửu vẫn giữ thái độ cảnh giác, đại trưởng lão đằng hắng mấy tiếng, nhưng nếu ngài đã chọn cô gái nọ thì dân ngoại tộc cần phải học tập vài chuyện của tộc ta. Yên cử bỗng thấy có điểm không lành, chuyện gì? Mặt đại trưởng lão vẫn tỉnh bơ, chúng ta đã phái người đến dậy rồi, yêu chúa chứa lo lắng. Cùng, Lúc đó, Trường Ly vừa lượn một vòng trong chính điện cho biết thình lình nghênh đón một hàng hầu gái xinh đẹp với đôi tai cáo trong bộ váy đồng phục. Nàng ngứa ra, các ngươi là, cô hầu gái tai cáo đi đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn, khuỷu gối thưa với nàng, nô tỳ là phi lộ, tới đây phổ biến quy định trong cung cho cô nương theo lệnh của đại trưởng lão. Trường Ly giật giật lông mày, lẽ nào đây là đòn phủ đầu trong truyền thuyết ư? Phi lộ không bận tâm tới vẻ mặt biến sắc của Trường Ly. Cô ta lấy một cuốn sách nhỏ có bìa vàng mở ra nghiêm túc đọc, chương một trải lông dụng cụ trải lông tốt nhất là ngọc đen hảo hạng cần trải nhẹ từ chân lông vẻ mặt của trường ly chuyển dần từ sẵn sàng đón địch sang không cảm xúc nàng lắng nghe hướng dẫn trải lông tầm một khắc rồi khẽ cãi dù ta chỉ lấy ngón tay cào bừa mấy cái thì yêu chúa của các cô cũng thích mê thế nhưng mặt phi lộ vẫn thản nhiên như không ngay cả nụ cười trên môi cũng không suy xuyển cô ta vỗ vào cuốn sách trên tay nghiêm mặt nói đây là bí kíp trải lông mà tộc cáo bọn ta không ngừng cải tiến được lưu truyền từ đời này sang đời khác khiến cáo cảm thấy thư thái cả về thể xác lẫn tinh thần cô là bạn đời của yêu chúa, đương nhiên cần phải thành thạo kỹ năng này. Trường Ly đảo mắt loạn xạ, đột nhiên hỏi, nếu cô đã đọc vanh vách cuốn sách này như vậy thì chắc là nắm rất rõ kỹ năng này và tự trải nghiệm rồi đúng không? Phi lộ ướn ngực đầy tự hào mà đáp, tất nhiên rồi, ta nắm rất rõ kỹ năng này, không gì là không biết cả. Trường Ly nở một nụ cười giảo hoạt, thế thì dễ rồi, nếu ta muốn thành thạo thì phải chăm chỉ luyện tập nhỉ. Cô hãy thử tay nghề của ta xem ta đã đạt tiêu chuẩn chưa đi. Phi lộ thoáng do dự, các trưởng lão chỉ sai cô ta tới dạy học chứ không bảo cô ta phải tự trải nghiệm. Trường Ly vẫn cố gắng không ngừng, nếu cô không thử thì làm sao biết trình độ của ta đang ở mức nào, học hành tiến bộ ra sao chứ? Phi lộ bị thuyết phục, cô nương muốn thử thế nào? Trường Ly nhịp ngón tay, nếu tiện thì cô cứ biến thành nguyên hình là tốt nhất, thế thì có thể trải nghiệm từ đầu đến đuôi một lần, vậy mới đánh giá toàn diện được. Phi lộ trầm tư một lát, cảm thấy ý kiến này rất có lý. Ngay sau đó, một con cáo nhỏ có bộ lông xù màu đỏ sậm thình lình xuất hiện, Tào Nhã dạo bước tới trước mặt Trường Ly nói, cô có thể bắt đầu rồi. Trường Ly kéo tay áo thùng thình lên, sắn bừa vài cái, khởi động cổ tay một chút, sau đó ngắm con cáo đỏ sậm với cặp mắt sáng rỡ. Bộ lông này rất đẹp đẽ mềm mại, có sức hút khác hẳn bộ lông trắng của Yên Tiểu Cửu. Phi Lộ tự dưng dùng mình một cái khi bắt gặp cặp mắt sáng quắc của Trường Ly. Sao ánh mắt của cô gái này làm cáo hãi thế không biết? Trường Ly xoa tay trực hành động, đám hầu gái tai cáo còn lại lặng lẽ quan sát hành động của nàng bọn họ muốn chống mắt lên xem một cô nàng ngoại tộc có gì cao siêu mà lại hớp mất hồn yêu chúa một khắc sau phi lộ thở khò khè một cách hạnh phúc dưới bàn tay trường ly cô ta híp cặp mắt cáo quyến rũ lại cái đuôi đỏ sậm phía sau cứ ngoe người mãi vì sung sướng tiết lộ tâm trạng thư thái của cô ta trường ly nhếch môi bắt đầu xoa nắn phần cổ cáo chẳng biết có phải là ảo giác không mà trường ly cảm thấy hình như lông cổ cáo cái có vẻ mềm mại hơn cáo được thì phải dưới bàn tay kỳ diệu của trường ly phi lộ đã quên bén mục đích ban đầu của mình cao sang trái một chút đúng đúng chỗ đó rồi con cáo đỏ sậm rên hừ hừ đám hầu gái tai cáo đứng cạnh đá mắt ra hiệu với nhau thấy lạ lẫm xen lẫn tò mò trường ly bắt gặp ánh mắt háo hức của bọn họ bèn hỏi thử các cô có muốn thử không đám hầu gái tai cáo đưa mắt nhìn nhau hình như hơi do dự trường ly lại cố gắng thuyết phục chỉ mình phi lộ trải nghiệm thì phần đánh giá sẽ mang tính chủ quan nếu các cô đều thử sẽ đánh giá chính xác hơn nàng vừa dứt lời đám hầu gái lập tức biến thành bốn con cáo nhỏ màu đỏ chạy tới vây quanh nàng trường ly tức thì được nguyên đám lông xù vây quanh nàng không rảnh tay lúc thì vuốt con này lúc lại sờ con kia sợ nhất bên trọng nhất bên khinh làm ăn thiếu công bằng khiến chúng bất mãn lúc yên cử vội vàng đi vào điện chính thấy cảnh tượng trước mắt thì câm nín không thốt nên lời cô bé con mà chàng tưởng đang bị gây khó dễ giờ đang ngồi giữa một đám cáo đỏ mắt sáng lấp lánh mặt tươi như hoa thậm chí yên cử còn có cảm giác nàng giống chủ cung điện này hơn cả mình đang trái ôm phải ấp đến là vui chỉ thiếu vài bầu rượu ngon và tiếng đàn sáo thánh thoát làm nhạc đệm nữa là chuẩn bài yên cử cố ý bước đi thật mạnh bạo còn ho mấy tiếng cuối cùng cũng khiến một người nam cáo để mắt tới sự hiện diện của chàng năm con cáo đỏ bỗng cứng đơ người vô thức nép vào lòng trường ly yên Cửu thấy thế lại càng nhíu chặt mày thấy mặt chàng lạnh tanh trường ly vội vuốt ve năm bé cáo đang run lẩy bẩy hồng trấn an chúng yên tiểu cử huynh dọa họ sợ rồi Nàng hoàn toàn không nhận ra tình hình bất ổn trước mắt, mở miệng hỏi, huynh bị mấy trưởng lão chọc tức hay công sự phiền lòng thế. Phi lộ lúc này mới tỉnh hồn, vội lấy móng cả bốn con cáo khác vẫn đang xứng người, sau khi chắp tay hành lễ với yên cửu bèn chạy khỏi điện chính nhanh như chớp. Trường ly thấy bé cáo đỏ hành lễ rất ra dáng thì cố lắm mới nín cười nổi. Thấy họ đã đi khuất, bấy giờ nét mặt yên cửu mới tươi tỉnh hơn, xem ra còn biết y biết từ đấy. Lúc này trường ly mới quan tâm hỏi han yên cửu, vừa rồi huynh gặp chuyện gì à? Yên cửu vốn định bảo không, nhưng chợt nghĩ đến gì đó mà khẽ ừ một tiếng. Trường Ly hiếm khi trông thấy dáng vẻ giàu dĩ thất bại kiểu này của Yên Tiểu Cửu bèn chớp chớp mắt, dịu dàng hỏi liệu ta có giúp được gì cho huynh không. Yên Cửu nghe vậy thì lập tức biến thành một cục bông trắng, nhảy hai ba bước lên bàn, ấn móng vào cuốn sách bìa vàng mà phi lộ đi vội quá không kịp cầm theo. Nơi móng chàng đè xuống là dòng chữ, vuốt ve và trải lông một cách thích hợp có thể giảm bớt tâm trạng buồn bã của cáo. Trường Ly sờ cầm như có điều suy nghĩ, rồi vỗ đùi mình, giang tay ra nói với cục bột trắng kia, lại đây nào yên bạch bạch. Yên cửu nằm trên đùi cô bé con, hưởng thụ dịch vụ trải lông đặc biệt dài tận hai khắc, thấy xương cốt như tan ra. Chàng lim dim mắt, vô thức bật ra tiếng rên hừ hừ đầy khoan khoái. Mãi đến khi Tùng Tuần cật lực ôm chồng giấy tờ dày cộp thở hổn hển bước vào phá vỡ bầu không khí hài hòa bình yên này. Bẩm yêu chúa, số giấy tờ hôm nay chưa giải quyết xong đều ở cả đây, bao giờ ngài rảnh bé cáo bị làm phiền bất mãn dung tay thầm mắng gã sóc yêu kém tinh tế tùng tuần những một phút chàng biện diện nhảy xuống khỏi đùi trường ly lườm tùng tuần một phát cháy mắt rồi biến thành hình người phất tay áo lên ngươi ra đây với ta tùng tuần tự dưng giật mình một cái ôm chặt chồng giấy tờ đau khổ đi theo chàng thấy họ đi khuất trường ly phủi nếp váy bị nhăn trên đùi thầm than thở cái ghế yêu chúa này cũng chẳng dễ ngồi chút nào yên cửu dẫn tùng tuần đi chưa được hai phút thì phi lộ đã dẫn bốn hầu gái tai cáo quay lại khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trông hơi ngượng ngập, hình như vừa thầm hối hận vì mình vô ý đắm chìm trong niềm vui được trải lông mà bỏ bê nhiệm vụ. Phi lộ cầm cuốn sách bìa vàng trên bàn lên, hắng giọng rồi nói, cửa trải lông xem như qua, tiếp theo là đến phần trang phục. Toàn bộ kiểu dáng trang phục và trang sức của cô nương đều phải phù hợp với quy định trong cung. Phi lộ nói xong bèn liếc ánh mắt bắt bẻ từ đầu tới chân trường ly, rồi nói cái châm kia trông quá bình thường, lại còn không đều màu, không phù hợp với quy định. Trường ly sờ cái, châm đính tua rua trên đầu, hình như nàng mua nó ở chợ lúc đi dạo với yên cửu nàng thật thà đáp cái châm này do yêu chúa của các cô chọn đấy câu phi lộ đang định nói nghẹn ứ trong cổ cô ta lập tức đổi giọng yêu chúa luôn sống mộc mạc có khiếu thẩm mỹ độc đáo nên chọn được cây châm trông thật dân dã phi lộ lướt qua cây châm nhìn chằm chằm bộ váy la sam màu hồng phấn của trường ly bộ váy này có màu sắc không phù hợp lại còn may ẩu cô nương thay bộ khác sẽ thỏa đáng hơn ạ trường ly nhìn đường may hơi méo ở phần tà váy chớp mắt nói, bộ váy này lúc trước không vừa lắm nên yêu chúa của các cô khâu ngắn lên cho ta đấy. Phi lộ trợn tròn mắt, hỏi với giọng cao vút cô, cô để yêu chúa sửa váy cho cô á. Trường Ly đáp tỉnh queo, chẳng những sửa váy mà huynh ấy còn bền thua cho ta nữa. Phi lộ sốc muốn bật ngửa, ôi yêu thần của con, rốt cuộc giữa yêu chúa và cô nương này thì ai mới là cáo thành tinh đây? Trường Ly thấy Phi lộ bị đả kích như vậy thì cảm thấy mình không nên chọc tức bé cáo đỏ này quá. Dù sao nàng vẫn nghiền vuốt lông người ta mà. Nếu làm bé cáo đỏ dỗi chạy mất thì nàng đâu còn dịp nào mà sờ nó nữa. Trường Ly ho khẽ một tiếng để thu hút sự chú ý của Phi Lộ. Nhưng cô nói cũng có lý, tục ngữ đã dạy nhập ra tùy tục mà, nếu ta ở đây thì đương nhiên sẽ tuân thủ quy định trong cung. Mặt Phi Lộ trông khá hơn hẳn, Trường Ly thấy nàng đã tươi tỉnh hơn, bèn hỏi tiếp, chắc các cô đã chuẩn bị trang phục phù hợp với quy định rồi đúng không? Phi Lộ khẽ gật đầu, rồi vỗ tay một cái. Sau tiếng vỗ tay, một đội hầu gái bê khay nối đuôi nhau đi vào phòng, trên mỗi khay đều đặt một bộ váy và trang sức đi kèm trông xinh đẹp quý phái rất đồng điệu với cung điện tráng lệ bề thế này đồng thời còn tôn nhau lên mắt trường ly sáng rực làm gì có cô gái nào cưỡng nổi sức hút của váy áo và trang sức xinh đẹp chứ một canh giờ sau đó trường ly luôn ngoan ngoãn đứng yên trước gương thủy tinh để mặc phi lộ và các hầu gái khác giúp nàng thử đồ trường ly ngắm quả đầu găm đầy châu ngọc đến nỗi phát sáng của mình trong gương thử quay qua quay lại đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng mà nặng vãi linh hồn với hơi mỏi cổ sau khi cảm giác mới lạ qua đi, Trường Ly nắm cổ tay áo, nhìn Phi Lộ với ánh mắt tội nghiệp, Phi Lộ, cổ ta bị đau. Phi Lộ đang tính cài thêm châm lên đầu nàng chợt khựng tay lại, cô ta nhìn cái cổ thon trắng của cô bé con, dè dặt nói cô nương phải chịu khó quen với sức nặng này đi. Trường Ly xoa cái cổ mỏi như, quay sang nài xin, Phi Lộ yêu quý ơi, chuyện thích nghi này phải từ từ từng chút một chứ, cô gài lắm châm lên đầu ta thế này khiến cổ ta sắp bị chuột rút đến nơi rồi. Phi Lộ ngẫm nghĩ rồi gỡ hai chuỗi ngọc san hô xuống, dịu dàng hỏi thế này đã đỡ hơn chưa? Trường Ly lúc lắc đầu, chợt á một tiếng, chưa đâu, vẫn còn nặng lắm. Phi lộ thoáng do dự rồi lại gỡ hai chiếc châm hoa xuống, giờ thì sao? Trường Ly nhìn chằm chằm cô ta đầy trông mong, dùng hai ngón tay làm dấu một đoạn thẳng, không thể ít đi chút xíu nữa sao? Chỉ chút xíu thôi, phi lộ bị Trường Ly nhìn dữ quá đành phải thỏa hiệp. Cuối cùng, trên đầu Trường Ly chỉ còn lại mỗi một cây châm. Phi lộ không khỏi nhíu mày, thế này đơn giản quá, song trường ly lại thấy rất hài lòng đầu nhẹ nên tâm trạng cũng dễ chịu hẳn nàng nắm lấy tay áo phi lộ lắc lắc phi lộ cô xem bây giờ ngoài yêu chúa ra thì ta chỉ gặp các cô thôi mà yên tiểu cửu chẳng quan tâm ta cài bao nhiêu châm trên đầu đâu chắc lẽ cô sẽ để ý xem đầu ta nhiều hay ít đi một cây hay sao phi lộ vội lắc đầu nàng đâu dám lấn lướt yêu chúa trường ly tươi cười nói thế thì được rồi còn gì ta cài một cây là đủ rồi với lại tay nghề của cô quá đỉnh cô búi cho ta búi tóc đẹp như này thì có cài châm hay không đều sinh lung linh Phi lộ nghe, Trường Ly khen mình trắng trợn như vậy thì đỏ hết cả tai, cặp tai cáo đỏ sậm rung lên vì ngược, không nói gì thêm nữa. Trường Ly phải nhịn lắm mới không thò tay sờ tai cô ta. Lúc Yên Cửu bước ra khỏi mớ sự vụ phức tạp quay lại thì thấy bé Trường Ly đang trò chuyện vô cùng rôm rả với năm hầu gái xung quanh. Phi lộ à, cô khéo tay thế thì chắc làm mấy chuyện bệnh tua dễ như trở bàn tay đúng không? Trường Ly cô nương hỏi đúng người rồi đấy, phi lộ bệnh tua giỏi lắm, kiểu gì cũng biết hết. Trường Ly cô nương thích tua kiểu gì thế? Tua nút đồng tâm, hồ lô hay là hoa chữ thập thái dương yên cửu giật bùm bụp chàng rảo bước tiến tới hỏi trường ly nàng thiếu tua kiếm à bọn hầu gái lập tức im thiên thít đứng nét sang hai bên trường ly ngẩng lên cười với chàng yên tiểu cửu tua kiếm có bao nhiêu cũng không đủ mà từ khi huynh về yêu giới lúc nào cũng bận rộn chắc không có thời gian bện cái tua lông chim kia cho ta nên ta tính nhờ phi lộ bện giúp yên cửu lia mắt nhìn đám hầu gái dừng ở phi lộ đứng đầu hàng phi lộ căng thẳng đến nỗi rung cả tai thấy người rét căm căm Yên cửu gần từng chữ một với Trường Ly, ai nói ta không rảnh chứ, ta rảnh cực kỳ nhé. Rồi chàng nhìn đám phi lộ nói, các ngươi vào kho tìm số lông chim tộc chim tiến cống mang hết về đây. Phi lộ vội vâng dạ rồi nhanh chóng lui ra. Trường Ly không yên tâm nói, yên tiểu cửu, huynh lại yêu chúa bận trăm công nghìn việc lại không thạo mấy chuyện như bệnh tua kiếm, chỉ bằng giao cho. Giọng Trường Ly dần lý nhí hẳn khi thấy mắt yên cửu mỗi lúc một tối đi. Yên cửu nghiêm giọng hỏi, chẳng lẽ nàng cho rằng tay nghề của ta thua kém ả à, cáo đỏ kia à? trường ly quả quyết lắc đầu cãi ngay ta nói thế bao giờ yên cửu hừ khẽ một tiếng thế nàng cứ đợi đi chẳng cần đến một đêm là ta có thể bện xong một chiếc tua lông chim cực kỳ xinh đẹp cho nàng chẳng bao lâu sau phi lộ đã ôm chiếc hộp gỗ có khắc hình lông chim tinh xảo quay lại cô ta đặt cái hộp ngay ngắn lên bàn cung kính bẩm thưa yêu chúa tất cả lông đều ở trong đó ạ à. yên cửu mở hộp gỗ ra thấy trong đó có mấy chục chiếc lông sáng màu đủ mọi màu sắc sáng rực rỡ trói mắt dưới ánh nến màu cam vàng trường ly không kìm được mà ồ lên trông ngứa lông này đẹp hơn phần tua rua của chiếc gối ôm kia nhiều. Ấy thế mà Yên Cửu lại chẳng mấy hài lòng, chàng đếm sơ số lông chim rồi hỏi, chỉ có bấy nhiêu thôi à? Phi lộ dè giặt đáp, không phải năm nào tộc chim cũng tiến cống lông chim, hơn nữa cả hộp này dư sức bệnh mười mấy chiếc tua rồi ạ. À. Yên Cửu cứng họng, chột dạ nói, ta đâu có bảo là nhiêu đây không đủ, nhưng có càng nhiều lông chim thì sẽ có càng nhiều lựa chọn, càng bệnh được một chiếc tua đẹp mắt hơn mà. Trường Ly vội nói, Yên Tiểu Cửu, huynh không cần bệnh tua phức tạp quá đâu, mấy màu này là đủ rồi. Yên cửu hậm hực sờ mũi, thôi được, vậy dùng chừng này đi. Đêm đó, ánh nến trong tầm cung sáng suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trường Ly thấy cái hộp gỗ đã trống trơn, chẳng còn cọng lông chim nào nằm trỏng chơi trên bàn. Nàng không khỏi ngạc nhiên hỏi, Yên tiểu cửu, huynh dùng sạch lông chim rồi à? Yên cửu cố mở to đôi mắt đỏ kè vì thức trắng đêm, ừ qua loa một tiếng. Trường Ly nhìn chàng với ánh mắt hoài nghi, thế tua đâu? Yên cửu siết tay phải lại thành nắm đấm, đặt lên chóp mũi ho khẽ một tiếng rồi đáp, ta cần thêm chút thời gian, phải chỉnh thêm một xíu mới xong trường ly hoang mang gật khẽ nguyên một hộp lông như thế thì đừng nói là một cái tua mà đủ làm nguyên cây trổi lông chim ấy chứ còn cần hoàn thiện gì nữa trời yên cửu không nán lại lâu chàng viện cớ giải quyết công sự vội vàng chuồn khỏi điện chính đi tìm tùng tuần ngay ngươi mau tới tộc chim mang một thùng lông chim về đây tùng tuần không hiểu ra làm sao bèn hỏi lông chim ấy ạ chẳng phải trước kia ngài luôn chê tộc chim toàn tiến cống mấy thứ sảm xí nhất là mớ lông chim vô dụng chỉ được mỗi cái đẹp thôi ạ Yên Cửu liếc xéo Tùng Tuần một cái làm tự giác nuốt sạch mấy câu chưa kịp nói vào bụng. "Vâng, thần sẽ tới tộc chim một chuyến." Yên Cửu không quên dục hắn, "Nhớ dùng trận pháp dịch chuyển, bây giờ xuất phát ngay đi." Tùng Tuần nhìn chàng sâu xa, "Yêu chúa à, trận pháp dịch chuyển thẳng tới tộc chim không chút nào, thế số linh thạch cần dùng?" Yên Cửu tức tối quát, "Ta trả hết cho ngươi, nhớ đi nhanh về nhanh." Vừa nghe vậy, Tùng Tuần lập tức sốc lên tinh thần nói, "Vâng ạ, à, thần sẽ đi ngay lập tức." Ba ngày sau đó, Yên Cửu luôn kiếm cớ tránh mặt Trường Ly nếu chẳng đặng đừng phải gặp nàng thì cũng toàn đánh chống lảng tuyệt nhiên không đả động gì tới cái tua kiếm khi trường ly bắt đầu sinh nghi rằng yên cửu đã dùng sạch lông chim mà chẳng bện nổi một chiếc tua nên hồn hay không tùng tuần đã đến tộc chim lần thứ ba hắn ngồi trên ngọn cây trước cửa tộc chim công rủ cái đuôi màu hạt rẻ xuống đám cành lá mà ngoe nguẩy hắn khung tay lại đặt lên miệng làm loa hét to về phía trước thanh trưởng lão xin ngài hãy cho ta gặp tộc trưởng của các ngài một lần đi một giọng nói già nua vọng ra từ rừng sâu, tộc trưởng của chúng ta đã bảo là không gặp còn gì, người từ đâu đến thì về đó đi. Tùng Tuần rũ lông mày xuống, cảm thấy nhiệm vụ lần này của mình quá đỗi gian nan. Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp, chỉ cần các ngài đồng ý chuyện này thì chắc chắn yêu chúa sẽ không bạc đãi tộc chim công các ngài đâu. Trong rừng chợt vang tiếng thanh trưởng lão hừ khẩy, ông ta tin mới là lạ. Yêu chúa đòi nhiều lông chim như vậy khác nào muốn nhổ trụi lông cả dòng tộc ông ta. Thanh trưởng lão bèn mách nước cho Tùng Tuần, thay vì lãng phí thời gian ở tộc ta, sao ngươi không sang tộc xẻ thông hỏi thử xem tung tuần càng ủ rũ hơn bởi hắn mới từ tộc xẻ thông sang đây nếu tộc xẻ thông chịu cho thì việc gì hắn phải ăn nói khép nép với tộc chim công thế chứ nhưng hắn không tài nào hiểu nổi đang yên đang lành sao tự dưng yêu chúa lại cần lông chim làm gì không biết hôm ấy tung tuần bị các tộc chim từ chối vô số lần cuối cùng chỉ có tộc cỏ trắng quả đen và vài tộc chim bình thường chịu tiến cống lông của họ tung tuần nhìn cái hộp toàn lông chim mộc mạc thì sầu muốn dụng hết lông đuôi yêu chúa đòi lông chim xinh đẹp mà số lông trong hộp này chẳng có cái nào đẹp hết. Cùng lúc đó, tộc hổ lại nhận được mật báo, gã cấp dưới thân tín của tộc trưởng tộc hổ đang báo cáo tin tức mật thám mới mang đến. Nghe nói dạo gần đây cung điện của yêu chúa thường trong đèn thâu đêm, chẳng biết mưu toan chuyện gì. Gã cấp dưới thân tín của yêu chúa đã tới thăm hỏi tộc chim mấy lần như đều bị tộc xẻ thông, chim công nhốt ngoài cửa. Tộc trưởng tộc hổ như có điều suy nghĩ, có khi thằng quát con yên cửu kia muốn mượn sức tộc chim mà không được cũng nên, nếu ngay cả tộc chim cũng không coi nó ra gì thì lần này phe ta thắng chắc rồi. Đã thế thì ngươi hãy phái người tới tộc chim đi, nếu có thể thuyết phục tộc chim theo phe ta thì quá tốt. Khi tin tình báo mới nhất về tộc hổ được trình lên bàn yên cửu, chàng vừa vời tộc trưởng tộc chim đến nói chuyện. Sao tộc chim các ngài keo kiệt thế, có mỗi hộp lông chim cũng tiếc không cho. Tộc trưởng tộc chim nghe chàng nói vậy thì thức muốn xù hết lông lên, hai hộp lông chim bọn ta tiến cống cho ngài là toàn bộ số lông tích góp của các tộc chim suốt mấy trăm năm đấy. Yên cử hỏi khẽ tộc chim các ngài chỉ dụng tí lông suốt mấy trăm năm á. Tộc trưởng tộc chim tự hào dung đuôi nói, đó là vì bọn ta chịu khó chăm sóc bản thân, đâu giống các ngài dụng cả một đống. Yên cử nhớ số lông hồi nhỏ mình dụng đủ làm cả một quả cầu lông thì không khỏi xót xa. Trang liếc sơ tin, tình báo mới trên bàn rồi nghiêm giọng nói, nếu không cho lông chim thì ngài phải đồng ý với ta một chuyện. Mắt tộc trưởng tộc chim ánh lên vẻ cảnh giác, chuyện gì? Yên cử nghiêm túc nói, tộc hổ đã phái người tới địa bàn của các ngài, phiền ngài. Một cáo một chim thầm thụt nói chuyện hồi lâu, cuối cùng đạt được thỏa thuận. Trò chuyện xong, Yên Cửu uống hơn nửa tách trà mới vơi cơn tức. Ta không nên đấu võ mồm với lũ chim mới phải, vì không lo liệu ổn thỏa chuyện lông chim nên Tùng Tuần thấy lo ngay ngáy, lúc này nhanh nhẹn pha ấm trà mới cho Yên Cửu. Yêu chúa à, vậy chuyện lông chim, Yên Cửu lặng thinh hồi lâu mới nói, tộc cây có một báu vật hiếm có tên là hoa lông dụng, cánh hoa trông y hệt lông chim, mà nghìn năm không hỏng. Tùng Tuần khẽ bẩm, thế thần tới tộc cây một chuyến nhé. Yên Cửu gật đầu, rồi chỉ vẽ thêm, nếu bọn họ không chịu cho thì nhớ tới thêm mấy chuyến. Bấy giờ não Tùng Tuần này số cực nhanh, ngài cứ yên tâm, thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khi Tùng Tuần mang hoa lông dụng về thì sứ giả tộc hổ cũng đắc ý rời khỏi địa bàn tộc chim, vừa nhận được lệnh tới địa bàn của tộc cây trước rồi hắn quay về tộc. Yên cử vội vàng giải quyết hết công sự, sau đó nhìn số hoa lông dụng không nhiều nhận gì mà Tùng Tuần mang về, dối dám mãi mới sai người hầu lén gọi phi lộ tới. Người nói bí kíp bệnh tua cho ta đi khuôn mặt vốn đong đầy sầu lo của phi lộ vì phải gặp riêng yêu chúa chợt ngơ ra dạ yên cửu bực bội trỏ vào mấy chậu hoa lông dụng trên bàn nói chỉ có mấy đoá này thôi không thể bệnh hỏng được phi lộ dè giặt hỏi mớ lông chim lúc trước yên cửu lôi hộp lông chim te tua dối hết vào nhau dưới gầm bàn ra hỏi người xem còn cứu vãn được không phi lộ nín thinh một lát sau đó nghiêm túc lắc đầu sao phải nói đây là ngày khổ sở nhất cuộc đời phi lộ từ thuở lọt lòng cô ta thấp thỏm nhìn yêu chúa ra tay với chậu hoa lông dụng đầu tiên Yêu chúa, ngài đợi chút, sợi này bệnh nhầm hướng rồi. Giữ chắc sợi này đừng để tuột ra, các nút này thắt không chuẩn lắm. Phi lộ chưa từng biết chuyện bền tua lại hành hạ thể xác và tinh thần tới nhường này, thậm chí cô ta còn chẳng dám chớp mắt lấy một cái, sợ vô ý bỏ sót lỗi sai nào đó. Suốt cả quá trình, yên cửu đều nín thở, cứ như nếu chàng thở mạnh một cái là sẽ thổi bay sạch mới hoa lông dụng trước mặt. Những ngón tay thuôn dài của chàng luồn giữa các mối bệnh phức tạp đã cứng đờ ra, sắp bị chuột rút đến nơi. Vật vã cả ngày trời, cuối cùng chiếc tua lông chim méo mó đầu tiên cũng miễn cưỡng thành hình trong tay chàng. Yên cửu thở phào một hơi, giơ cái tua lên xem, xem ra bệnh tua cũng chẳng khó mấy. Phi lộ suýt tắc thở, cô ta cố dặn ra một nụ cười đáp lại chàng, trường ly cô nương mà thấy chắc sẽ vui lắm. Yên cửu đắc ý nhoẻn môi lên, tỉ mỉ chọn một cái hộp thật đẹp, nhẹ nhàng đặt tua kiếm vào đó rồi đi tìm trường ly khoe. Lúc trường ly thấy yên cửu bê cái hộp tới thì thoáng ngạc nhiên nhướng mày lên. Nàng cứ tưởng vụ tua lông chim này đã chôn vùi vào dĩ vãng rồi chứ không ngờ yên tiểu cửu lại bệnh được thật. Nàng lấy chiếc tua ra khỏi hộp, mang ra trước cửa sổ ngắm, tuy bệnh hơi méo nhưng chút khuyết điểm ấy không ăn nhầm gì cả. Những chiếc lông chim bay nhẹ nhẹ dưới ánh nắng dạng người lộ rõ hoa văn màu vàng nhạt trông vô cùng xinh đẹp. Trường Ly ghé sát vào nhìn kỹ, chợt ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Mắt nàng ánh lên vẻ thắc mắc, sao lông chim lại có hương hoa thế? Yên Cửu hắng giọng rồi đáp, đây là hoa lông dụng, hình dáng và cảm giác lúc chạm vào không khác gì lông chim thật của tộc chim cả, nhưng lại có hương hoa tự nhiên, ta cảm thấy nó hợp với nàng hơn lông chim thật bèn đổi ý dùng nó bện tua kiếm. Phi lộ đứng cạnh bất giác dung tai, vội cúi gằm mặt giấu giếm biểu cảm phức tạp của mình. Trường ly, vuốt ve lông chim trên tua, cũng không tính vạch trần yên cửu. Dù lông thật hay lông giả hễ đẹp là được, sau đó, nàng biến thành hình kiếm, nói với yên cửu, huynh đeo tua kiếm vào giúp ta với, ta muốn ngắm thử. Yên cửu gắn cái tua lông chim vào chuôi kiếm, nghiêm túc cột thật chặt. Trường Ly gấp gáp bay tới trước gương ngắm hết bên này đến bên kia rồi xoay tròn một vòng. Yên tiểu cửu, ta ra ngoài đi dạo một vòng nhé. Vừa nói xong, Trường Ly đã bay vèo ra ngoài cửa sổ. Có tua đẹp thì tất nhiên phải ra ngoài khoe cho đã cái như, nếu không khác gì mặc áo gấm đi đêm. Dọc con đường lớn trong cung, đám người hầu đi ngang chỉ cần ngẩng đầu là sẽ thấy một thanh linh kiếm mảnh dài chậm chậm bay ngang qua đầu họ, ở chuôi kiếm gắn một chiếc tua kiếm lông chim phe phẩy trong gió trông sống động như thật. Ngay từ đằng xa, Trường Ly đã tia thấy bóng dáng Tùng Tuần bèn phóng tới chỗ hắn. Tùng Tuần thình lình bị Linh Kiếm chặn đường thì sợ run cả đuôi. Trường Ly cô nương, sao cô lại ở đây? Trường Ly bay quanh hắn một vòng để khoe. Tùng Tuần, mau xem tua kiếm mới của ta này. Tùng Tuần nhìn cánh hoa hình lông chim cực kỳ quen mắt trên tua kiếm rồi nhìn Trường Ly với vẻ mặt bột bề tâm sự. Hóa ra đầu sỏ khiến hắn năm lần bảy lượt bị tộc chim cho ăn bơ là đây. Trường Ly không nhận được hồi đáp như dự kiến đành phải mở miệng hỏi, sao thế? Không đẹp à? Tùng Tuần vội đáp đẹp, siêu đẹp luôn ạ. À tua kiếm khiến yêu chúa hao tâm tổn sức đến mức đó thì sao không đẹp cho được đang nói thì sắc trời dần tối giăng kín mây che hết mặt trời gió chợt nổi lên khiến lá cây rung xào sạc tung tuần nhìn sắc trời nói sắp mưa rồi chúng ta mau về thôi trường ly cảm thấy chiếc tua kiếm trên người mình lắc điên cuồng trong gió thì vội đồng ý tính vòng về bằng đường cũ khi trường ly đội gió lớn bay tới cửa sổ điện chính thì tình cờ gặp yên cửu đi ra thấy nàng về yên cửu tiện tay cục cây dù che trên đầu xuống ta đang tính ra ngoài tìm nàng trường ly vừa bay vào cửa sổ vừa lầm bầm thời tiết thất thường thật lại có một cơn gió to lùa tới khiến trường ly bay lệch cả hướng cánh cửa sổ mở hé phát ra tiếng kéo kẹt trong gió trường ly còn chưa kịp mừng vì về kịp lúc thì thấy người nhẹ bẫng. sau đó những cánh hoa lông rụng trên tua kiếm cứ thế cuốn theo chiều gió rồi rụng là tả xuống đất trường ly đứng hình lẳng lặng hướng mắt về phía yên cửu yên cửu mấp máy môi mãi mới dặn ra được một câu đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi trường ly đau lòng nhìn cánh hoa rơi là tả đầy đất nói một câu đầy hàm ý yên tiểu cửu ban nãy huynh không nói cho ta biết đây là loại tua kiếm dùng một lần tai yên cửu đỏ lên chàng cũng đâu ngờ cái tua kiếm mình cực khổ bền cả buổi trời vừa gặp gió đã hư chứ yên cửu hết nhìn đám hoa dưới đất lại nhìn mấy cọng tua phất phơ trong gió ở chuôi kiếm rồi nhanh trí đổ thừa chắc mớ sợi bện tua kiếm để trong kho lâu quá bị mùn hết nên mới cột không chắc thế mà đám người hầu chẳng chịu kiểm tra cẩn thận gì cả lần sau ta sẽ dùng sợi mới chắc chắc không bị gió thổi hư nữa đâu trường ly hóa thành hình người nhặt một cánh hoa dưới đất lên, thở dài nói, tính ra thì ta còn chưa đeo nó được chọn một canh giờ nữa. mắt yên cửu ánh lên vẻ chột dạ. trường ly liếc nhìn biểu cảm của chàng, chợt nảy ra một ý, yên tiểu cửu, huynh tính bồi thường cho ta thế nào đây? yên cửu dầu dĩ gái ót, để ta bệnh cho nàng cái khác. thấy trường ly không hài lòng lắm, chàng vội sửa miệng, không, mười cái khác. trường ly chớp chớp mắt, cũng không cần nhiều thế đâu. Yên cửu chưa kịp thở phào thì đã nghe nàng chậm rãi nói, một cái tua kiếm là đủ rồi, nhưng phải đẹp hơn cái tua lông chim này cơ. Bắt gặp ánh mắt qua đôi háo hức của Trường Ly, Yên cửu đồng ý mà thấy áp lực đè nặng đôi vai. Trong lúc Yên, cửu lao tâm khổ tứ vì một cái tua kiếm thì tin đồn tộc chim và tộc hổ kết đồng minh đã âm thầm lan khắp yêu giới. Mà tộc hổ ở khắp nơi càng gấp rút chuẩn bị tấn công như để chứng tỏ sự tự tin và dã tâm ngày càng bành trướng của chúng. Cùng lúc đó, có vài tộc nhỏ cũng bắt đầu nuôi ý làm phản sau khi bị tộc hổ xúi dục lúc trình báo danh sách các tộc có biến theo dõi được, tùng tuần không khỏi lo lắng. bẩm yêu chúa, liệu chúng ta có nên phái người tới trần an những tộc này không ạ? À? yên cửu xua tay nói, không cần, đúng lúc chúng ta có thể mượn dịp này để xem tộc nào nuôi ý đồ khác. tin tình báo do đám gián điệp cài vào tộc hồ liên tục truyền đến, và thỉnh thoảng tộc chim cũng lén báo tin. chỉ cần đối chiếu tin tức hai bên là biết ngay động thái của tộc hồ. Yên Cửu vẽ một vòng tròn tại pháo đài giữa biên giới hai tộc rồi nói với Tùng Tuần, trận chiến này vô cùng quan trọng nên rất có khả năng là tộc trưởng tộc hổ sẽ đích thân tham gia. Tùng Tuần vội nói, yêu chúa, quân tử không đặt mình vào thế hiểm, ngài không thể tới đó được. Yên Cửu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, ai bảo ta muốn tự tới đó, lão ta chẳng qua chỉ là tộc trưởng tộc hổ, còn ta là yêu chúa, việc gì ta phải nể mặt lão ta mà tới đó làm gì. Tùng Tuần lập tức thở phào nhẹ nhõm, vậy ý ngài là. Yên Cửu gõ ngón tay lên bàn, bảo tam trưởng lão đi một chuyến ông ta cứ lải nhải suốt ngày chỉ bằng ra ngoài làm ít chuyện hữu ích cho tộc cáo thì hơn tùng tuần ngẫm lại mới thấy quả thật tam trưởng lão đúng là người nói nhiều nhất trong số các trưởng lão thật chả trách yêu chúa lại ghim ông ta thế nhưng năng lực của tam trưởng lão cũng đứng hàng nhất nhì trong số các trưởng lão nếu phải đánh tay đôi với tộc trưởng tộc hổ thì cũng không dưới cơ chọn ông ta quả rất phù hợp sắp xếp công việc xong yên cửu khải hoa lông dụng trên cửa sổ thuận miệng hỏi tùng tuần này người nghĩ thứ gì đẹp hơn loài hoa lông dụng này tùng tuần thoáng ngớ người sau đó sực nhớ tới cái tua kiếm trường Ly cô nương mới khoe mình, hắn trộm liếc yêu chúa một cái, không phải nói chứ, sao yêu chúa giải quyết công việc thì đâu ra đấy, Thành Thạo hết biết luôn mà hễ gặp chuyện của trường Ly cô nương là lại lần lữa do dự. Tùng Tuần hắng giọng rồi nghiêm mặt hỏi, "Yêu chúa, ngài có nhớ thằng nhóc Tùng Lịch không ạ?" Yên Cửu ngẩn ra, cố gắng ngẫm lại rồi đáp, "Là thằng sóc hồi xưa chơi khá thân với người hả?" Tùng Tuần gục gặc đầu, "Đúng hắn đấy, tháng sau hắn lấy vợ rồi ạ." Yên Cửu giật mình, ta nhớ hắn nhỏ hơn ngươi cả trăm tuổi cơ mà, sao đã lấy vợ rồi. Tùng tuần xót xa kể, thì đó, hắn nhỏ hơn thần tận 103 tuổi cơ ạ, à, không ngờ lại lấy vợ sớm nhất đám anh em bọn thần. Yên cửu nhìn Tùng tuần với ánh mắt phán xét, vậy còn ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi chẳng ưng nổi cô gái nào trong tộc à? Tùng tuần thấy đau lòng quá đỗi, hắn bị yêu chúa bón hành túi bụi như thế thì lấy đâu thời gian đi tia gái chứ? Hắn toàn quay lại chủ đề cũ, yêu chúa đừng nói về thần nữa, ngài có biết tùng lịch đã làm gì để cua được con gái nhà người ta không? Lòng hiếu kỳ của Yên Cửu bị khơi dậy ngay, hắn đã làm gì thế? Tùng Tuần khẽ nói, thằng nhóc ấy mưu mô lắm, hắn gom hết số lông đuôi dụng của mình lại thành một quả lông rồi dùng nó đánh mặt dây chuyền cho cô gái kia, còn nói gì mà hễ đeo mặt dây chuyền ấy là như có hắn kể bên cô ta. Tùng Tuần vừa nói vừa dùng mình vì mắc ói. Hắn kể tiếp, ngài biết đuôi quan trọng cỡ nào với tộc sóc bọn ta mà, hắn dùng lông đuôi quý giá làm vật đính ước đem tặng thì bảo sao cô gái kia chẳng cảm động mà đổ đứa được chứ. Tùng Tuần mách nước xong thì vội vàng đi lo chuyện công việc, bỏ lại Yên Cửu ngồi ngẩn ngơ trước mấy chậu hoa lông dụng bên cửa sổ. Chàng cũng biết lông đuôi là thứ rất quý giá, vấn đề là lần trước chàng đã vo hết số lông. Rụng lại thành một quả cầu và tặng trường ly mất tiêu rồi. Giờ kiếm đâu ra một mớ lông đuôi nữa đây? Yên Cửu lặng lẽ thả đuôi ra, lấy lực nghiêm túc trải một lần từ gốc đến ngọn. Sau đó mở to mắt nhìn kỹ chiếc lược, cầm cọng lông dụng duy nhất lên. Chỉ có mỗi một cọng thì làm sao đủ bền tua? Yên Cửu buồn bã thở dài một hơi chàng không thể ngờ rằng kem dưỡng lông hiệu quả quá cũng gây phiền phức. Yên cửu cầm cây kéo nhỏ lên nhìn cái đuôi hết chỗ này tới chỗ khác mà không biết cắt đâu. Nếu cắt phần ngọn thì trông như bị chọc, mà cắt chỗ khác thì trông lại mất cân đối. Yên cửu ôm đuôi nghiên cứu tầm một canh giờ, cảm thấy nên giao chuyện này cho người có chuyên môn thì hơn. Nếu cắt hỏng thì lông đuôi không cách nào dài như cũ sau răm ba bữa được. Ngày hôm sau, Yên cửu vời tộc y tới. Sao tộc y, đại phu của một tộc, người có phương thuốc nào làm dụng lông đuôi không? Tộc y dâu bạc bị sặc phải ho khù khụ mấy tiếng, tưởng tai mình có vấn đề nên nghe nhầm. Ngài mới nói gì ạ? À? Yên cửu kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Ta hỏi ngươi có phương thuốc nào gây rụng lông tự nhiên không? Tộc y xác nhận lại lần nữa, ý ngài là rụng lông hay mọc lông ạ? À? Yên cửu phe phẩy đuôi, liếc xéo ông ta một cái, ngươi xem đuôi ta thế này mà còn cần mọc lông à? Tộc y ngắm cái đuôi to được chăm sóc kỹ lưỡng, bồng bềnh mượt mà thì không kìm được mà khen, đuôi đẹp quá. mắt Yên cửu không giấu nổi vẻ đắc ý. Sau đó, chàng sực nhớ tới mục đích tìm tộc y của mình, bất giác rủ đuôi xuống một chút. Vậy ngươi có cách nào không? Tộc y lấy làm khó hiểu vuốt dâu, tộc cáo luôn cảm thấy tự hào khi có một chiếc đuôi xinh đẹp bồng bềnh. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy có người chê đuôi mình rậm lông. Yêu chúa đúng là tự biết kiếm chuyện làm khó bản thân một cách mù quáng, sao ngài lại phải làm thế? Ánh mắt yên cửu trở nên mơ hồ, cái đuôi cũng theo đó là phe phẩy mấy cái. Chàng ấp úng phân bua, lông đuôi rậm quá cũng không tốt, khiến ta nóng phát điên. Tộc y ngỡ ngàng ngó ra ngoài cửa sổ, trời đang rét căm căm mà nóng gì. Chẳng lẽ yêu chúa còn trẻ nên tràn trề nhiệt huyết rồi bị nóng trong người sao? Tộc y ngập ngừng hỏi, hay để ta kê cho ngài một đơn thuốc hạ nhiệt nhé. Yên cử vội từ chối, thôi khỏi, ta thấy hạ nhiệt theo kiểu vật lý hiệu quả hơn nhiều. Chàng bấm bụng vùng cái đuôi ra trước rồi dùng tay làm dấu, chỉ cần dụng một tí như này thôi là được. Tộc y lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, ông ta quả thật không hiểu nổi suy nghĩ của đám thanh niên thời nay. Lúc tộc y cầm bút kê đơn thuốc, Yên cửu vuốt ve lông đuôi mình đầy trân trọng. Vì bé trường ly, tao đành phải hy sinh mày thôi. Kê đơn xong, Yên cửu lo lắng hỏi một câu, chắc lông sẽ không dụng mỗi một chỗ đâu hả? Nhớ trụi mất một chỗ thì chàng chẳng biết chui vào đâu mà khóc bây giờ. Tộc y vỗ ngực đảm bảo, ngài cứ yên tâm, ta đảm bảo nó sẽ dụng rất cân đối, nhìn sơ chưa chắc đã nhận ra. Yên cửu lại gặng hỏi thêm câu nữa, chỉ cần ngưng thuốc là sẽ trở lại như cũ đúng không? Tộc y đáp chắc nịch, đương nhiên, bao giờ ngài hết bị nóng đuôi, ngừng uống thuốc là lông sẽ mọc lại ngay yên cửu yên tâm chàng cất kỹ đơn thuốc tính lát nữa sẽ lén nhóm lửa sắc thuốc sau khi tộc y đi yên cửu mới đọc kỹ toa thuốc kia thấy hầu hết loại thuốc ghi trên đó đều có sẵn trong kho thuốc chỉ có vài loại hơi hiếm nhưng chắc trong kho hoàng cung cũng có dựa vào trí nhớ yên cửu tìm đủ mấy loại chàng có sẵn rồi sai tùng tuần tới kho thuốc lấy số còn lại tùng tuần lấy làm khó hiểu bẩm yêu chúa nếu ngài cần thuốc gì thì sai người bên kho thuốc sắc rồi bê tới là được việc gì phải lấy thuốc về tự sắc cho mất công Yên cửu liếc xéo hắn một cái, bởi chàng không muốn nhiều người biết mình cần loại thuốc gì chứ sao. Nhỡ lan tới tay các trưởng lão thì bọn họ lại được thể rông. Dài, Tùng Tuần nuốt hết thắc mắc vào bụng, đi tới kho thuốc lấy thuốc. Lúc cầm gói thuốc về, hắn không kìm được hỏi, yêu chúa, ngài thấy trong người có chỗ nào không khỏe ạ. À? Yên cửu đang bác lò bóng khựng lại, đâu có, tí bệnh vặt ấy mà. Tùng Tuần ôm một bụng rối rắm muốn nói lại thôi đi ra ngoài. Yên cửu dùng thái độ nghiêm túc xưa nay chưa từng có để sắc thuốc thật cẩn thận theo đúng đơn thuốc. Chẳng bao lâu sau, mùi đắng ngắt bắt đầu bốc ngào ngạt khỏi cái ấm thuốc nhỏ trước mặt chàng. Yên Cửu nhìn ấm thuốc nâu đen đang sôi sùng sục, lẳng lặng nhín thở. Một canh giờ sau, Yên Cửu chầm chậm gạn thuốc trong ấm sang chén sứ. Chàng nhìn chằm chằm chén thuốc rất lâu mới bưng lên kề sát miệng, tự cổ vũ mình một tiếng rồi dốc thẳng vào miệng. Quẹ, uống chưa nổi một giây, Yên Cửu đã phun hết thuốc ra. Chàng vội vàng cầm tách trà lạnh bên cạnh lên xúc miệng mê mải, nhưng cái vị kỳ dị khiến yêu mắc ói kia mãi chẳng tan biến yên cửu khổ sở lau vết nước dính trên khóe môi đi sao thuốc này khó uống dã man vậy Chàng ngó chén thuốc vẫn đầy quá nửa mãi tay phải cứ thỏ ra lại rụt về sau vài lần như thế thì chẳng còn dũng khí nếm lại nữa yên cửu do dự hồi lâu rồi đổ chén thuốc đó vào bồn hoa trước cửa sổ phải tìm tộc y cải tiến đơn thuốc này mới được chứ thật sự khó uống quá chưa đến nửa ngày tộc y đã bước vào cổng điện lần nữa yêu chúa lại có gì sai bảo ạ à? yên cửu phe phẩy đơn thuốc trong tay hỏi người có thể cải tiến đơn thuốc này một chút không chỉ ít phải để ta uống nổi chứ. Tộc y bất lực đáp, yêu chúa à, trên đời làm gì có thuốc nào ngon đâu ạ. À. Hơn nữa, nếu so với những loại thuốc kỳ quái hiếm lạ thì đơn thuốc này cũng không tính là khó uống. Yên cửu vẫn tính nói tiếp thì tộc y đã cướp lời chàng, thần không rõ nếu chỉnh sửa đơn thuốc làm ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc rồi gây ra hậu quả gì đâu ạ. À. Mặt Yên cửu hiện vẻ do dự, tộc y vẫn cố gắng không ngừng, nếu hiệu quả sụt giảm khiến thuốc mất tác dụng gây dụng lông thì ngài chịu khổ vô ích rồi. Còn nếu quá hiệu quả khiến lông rụng quá nhiều thì cũng không ổn lắm. Yên cửu bị thuyết phục, chàng khẽ cắn môi, lại bắt đầu sắc thuốc. Đến khi chàng sắc rồi nhắm tịt mắt uống cạn chén thuốc xong thì cũng tới giờ dùng cơm với trường ly. Yên cửu vội thu dọn rồi cất dụng cụ sắc thuốc đi, sau đó tới cung điện của trường ly. Chàng vừa bước vào cửa, trường ly đã khụt khịt mũi người. Yên tiểu cửu, huynh lại nấu gì đấy? Có mùi gì đó lạ lắm. Yên cửu thầm than chất bỏ, chàng lỡ sắc thuốc đến mức bị ám mùi vào người luôn rồi, đi quãng dài thế mà cũng không bay hết. Chàng ậm ừ chiếu lệ, trường ly lấy làm lạ nhìn chàng một cái Tông tuần nói dạo này yên cửu bận công sự dữ lắm vì chàng phải dồn hết tâm tư vào trận chiến với tộc hồ thế sao còn rảnh rang nấu nướng nhỉ lúc từng món ăn được bày lên bàn trường ly càng thắc mắc hơn bởi trông yên cửu chẳng có vẻ gì là hứng thú với mấy món ăn đầy đủ sắc hương vị trên bàn cả ngay cả món khoái khẩu như gà xé phay chàng cũng chỉ gắp mấy miếng trường ly gác đũa nghiêm túc hỏi yên tiểu cửu huynh không muốn ăn à? lưỡi yên cửu vẫn còn đắng ngắt chàng gượng cười đáp ta không thấy đói lắm cơm nước xong yên cửu tiếp tục đi lo công chuyện còn trường ly càng nghĩ càng thấy sai sai chắc chắn là yên cửu đang giấu nàng chuyện gì đó trường ly đảo mắt láo liên chạy đi tìm tùng tuần lúc nàng tìm thấy tùng tuần thì gã sóc đuôi to này đang ngồi trước thềm đá ngoài hành lang ngẩn người trường ly tiến lại từ đằng sau thình lình vỗ vai tùng tuần một cái tùng tuần giật nảy mình suýt chúi đầu xuống cầu thang hắn ngoái lại thấy là trường ly thì thở hắt ra một hơi trường ly cô nương cô đi gì mà không nghe tiếng luôn vậy trường ly nhướng mày nói do ngươi thả hồn đi đâu nên mới không nghe thấy chứ sao ngươi lại lén ngồi đây làm biếng hả tùng tuần mất máy môi nhưng không dám kể với trường ly nỗi bất an của mình trường ly thấy sắc mặt tùng tuần biến đổi mà hắn vẫn im ri bèn nhịp nhịp mũi chân dò hỏi có phải ngươi đang nghĩ gì đó liên quan tới yên tiểu cửu không tim tùng tuần hụt mất một nhịp trường ly thấy thế thì mắt lóe sáng yên tiểu cửu bắt ngươi giấu ta à tùng tuần thật thà lắc đầu yêu chúa không dặn thế ạ à? trường ly hất hàm bảo vậy thì ngươi có thể nói Tùng Tuần do dự trà sát tay, nhìn giáo giác xung quanh rồi mới vẫy Trường Ly tới. Trường Ly phối hợp kề sát hắn, giỏng tay lên. Tùng Tuần khẽ nói, hôm nay yêu chúa sai ta tới kho thuốc lấy vài loại thuốc. Tim Trường Ly đánh thịt một cái, thuốc á. Mà Tùng Tuần trông rất đau khổ, ta hỏi yêu chúa thấy không khỏe ở đâu thì ngài ấy không chịu nói cho ta biết. Trường Ly lẩm bẩm, chả trách huynh ấy lại không thiết ăn uống gì cả, cả bữa cơm chỉ ăn có mấy miếng. Tùng Tuần nghe vậy lại càng cuống hơn, chẳng nuốt nổi cơm là bệnh nặng cỡ nào chứ trường ly cô nương cô nói xem nếu yêu chúa gặp chuyện không may thì ta biết ăn nói thế nào với yêu tộc đây trường ly nhíu mày cố gắng bình tĩnh lại tùng tuần người có nhớ mấy loại thuốc kia tên gì không tùng tuần ngẫm lại một chút rồi đáp ta nhớ một ít để ta viết lại cho cô tùng tuần lại làng viết một hàng tên thuốc rồi đưa cho trường ly trường ly vốn định cầm danh sách ấy đi hỏi đại phu nhưng nghĩ đến thân phận của yên cửu và tình hình căng thẳng của yêu tộc hiện nay thì nàng lại mím môi nói với tùng tuần người kiếm cho ta vài cuốn sách y khoa Suốt quãng thời gian sau đó, Yên Cửu toàn lén lút sắc thuốc trong phòng, chỉ có ít mùi lạ thi thoảng lọt qua khe cửa sổ bay ra ngoài. Còn Trường Ly thì ôm đống sách y khoa dày cộp tra cứu, vắt óc tìm hiểu công dụng của mấy loại thuốc này. Đến lúc Yên Cửu cuối cùng cũng gom đủ lông trắng để bệnh tua thì mắt Trường Ly đã thâm quầng. Nàng gạt mớ sách y khoa cùng đống giấy nháp chi chít chữ láo bảy bừa khắp bàn sang một bên với khuôn mặt nghiêm trọng, xem ra nàng phải nói chuyện đàng hoàng với Yên Cửu mới được. Thế là vào một đêm gió lộng không trăng, Trường Ly nghiêm túc ngồi ngay ngắn trước bàn, trong tầm tay nàng có một chậu hoa héo queo. Yên Cửu vừa bước vào phòng đã cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng. Đầu óc chàng bắt đầu làm việc hết công suất, gần đây chàng làm gì sai ư? Không có, chàng từng lỡ lời ư? Hình như cũng không có. Yên Cửu vô thức đi khẽ tiếng, lề mề mãi mới tới trước mặt Trường Ly trong cái nhìn chòng chọc của nàng, dán lưng vào ghế dựa chậm chậm ngồi xuống. "Bé Trường Ly à, nàng không vui sao?" Trường Ly đẩy chậu hoa trong tầm tay mình về phía trước hỏi, "Đây là cái gì?" Yên Cửu ngớ người, đây là chậu hoa? Trường Ly lấy ngón tay khơi đám lá cây ra, chậu hoa ở đâu? Yên Cửu nhìn kỹ lần nữa, càng nhìn lại càng thấy quen mắt, là cái chậu trước cửa sổ của ta hả? Trường Ly khẽ gật đầu, Yên Cửu gái ót, nàng thích loại này à, nhưng chậu này héo rồi, để ta bảo Tùng Tuần tìm chậu khác cho nàng. Trường Ly cụp mắt hỏi, Yên Tiểu Cửu, huynh đoán xem vì sao nó lại héo? Yên Cửu đáp theo phản xạ, chắc lúc trước lũ người hầu không chăm sóc cẩn thận, chứ chẳng lẽ lại tại ta. Nói được một nửa, yên cửu sực nhớ ra chuyện gì đó hình như chàng từng tiện tay đổ nửa chén thuốc vào chậu hoa này thì phải trường ly thấy mặt chàng cứng lại thì thản nhiên hỏi huynh nhớ ra rồi hả yên cửu thấy cổ mình như bị ai bóp nghẹt chàng nuốt nước miếng lý nhí nói ta có thể giải thích trường ly ra hiệu bằng mắt cho chàng tiếp tục yên cửu cân nhắc từ ngữ rồi chậm rãi nói thật ra ta gặp chút vấn đề nhỏ nàng hãy cho ta chút thời gian ta sẽ chóng ổn thôi theo như tộc y nói thì chuyện lông đuôi mọc lại chỉ là vấn đề sớm muộn có điều nếu giờ chạm vào sẽ thấy khang khác. Thật ra bây giờ cũng không tệ lắm, nếu muốn thì gắng gượng cúng, sờ được. Trường Ly đập tờ danh sách thuốc xuống bàn, đau lòng nói, yên tiểu cửu, dù có vấn đề gì cũng phải chạy chữa ngay, huynh lén uống thuốc thì làm sao khỏi được hả? Yên cửu liếc nhìn chữ viết trên giấy, thầm mắng Tùng Tuần là quân phản chắc, không kín miệng gì cả. Trường Ly cố bình tĩnh lại rồi nói, dù huynh có ra sao thì ta cũng không chê huynh đâu. Ánh mắt Yên cửu đượm vẻ phức tạp, rõ ràng Trường Ly thích đuôi rậm rạp bồng bềnh, thế mà nàng lại chấp nhận chuyện mình bị trụi lông. Trường Ly tận tình khuyên bảo chàng, tuy chuyện này phải bảo mật, để yêu khác biết thì không ổn nhưng huynh cũng không nên giấu bệnh sợ thầy, nên tích cực điều trị thì tốt hơn. Yên Cửu đang đắm chìm trong sự cảm động chợt ngu người, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Bé Trường Ly à, vấn đề này sẽ từ từ tốt lên thôi. Trường Ly thấy chàng không có vẻ gì là suốt ruột thì mở phát cuốn sách y khoa to bằng bàn tay ra, chỉ vào chứng bệnh và toa thuốc tương ứng rồi gần giọng nói, Yên Tiểu Cửu, loại bệnh kín này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời đấy. Yên cửu nhìn mấy chữ trường ly chỉ thì thấy cơn sốc sông thẳng lên đỉnh đầu, chàng đỏ mặt lắp bắp đáp, ơ khoan, nàng hiểu lầm rồi. Trên mặt trường ly hiện hai chữ, không tin, to tổ bố, nàng chọc suýt thủng cả tờ giấy. Ta tra sách y khoa suốt mấy đêm liền mới tìm thấy phương thuốc huynh dùng, huynh đừng giấu ta nữa. Lúc này yên cửu tự dưng cảm thấy hết đường chối cãi, chàng liếc mắt nhìn mặt bàn, giật phát tờ danh sách thuốc kia cãi, mấy vị thuốc này không đầy đủ, ta không mắc bệnh kia thật mà. Trường ly liếc chàng một cái như ngầm nói, huynh giỏi thì cứ bịa tiếp đi, Yên cửu thấy khó thở, nếu nàng không tin thì gọi tộc y tới mà hỏi, chính ông ta kê đơn cho ta đấy. Trường Ly thủng thẳng nói, huynh lại yêu chúa, đương nhiên là ông ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói trước mặt huynh rồi. Yên cửu lập tức nghẹn họng chân chối, đơn thuốc của ta có công dụng khác. Trường Ly ừ một tiếng rất hàm ý, công dụng gì? Yên cửu lại bắt đầu ấp úng, chàng vẫn chưa bệnh xong tua kiếm, nếu bây giờ khai thật thì còn gì là niềm vui bất ngờ nữa. Trường Ly phát lờ sự dối rắm của chàng, nói thẳng, yên tiểu cửu, trừ phi huynh chứng minh được là mình không có vấn đề gì, nếu không đừng hòng lừa ta. Yên cửu bó tay, chứng minh, chứng minh kiểu gì bây giờ? Ngay sau đó, chẳng biết chàng nghĩ tới chuyện gì mà mặt trời đỏ lượng lên. Đợi ta giải quyết xong vụ tộc hồ, chàng còn chưa dứt lời thì Tùng Tuần đột nhiên xông vào bẩm báo, yêu chúa, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Thế lại yên cửu phải ôm cục tức không nhả ra được mà cũng chẳng nuốt trôi nổi. Chàng liếc Tùng Tuần một phát cháy mắt, sẵn, nói đi, có chuyện gì? Tùng Tuần không ý thức được là mình rất vô duyên, Lập tức nói, lúc trước ngài nghi ngờ trong cung có gián tiếp tuần tin cho tộc hổ, chúng thần đã tìm ra hắn rồi ạ." À? Yên Cửu lập tức chú ý tới chuyện này, sao tìm ra được thế? Tùng Tuần lén hướng mắt về phía Trường Ly, do Trường Ly cô nương cầm chậu hoa có thuốc bên cửa sổ phòng ngài đi kiểm tra, cộng thêm lần trước ta tới kho thuốc lấy thuốc khiến phe kia chú ý nên nhiều ngày qua, hắn luôn tìm mọi cách lấy được đơn thuốc mới khiến chúng thần bắt được manh mối." Yên Cửu động não rồi nói với Tùng Tuần, thế thì đừng bứt dây động rừng cứ mượn tay hắn loan tin ta bị bệnh đi cứ nói càng nghiêm trọng càng tốt ngày hôm sau ở doanh trại ngoài tiền tuyến của tộc hồ tộc trưởng tộc hồ đọc tin mật báo mới không dằn nổi phải vỗ đùi cười sang sặc thằng quát con yên cửu chẳng những bí mật gọi tộc y đến mà còn lén xác thuốc uống chắc chắn nó bị bệnh nặng rồi đúng là ông trời cũng đứng về phía tộc hồ ta mà mau truyền lệnh gia tăng thế công kể từ ngày mai chiến sự tiền tuyến càng căng thẳng hơn có tộc chim đổ thêm dầu vào lửa tộc trưởng tộc hồ hầu như không thèm giấu giếm dã tâm của mình nữa mà vội vã tấn công Tam trưởng lão của tộc cáo thừa cơ này dẫn dụ đại quân của tộc hổ vào chiến trường ông ta bài binh bố trận xong xuôi chuẩn bị thu cái lưới đã giam lâu ngày. Yên cửu vừa theo dõi sát sao tình hình tiền tuyến, vừa tăng ca bện cái tua bằng lông đuôi. Khuya đến, Tùng tuần gión rén bê tô canh xương dây hầm nhục thung dung vào đặt xuống bàn cho Yên cửu. Bẩm yêu chúa, trường ly cô nương cố ý bảo phòng bếp nấu món này cho ngài à? Sao nhục thung dung vị thuốc chữa liệt dương cho nam và khí hư cho nữ? Yên cửu ngửi thử, lúc nhận ra nguyên liệu hầm món này thì mặt đen kịt lại. Kể từ hôm ấy, Trường Ly bắt đầu bảo phòng bếp nấu vô số món canh na ná kiểu ấy. Nếu cứ thế mãi thì e là tin yêu chúa mắc chứng thận hư sẽ lan từ phòng bếp ra cả cung mất. Yên Cử quyết đoán tăng tốc độ bệnh thua, trước khi cuộc chiến kết thúc, chàng phải làm cho xong vật đinh ước, sau đó cho bé Trường Ly thấy rốt cuộc chàng có bất lực hay không. Chiến sự tiền tuyến diễn biến rất thuận lợi, nhưng khi Yên Cử sắp sửa bệnh xong chiếc tua kiếm bằng lông thì lại bất giác thấy lo lắng. Yên Cử mở lịch ra xem để chọn một ngày lành Chàng một tay lật lịch còn tay kia thì cầm mai rùa lẩm nhẩm tính cả buổi mới khoanh được một ngày lành gần nhất trên giấy. Ấy là một ngày đẹp trời chứa tràn ánh nắng, khi nghe tin báo tộc hổ đại bại, Yên Cửu đang đứng trước dương lựa đồ mặc. Tùng Tuần thấy thế thì lấy làm khó hiểu, yêu chúa, giờ ngài chọn đồ cho tiệc ăn mừng liệu có sớm quá không? Yên Cửu lườm hắn một cái, chửi thầm trong bụng, thằng danh Tùng Tuần này ế suốt mấy trăm năm là có lý do cả, kém tinh tế tới mức đó luôn mà. Để tránh bị sự vô duyên của hắn làm cụt hứng, Yên cử cố ý nói, dạo này phải theo dõi chiến sự vất vả quá nên hôm nay ta cho ngươi nghỉ đấy, mau về sớm mà nghỉ ngươi đi. Tùng tuần ngơ ngác gái ót, bẩm yêu chúa, thần không hề thấy vất vả gì hết hạ. Chấm, cũng không cần nghỉ đâu, yên cử choàng vai hắn, ghi mạnh xuống, khuyên một câu đầy ý ám chỉ, tùng tuần này, ngươi cũng già đầu rồi, phải chịu khó về tộc lượn lờ thì mới sớm tìm thấy bạn đời chứ. Những ai không có nhiệm vụ quan trọng thì hôm nay cứ cho nghỉ hết đi, nhớ phát tiền thưởng nữa để mọi người vui vẻ một hôm, coi như ăn mừng tiền tuyến báo tin thắng trận nói xong yên cử ghi vai tùng tuần xoay người hắn lại đẩy thẳng ra khỏi cửa mãi đến khi bị đẩy ra ngoài tùng tuần vẫn còn ngơ ngác yêu chúa quan tâm tới chuyện hôn nhân của hắn từ bao giờ vậy sau khi tiến vong thằng cha trướng mắt ấy đi yên cử tiếp tục làm đỏ. chàng cầm bộ gấm màu xanh đậm lên ướm thử vào người thấy hình như màu này trông hơi già chàng lại lôi bộ gấm trơn có vân mây sám ngắm một chút thấy hơi nhạt nhẽo một khắc sau Yên Cửu nhìn đống quần áo chất cao như núi mà câm lặng, cuối cùng lấy bộ đồ có họa tiết kỳ lân màu trắng ra. Nhớ lần trước khi chàng mặc bộ đồ ngủ màu trắng, hai mắt bé Trường Ly đã sáng rỡ lên, xem ra màu trắng vẫn là màu an toàn nhất. Cùng lúc đó, Trường Ly đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế bập bênh bên cửa sổ thì nghe thấy tiếng hoan hô vang lên bên ngoài. Nàng mở hé mắt ra, thấy Phi Lộ chạy chầm chậm vào trong điện. Có chuyện gì mà vui thế? Phi Lộ hơ túi tiền trên tay bẩm, "Trường Ly cô nương, tiền tuyến thắng rồi." chúng ta thắng rồi nên bên trên phát thưởng cho mỗi người một tháng lương lại còn cho bọn ta nghỉ làm nữa trường ly bật dậy khỏi ghế bập bênh hỏi thật à phi lộ sung sướng rung tai, nét mặt không giấu nổi vẻ vui mừng thật như vàng luôn ạ à. trường ly đứng dậy ngay nếu chiến sự đã kết thúc thì yên cửu hết đường kiếm cơ trốn nàng rồi hôm nay nàng phải hỏi rõ xem chàng có chịu nghiêm túc uống hết số canh lúc trước nàng sai người bê đến không ngoài điện dần yên ắng không còn nghe thấy tiếng bước chân của đám cung nhân như thường lệ nữa Phi Lộ và đám chị em thân thiết đã hẹn nhau đi chơi. Phòng bếp đưa cơm tối đến sớm hơn bình thường, mà trông cũng có vẻ đa dạng hơn, kèm theo đó là một bình rượu dâu tầm thượng hạng. Trường Ly dí sát bình rượu vào mũi người thử, thấy hương rượu sực nức, mới người sơ đã nôn nao hết ruột gan. Trong lúc Trường Ly lấy làm hoài nghi không biết Yên Cửu tính dở gì khi đưa bình rượu này tới thì tiếng bước chân thân thuộc đã vang lên ngoài cửa đại điện. Nghe tiếng, Trường Ly ngó ra, rồi thoáng sững sờ vì vẻ ngoài xinh đẹp của Yên Cửu. Đúng là người đẹp vì lụa có khác nhưng ngay sau đó nàng chợt sinh lòng cảnh giác vừa đưa rượu ngon vừa hiến sắc đẹp rốt cuộc yên tiểu cửu đang toan tính gì yên cửu không biết suy nghĩ trong đầu trường ly chỉ cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình hơi là lạ, lạ chàng bỗng căng thẳng hẳn đi cùng tay cùng chân tới bàn ăn đến tận lúc ngồi xuống mới hắng giọng nói dạo này ta bận quá nên không ở bên nàng được ta đã sai phòng bếp nấu mấy món nàng thích đấy hôm nay bọn mình phải ăn một bữa đã đời nhé trường ly thấy vẻ mất tự nhiên của yên cửu thì cũng không vội động đúa nàng gác khuỷu tay lên bàn chống cầm hỏi, nhắc mới nhớ, số canh ta dặn bọn họ nấu. Yên cửu ho khù khụ mấy tiếng, chuyện này để lát nữa hắn nói, ăn cơm trước đi đã. Trường Ly cũng không nóng vội, vậy thì ăn trước, bàn ăn tối nay yên ắng lạ thường, chỉ thi thoảng có tiếng đũa chạm vào đĩa đồ ăn vang lên. Trường Ly vừa ăn vừa cân nhắc xem lát nữa nên khuyên yên tiểu cửu thế nào mới không chạm tự ái của chàng. Còn yên cửu thì lâu lâu lại sờ cái tua lông giấu trong tay áo, nghĩ xem nên mở lời ra sao mới không đường đột. Mãi mới ăn xong, hai người gác đũa cùng một lúc, rồi lại mở miệng cùng một lúc nàng huynh. Yên cửu trường ly, nàng huynh nói trước đi. Yên cửu trường ly, thế để ta nói trước. Trường ly thở hắt ra một hơi, lúc này họ ăn ý quá thể. Thấy yên cửu muốn nói mà mãi chẳng cất lời, nàng phất tay ra hiệu cho chàng nói trước. Yên cửu siết chặt cái tua lông trong tay áo như thể mong mớ lông mềm mại ấy sẽ tiếp thêm dũng khí cho mình. Chàng thùng thẳng mở miệng, bé trường ly à, ta đã uống hết số canh nàng đưa dù ta thật sự không có vấn đề gì cả. Yên cửu cố nhấn mạnh mấy chữ cuối, Trường Ly gục gặc đầu, Yên Tiểu Cửu lại đang mạnh miệng đây mà. Thôi không sao, nàng hiểu, đây là chút kiên cường còn sót lại của một gã cáo như chàng. Yên Cửu không để ý tới cảm xúc là lạ trong mắt Trường Ly, chàng tự cổ vũ mình rồi nói ta uống thuốc kia là để hoàn thành lời hứa với nàng. Ánh mắt Trường Ly lộ vẻ hoang mang, nàng bắt Yên Tiểu Cửu uống thuốc bao giờ cơ. Thừa dịp Trường Ly ngẩn ngơ, Yên Cửu lanh lẹ lấy chiếc tua lông trong tay áo ra rồi đeo ngay vào cổ tay Trường Ly. Ta đã bệnh xong cái tua kiếm lúc trước ta hứa bện cho nàng rồi. Trường Ly ngơ ngác ngắm cái tua kiếm lông xù còn vương hơi ấm của Yên Cửu, từng sợi lông trắng mềm mại bay bay trông quen đến không thể nào quen hơn. Nàng vuốt ve cái tua có một không hai này với ánh mắt phức tạp. Trường Ly từ từ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt dưới ánh nến, nói với giọng nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Yên Tiểu Cửu, huynh hãy khai thật cho ta hay. Yên Cửu hỏi với giọng cao vút, hả? Trường Ly đau thắt ruột gan hỏi, có phải huynh trụi lông rồi không? Mới đầu Yên Cửu ngớ ra, sau đó gân cổ cãi, ta không hề trụi lông trường ly lắc cái tua trên cổ tay thế số lông này ở đâu ra hả mắt yên cửu hơi thất thần ậm ờ đáp ta không hề bị trụi lông chẳng qua bây giờ lông của ta hơi 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 thưa tí thôi trường ly lộ vẻ sốt ruột thưa chỗ nào yên cửu đáp theo phản xạ đuôi khoan đây không phải trọng điểm suýt nữa thì bị trường ly kéo lạc đề rốt cuộc yên cửu cũng nhớ tới mục đích hôm nay của mình trường ly vẫn còn để ý chuyện chàng bị trụi lông sao đây lại không phải là trọng điểm yên cửu vội ngắt lời nàng nàng cứ nghe ta nói hết đã. Trường Ly cố kiềm chế không hỏi tiếp một cách miễn cưỡng. Yên Cửu lấy lại cảm xúc, vỗ vỗ má, nghiêm túc nói, bé Trường Ly, ta đã học được cách bệnh một chiếc tua kiếm xinh đẹp không dễ dã ra rồi. Lông của ta cũng sẽ mọc lại và mượt mà bồng bình như cũ. Cả tộc cáo, không, cả yêu giới đều không ai có đuôi đẹp hơn ta hết. Trường Ly nghe vậy thì vô thức gật đầu đồng ý với chàng. Yên cửu hít sâu một hơi rồi nói tiếp, vậy nên nàng có đồng ý làm bạn đời của chủ cái đuôi để giành quyền vuốt đuôi cả đời một cách hợp tình hợp pháp không? Trường Ly chớp mắt một cái cực chậm, dường như chưa tỉnh nổi sau khi được cầu hôn bất thình lình. Yên cửu nín thở rồi khẽ lặp lại lần nữa, nàng có đồng ý không? Trường Ly tốn chừng 2 phút mới tiêu hóa xong thông tin mình vừa nghe. Nàng thận trọng hỏi lại, ta có được xài thử không? Chẳng biết để bệnh ra một cái tôi như này thì Yên cửu đã tốn mất bao nhiêu lông nữa. Theo như nàng đoán thì lần này số lông chàng làm hư chắc chắn không thua kém gì số lông chim lần trước. Yên cửu nín thinh rất lâu, rồi ôm tâm lý cắn răng chịu chất mà thả đuôi ra. Mới đầu trường ly ngắm kỹ một lát, sau đó mới vươn tay ra sờ thử. May quá là may, tuy không rậm bằng hồi xưa nhưng vẫn còn ngon nghẻ chán. Bị nàng sờ, yên cửu thấy nhộn nhạo toàn thân, không kìm được hỏi, bé trường ly, nàng xài thử xong chưa? Trường ly hơi thẹn, bỏ tay ra nói, xong rồi mắt hiên cửu ánh lên vẻ chờ mong thế câu trả lời của nàng là trường ly ho khẽ mấy tiếng đôi mắt hạnh sáng lấp lánh cất giọng trong trẻo nói ta đồng ý chiếc đuôi của yên cửu vô thức vẫy loạn xạ vì vui sướng rốt cuộc chàng cũng vứt được tảng đá trong lòng đi trường ly đảo mắt nở một nụ cười danh mãnh rồi chẳng biết lôi đâu ra một cuốn sách yên tiểu cửu nếu giờ quan hệ giữa bọn mình đã hợp pháp thì mấy kiến thức ta ngâm cứu gần đây có đất dụng võ rồi thấy nàng đưa sách cho mình yên cửu duỗi tay cầm lấy theo phản xạ sách gì thế vừa hỏi, chàng vừa xem thử mấy trang. Ngay sau đó, Yên Cửu đóng sập nó lại, mắt run lên, lắp bắp hỏi, nàng kiếm đâu ra thứ tả môn ngoại đạo này thế hả? Trường Ly hùng hồn đáp, thì lấy trong nhà kho hoàng cung đó, hơn nữa cái này mà là tà môn ngoại đạo gì, rõ ràng là công pháp song tu đàng hoàng mà. Nàng còn chưa dứt lời thì tai Yên Cửu đã đỏ lượng lên, chàng vội bịt miệng Trường Ly lại. Trường Ly không cam tâm, cố gỡ tay chàng ra, u ớ nói, Yên Tiểu Cửu, đây là dịp tốt để huynh chứng tỏ bản thân đấy. Yên cửu trợn mắt nhìn cô nhóc kiếm linh sốt ruột muốn thử, ta không cần thứ này cũng chứng tỏ bản thân được. Chuyện đoàn văn, mắt trường ly sáng rỡ, trông lấp la lấp lánh dưới ánh nến, thế huynh cho ta xem đi. Yên cửu hít sâu một hơi, cầm bình rượu chưa kịp uống hớp nào trên bàn lên uống một hơi rồi hùng hổ sắp tới gần trường ly. Kế đó, chàng khẽ tròn tay ôm lấy eo trường ly, chăm chú nhìn vào mắt nàng mấy giây rồi mới từ từ cúi đầu, dịu dàng chạm vào môi nàng. Khi hơi thở cả hai hòa vào nhau, men rượu chuyến choáng nao lòng người bỗng lan tràn khiến không khí xung quanh nóng hẳn lên. Trường Ly cảm thấy cái đuôi xù chầm chậm quấn quanh cổ chân mảnh khảnh của nàng. Chân nàng bỗng nhũn ra, nàng đành phải túm chặt vạt áo của Yên Cửu mới trụ vững nổi. Ngoài trời đã tối hơn, ánh nến màu cam thư thả cháy trong đèn lồng, thỉnh thoảng bật tiếng tanh tách. Hai người loạn choạng đi tới bên giường rồi cùng ngã xuống giường. Tấm rèm mềm mại che khuất cảnh diễm lệ bên trong, ánh nến lay động rọi sáng hai bóng dáng lờ mờ chồng lên nhau. Ngày hôm sau, phòng bếp phải hâm nóng đồ ăn đến lần thứ ba thì mới nhận được lệnh dâng đồ ăn lên của yêu chúa tiểu yêu bê đồ ăn sáng lên có cảm giác là hôm nay tâm trạng yêu chúa vô cùng tốt cứ nhoẻn môi cười mãi không ngừng nói sao nhỉ khuôn mặt tươi như hoa ấy giống y trang cây đào trăm tuổi đang nở rộ ngoài sân trông rạng rỡ khủng khiếp khi trường ly rề già trống ngạnh ngồi xuống trước bàn ăn yên cửu lẹ làng đặt một chiếc nệm êm du sau lưng nàng mặt không giấu nổi vẻ đắc ý và thỏa mãn trường ly lén lườm chàng một cái xoa cái eo mỏi như thầm thấy hơi hối hận gã cáo ăn chay suốt mấy trăm năm mới khai chay không phải thứ một kiếm linh bình thường có thể chịu nổi. Mấu chốt là vụ này do nàng đầu tiêu nên nàng không dễ gì chịu nhận thua trước. Đến khi nàng hết chịu nổi, mưa màng thiếp đi thì trời đã sắp sáng đến nơi. Trường Ly lề mề ngồi xuống, xoa cái bụng đói đang réo ẩm ý, vì đêm qua vận động nhiều nên giờ phải bồi bổ một chút mới được. Suốt bữa, sáng, Yên Cửu cần tinh ý bao nhiêu là có đủ bấy nhiêu. Hễ Trường Ly liêm mắt đến món nào là chàng lập tức ân cần gắp món ấy dâng tận miệng nàng. Suốt cả bữa ăn, Trường Ly không có mấy dịp tự mình động đúa. Ăn xong, Yên Cửu cũng không vội đi làm mà cứ lượn lờ mãi bên cạnh Trường Ly, lúc thì châm thêm trà, khi lại lột vỏ hạt thông cho nàng. Bị bóng người lượn lờ trước mặt làm phiền mãi nên Trường Ly chẳng tài nào tập trung vào cuốn chuyện trên tay nổi, nàng cố nhịn đến khi hết chịu nổi đành phải hỏi thẳng, Yên Tiểu Cửu, Huynh không có chuyện gì khác cần làm à? Yên Cửu quả quyết lắc đầu, không, ta chẳng có chuyện gì cần làm hết vừa dứt lời một bóng dáng quen thuộc đã xông vèo vào phòng nói yêu chúa sao ngài vẫn còn ở đây số giấy tờ hôm nay yên cửu nhìn chằm chằm tùng tuần thình lình xuất hiện hầm hè chẳng phải ta cho ngươi nghỉ à sao mới đó đã quay lại rồi tùng tuần ngu ngơ gãi ót đáp nghỉ nửa ngày là đủ rồi ạ à, giấy tờ trên bàn ngài vẫn đang chất đống thần đâu thể làm biếng được yên cửu trầm chậm buông tiếng thở dài gân xanh trên trán bắt đầu giật bùm bụp với một đứa ế như tùng tuần thì trong đầu chẳng còn gì khác ngoài công việc nhưng chẳng đâu giống vậy song trường ly lại mừng ra mặt lập tức dục chàng yên tiểu cửu huynh mau đi làm việc đi Tùng tuần nhìn yên cửu với nét mặt rất mực chân thành chẳng hề cảm nhận được tâm trạng não nề của chàng yên cửu day chán phất tay với tùng tuần thôi thế này đi người mang hết số giấy tờ cần giải quyết tới đây cho ta Tùng tuần ngơ ngác dạ một tiếng hắn nhớ rõ ràng là lúc trước yêu chúa luôn miệng nói phải tách bạch công tư nên mới không làm việc ở tầm cung mà sao giờ lại đổi ý yên cửu đá nhẹ tùng tuần đang chất chân một cái sao ngươi còn không mau đi đi Chẳng lẽ muốn ta tự đi lấy chắc? Tùng Tuần vội vàng chạy biến đi, Trường Ly bá chiếm cái bàn dài duy nhất trong điện, vừa đọc truyện vừa nói với Yên Cửu, "Yên tiểu cửu, ở đây chẳng có bàn dư cho huynh dùng đâu." Yên Cửu nói luôn, "Để ta bảo Tùng Tuần bê thêm cái nữa tới, trong cung có thiếu gì thì cũng không thiếu một cái bàn được." Trường Ly bỉ bai, "Kê thêm một cái bàn nữa thì chật lắm." Yên Cửu ngó quanh điện, sờ cằm ngẫm nghĩ rồi nói, "Thế chuyển cái ghế bập bênh này sang chỗ khác đi." Trường Ly phủi ngay, "Không được, lúc ta đọc truyện mệt muốn nằm trên ghế bập bênh nghỉ ngơi." Yên Cửu lại rời mắt sang tấm bình phong, thế thì dọn cái bình phong này đi. Trường Ly vội bảo vệ tấm bình phong, cái này cũng không được, khó khăn lắm ta mới tìm thấy nó trong kho đấy, ta mới trưng được có mấy ngày thôi mà. Thấy Yên Cửu để mắt tới cái kệ trưng đồ, Trường Ly trợn tròn mắt nói, cái này lại càng không được. Dạo này lúc rảnh rỗi không có gì làm, thú vui lớn nhất của nàng chính là chọn báu vật bày lên cái kệ này, nó vẫn còn mới nguyên mà. Yên Cửu thấy cô nhóc kiếm linh không cho bỏ hết cái này đến cái khác bèn kéo ghế tới chen chúc bên cạnh nàng thế thì đành phải để nàng xài chung một cái bản với ta vậy trường ly nghiến răng nghiến lợi thấy yên tiểu Cửu bám giết lấy mình thì lấy làm ngờ vực rằng chàng đã biết tổng rằng nàng sẽ không cho chuyển món đồ trang trí nào đi hết nên tính làm thế này từ đầu rồi chẳng bao lâu sau tùng tuần đã bê một chồng giấy tờ dày cộp và mang giấy bút linh tinh sang cả đây thế là chiếc bàn dài được chia làm hai nửa bên trái là chuyện và đồ ăn vặt của trường ly còn bên phải là giấy tờ và bút mực của yên cửu tùng tuần vốn đang tập trung làm dấu phân loại giấy tờ dần dà phát hiện có gì đó không ổn rõ ràng yêu chúa đang chúi mũi vào giấy tờ, chẳng hề ngẩng đầu lên, ấy thế mà hễ trường ly cô nương cắn hết một đĩa hạt dưa là ngài ấy tiện tay đổi món ăn vặt khác cho nàng được ngay. Tách trà vừa vơi một nửa là ngài ấy tỉnh bơ cầm ấm trà lên. Châm thêm liền, để đảm bảo lúc nào trà trong tách cũng có độ ấm phù hợp. Tùng tuần bất giác ngơi tay, trước kia hắn thấy yêu chúa cũng rất quan tâm trường ly cô nương và lo lắng đủ điều cho nàng nhưng chưa từng săn sóc chu đáo như hôm nay bao giờ. Tùng Tuần nhớ lại chuyện chuyển hết giấy tờ tới tầm cung hôm nay và biểu cảm của yêu chúa lúc hắn bước vào điện thì mặt hắn thoát cái đã trắng bệch như trang giấy. Hắn nơm nấp nước nhìn yêu chúa, đúng lúc thấy yêu chúa đang nhếch môi cười lạnh. Tùng Tuần tức khắc dùng mình một cái, ôi thôi xong, hắn lại gây chuyện rồi. Tùng Tuần bất giác đứng ngồi không yên, thấy mình quá sức dư thừa trong cung điện này. Mông hắn như vừa mọc một cây đinh khiến hắn không tài nào ngồi yên nổi. Cùng lúc đó, Trường Ly tự dưng thấy chân nhồn nhột, một cái đuôi xù hư hỏng lén sáp tới bên cạnh nàng, vén một góc váy lên, khẽ quấn lấy cổ chân nàng rồi cạ nhẹ nhẹ. Trường Ly tức khắc cứng đơ người, nàng vội xoay sang lườm gã cáo đuôi to đang giả bộ đứng đắn đọc giấy tờ. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Yên Cửu tỉnh rụi nhìn lại nàng, thậm chí còn nhướng mày như đang hỏi, sao nàng lại nhìn ta? Trường Ly nhìn mặt trời đang nhô cao ngoài cửa sổ, không ngờ giữa ban ngày ban mặt, mặt trời sáng rỡ thế kia mà lại có con cáo mặt dày mày dạn lén lút làm chuyện xấu dưới gầm bàn. Đoạn, nàng liếc mắt sang Tùng Tuần, đã thế Tùng Tuần đang ở đây nữa chứ? dường như Tùng Tuần đã ngộ ra điều gì đó qua bầu không khí khác thường này. Hắn ngồi nhấp nhổm đầy bất an, ngập ngừng nói, yêu chúa à, hay là ta, đi trước nhé. Yên cửu mừng thầm trong bụng, nhưng chàng chưa kịp cho phép thì trường ly đã quăng một cái liếc sắc lẹm sang, khiến Tùng Tuần đóng đinh tại chỗ, người ngoan ngoãn ngồi yên đó cho ta. Ít ra khi có Tùng Tuần ở đây, Yên cửu chỉ dám lén gẹo nàng thôi. Nếu trong điện chỉ còn mỗi hai người họ thì có quỷ mới biết hôm nay nàng còn ngồi nổi hay không. Tùng Tuần trực hòa khóc tới nơi, khẩn thiết nhìn Yên cửu chỉ cần yêu chúa gật đầu một cái là hắn có thể lập tức biểu diễn màn biến mất tại chỗ chóp đuôi yên cửu khựng lại dưới gầm bàn chàng nở nụ cười sặc mùi ám chỉ với tùng tuần nếu bé trường ly bảo ngươi ngồi yên đây thì ngươi hãy ngoan ngoãn nghe theo đi bấy giờ tùng tuần thấy hối xanh cả ruột chỉ ước thời gian lùi lại lúc sáng sớm để đóng đinh mình trên giường suốt cuộc hắn mắc chứng gì mà lại không chịu tận hưởng ngày nghỉ mới sáng sớm đã chạy vào cung khiến yêu chúa trướng mắt chứ trường ly dán mắt vào cuốn chuyện trong tay nhưng đám chữ đen trước mặt lại chẳng lọt vào đầu nàng sự chú ý của nàng đã dồn hết xuống gầm bàn cách một lớp gỗ để phòng cái đuôi của yên tiểu cửu dở trò cái đuôi kia không chịu dừng lại nơi cổ chân nó bắt đầu bò lên đùi nàng từng tí một làn váy bồng bềnh mềm mại bị cái đuôi vén lên tạo ra vô số nếp nhăn cái đuôi trắng bồng bềnh ngượt mà lướt qua làn da nhạy cảm khiến trường ly nổi hết da gà nàng đâm hoảng lập tức giơ chân còn lại lên toan chặn cái đuôi nghịch ngợm kia lại không cho yên tiểu cửu tiếp tục quấy dày nàng nữa nhưng chóp đuôi linh hoạt kia như có mắt nó lanh lẹ né tránh hành động của nàng sau đó còn quấn lấy bàn chân đang dẫm lên giày lụa của nàng. Cách lấp tất, bắt đầu gãi lòng bàn chân nàng, trường ly run lên, bất giác bấu chặt cuốn chuyện đang cầm trên tay, để lại dấu móng rõ mồn một trên trang giấy trắng như tuyết. Nàng nghiến răng lườm yên cửu một cái, khẽ cảnh cáo yên tiểu cửu. Mặt yên cửu trông ngây thơ vô tội như đóa sen trắng thuần khiết dưới nước, cứ như chuyện mới xảy ra dưới gầm bàn không có xíu liên quan nào đến chàng cả. Chàng cầm ấm trà tráng men ngọc có hoa tiết hoa sen ở góc bàn lên châm thêm nửa tách trà cho trường ly một cách tỉnh rụi, nước trà màu xanh nhà từ miệng ấm nhỏ hẹp đổ ào ào xuống tách trà. Nàng uống, trà đi này, nhưng Trường Ly chỉ muốn ụp nguyên tách trà lên đầu yên cửu. Gã cáo vừa khai trai và yên tiểu cửu ngây thơ thủa trước cứ như thể hai con cáo khác nhau vậy. Sai mấy chiêu cợt nhả nhuyễn như cháo, chẳng cần ai dạy cũng tự biết. Trường Ly tức nghẹn, cầm tách trà lên uống một hớp to để dằn mặt rồi đặt xuống bàn đánh dầm một tiếng. Tiếng dầm ấy khiến Tùng Tuần ngồi bên giật nảy mình. Tùng Tuần ngơ ngác nhìn Trường Ly đang tức đến nỗi nhướng cao mày, rồi lại nhìn yêu chúa đang cười tủm tỉm. Lạ thật, rõ ràng lúc nãy yêu chúa không vui mà, sao bây giờ tâm trạng của hai người họ lại hoán đổi cho nhau, biến thành trường ly cô nương bực dọc thế kia. Tùng Tuần nghĩ trăm lần cũng không thông, đành phải suýt xoa rằng tình yêu thật quá đối diệu kỳ. Bấy giờ Trường Ly đã mất sạch hứng đọc truyện, nàng dồn hết tâm trí vào việc đấu đá với cái đuôi của Yên Tiểu Cửu dưới gầm bàn. Chẳng biết chiếc tất trắng trên chân nàng đã bị cạ rớt từ bao giờ, đôi chân trắng như tuyết và cái đuôi trắng như tuyết quấn lấy nhau, nhất thời không rõ bên nào trắng hơn nữa. Trường Ly cố sức rút cái chân đang bị đuôi quấn cứng ngắt ra, nhưng lại sợ Tùng Tuần ngồi cách đó không xa phát hiện nên không dám rút quá mạnh, sợ vô tình va phải góc bàn gây ồn làm hắn chú ý. Một khắc sau, ngoài chuyện cổ chân non mịn của Trường Ly bị cạ đỏ một vòng thì chẳng có gì thay đổi. Trường Ly tức ná thở, không kìm được mà vỗ bàn một cái, nghiêm giọng bảo Tùng Tuần, Tùng Tuần, ngươi ra ngoài trước đi. Tùng Tuần nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm như được đại xá, bỏ chạy nhanh như trước. Lúc ra ngoài, hắn còn tình ý khép cửa điện lại nếu trường ly cô nương và yêu chúa có lỡ khắc khẩu thì không nên để đám yêu khác nghe thấy mới thỏa đáng. Thấy con kỳ đà duy nhất cản mũi mình đã biến mất, mắt yên cửu ánh lên vẻ danh mãnh vì đạt được mục đích. Nhưng ngay sau đó, đuôi chàng bị nhéo một cái đến người. Yên tiểu cửu, giờ huynh to gan quá nhỉ, yên cửu trở mặt nhanh như lật sách, vội vàng tỏ vẻ tội nghiệp, bé trường ly, nàng nhẹ tay thôi, đừng giật đứt lông đuôi ta. Trường ly thoáng nới tay ra, sau đó mới giật mình tỉnh táo lại, bèn dùng tay kia chọc mạnh vào trán yên cửu. Yên tiểu cửu, huynh ghê gớm lắm giờ còn biết sợ khổ nhục kế ra với ta nữa cơ đấy yên cửu cả đuôi mình vào lòng bàn tay trường ly để làm núng hùng hồn trả treo bé trường ly à cái đuôi này mà trụi lông thì không phải mình ta sầu đâu mà nó còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai đứa mình nữa đó trong đầu trường ly chợt lóe lên vài đoạn ngắn đêm qua đúng là cái đuôi này hữu ích thật song nàng chỉ lơ đánh một thoáng rồi hoàn hồn ngay siết chặt cái đuôi trong tay yên tiểu cửu huynh đừng có đánh chống làng Yên cửu thình lình bị túm đuôi thì không kịp đề phòng mà bật ra tiếng rên khe khẽ, âm cuối còn mang hơi hướng gợi tình dụ dỗ người khác. Mắt trường ly đảo liên tục, chất tiệt thật, chẳng lẽ đây là năng khiếu bẩm sinh của đám cáo thành tinh à? Nàng bất giác sờ soạng chóp đuôi, bắt đầu thả hồn lên mây. Tai yên cửu từ từ đỏ ửng, khàn giọng nói, bé trường ly à, nếu nàng cứ sờ mãi thì rất có thể ta sẽ mất tự chủ đấy. Nghe vậy, trường ly thấy tay như bị phỏng rộp, vội vứt phát cái đuôi đi, khiến cái đuôi trắng mềm mại quơ quơ trong không khí theo quán tính. Yên tiểu cửu, lúc trước ta sờ đuôi huynh, huynh có thế đâu. Yên cửu hơi nghiêng đầu, nhìn đóa hoa xinh đẹp nở rộ ngoài cửa sổ, thốt ra một câu đa nghĩa, giờ đang là mùa xuân mà. Khi mùa đông rét buốt đằng đẵng qua đi, mùa xuân ấm áp ùa đến thì dù là đại yêu hay tiểu yêu đều ít nhiều bị bản năng chi phối. Hôm qua chàng cố ý cho đám tiểu yêu nghỉ làm, chẳng biết có bao nhiêu yêu lén đi gặp người tình để đón một đêm nồng thắm với nhau nữa. Trường Ly cứng họng, sau đó tức giận sáng dẫu thế thì huynh cũng không thể lên cơn. Mọi lúc mọi nơi được. Mắt hiên cửu ánh lên vẻ tuổi thân rất vừa phải, ta nào có. Chàng đã kiềm chế dữ lắm rồi, chẳng những không dám bông xóa hết nước mà còn chăm chỉ siêng năng làm việc, chẳng qua chỉ ngấm ngầm nghịch đuôi một tí dưới gầm bàn thì có gì sai nào. Trường Ly cảm thấy mình nên nói chuyện cho ra lẽ với Yên Tiểu Cửu để chàng biết đâu là đúng, đâu là sai. Nàng gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn cứng rồi hỏi, vừa rồi lúc có Tùng Tuần ở đây, Huynh đã làm gì hả? Yên Cửu mím cặp môi mỏng, nghiêm túc đáp, ta chỉ sáp vào nàng tí thôi mà, giới tu tiên có quy định nào cấm quấn quyết bạn đời của mình à? Trường Ly bĩu môi, huynh làm thế mà bảo là sắp vào tí à? Rõ ràng là huynh đã cả ta, trông yên cửu càng tội nghiệp hơn, bé Trường Ly này, nàng làm thế là quất ngựa truy phong đấy. Trước kia lúc nào nàng cũng thèm rõ rãi đuôi của ta, giờ có được rồi lại chê bai. Nghe yên cửu đáp trả, Trường Ly trợn tròn mắt, má ơi, cuối cùng thì đến hôm nay nàng đã biết mồm miệng lũ cáo thành tinh lợi hại cỡ nào rồi. Trường Ly vịn vào tay ghế, gác chân lên mép bàn, sốc váy lên, gần giọng nói, yên tiểu cửu, huynh mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi, cổ chân ta bị huynh cạ đỏ lên rồi này. Trên cổ chân trắng muốt như ngọc có một vòng đỏ rõ rành rành, hai màu sắc tương phản dữ dội khiến thị giác chịu kích thích cực độ, làm mắt yên cửu tối lại. Chàng cụp hàng nghi dày xuống, thò tay túm lấy mắt cá chân của trường ly, lòng bàn tay có vết chai nóng bỏng chạm vào làn da mỏng manh khiến hơi nóng cũng lan sang. Yên cửu cúi đầu ngắm chân trường ly với biểu cảm hết sức nghiêm túc. Mỗi lần chàng thở ra, hơi thở nóng rực lại phả xuống làn da lành lạnh, khiến trường ly vô thức quặp ngón chân lại. Ta sai rồi, yên cửu nỉ non xin lỗi với giọng chân thành mà tha thiết. Ngay sau đó, bờ môi ấm áp của chàng chạm vào vòng đỏ kia. Đôi người trường ly co lại, bờ môi ướt nóng của yên cửu bỗng chốc khỏa lấp hết cơn đau nơi cổ chân nàng, khiến nơi sâu thẳm trong thâm tâm nàng gợn sóng bất tận. Nàng cắn môi dưới, hàm răng trắng để lại một vết mờ trên bờ môi phớt hồng. Hai khắc sau, Trường Ly rũ rượi tựa lưng vào ghế, bần thần nhìn thanh xà ngang bằng gỗ phía trên trần nhà. Phải mất một lúc nàng mới thôi thở dốc, nghiêng đầu nhìn yên cửu đang quỳ bên chân mình yên cửu cũng thở hồng hộc giống nàng chàng vuốt ve cổ chân trường ly hỏi với giọng trầm thấp làm sao bây giờ hả bé trường ly hình như nó còn đỏ hơn trước nữa chân trường ly đã dùn tới độ mất cảm giác làm sao nàng có lòng giả quan tâm nó còn đỏ không chứ nàng đá khẽ yên cửu một cái né qua một bên đi yên cửu vẫn nắm chân nàng không buông bôi thuốc trước đã trường ly không nói gì chỉ liếc xéo chàng một cái từ trên cao song đôi mắt hoe đỏ khiến cái liếc ấy của nàng chẳng có chút khí thế nào ngược lại còn dễ dàng khơi gợi một loại cảm xúc thầm kín trong lòng yên cửu bởi cố kiềm chế mà trái khế của yên cửu nhấp nhô mấy cái sau khi im lặng rất lâu chàng mới lấy thuốc bôi ngoài ra thượng hạng trong túi chứa đổ ra tỉ mẩn bôi lên cổ chân trường ly từng tí một lớp thuốc lạnh lẽo khiến cơn nóng nơi cổ chân từ từ biến mất tâm trí rối bời của trường ly cũng theo đó mà tỉnh táo lại đợi yên cửu cẩn thận bôi thuốc cho nàng xong rồi đứng dậy trường ly mới bê tách trà đã nguội ngắt trên bàn lên uống một hớp nhỏ Yên tiểu cửu, bọn mình thương lượng chút đi. Yên cửu đang cầm khăn tay lau thuốc dính trên tay đi. Nghe Trường Ly nói vậy thì thoáng ngớ ra rồi chậm chậm nói, bé Trường Ly à, nàng sướng xong là trở mặt à. Trường Ly liếc chàng cháy mắt, huynh im đi, nghe ta nói hết đã. Yên cửu lặng lẽ ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt đang nhìn nàng đã đẫm lệ. Bắt gặp đôi mắt ấy của chàng, trong đầu Trường Ly bất chợt hiện ra hình ảnh một bé cáo mắc mưa khiến mớ lông trắng dính bết vào. Nhau, đang dương cặp mắt đen tròn xoay nhìn nàng, Trường Ly ho khẽ mấy tiếng, Câu tính nói ra chợt biến thành, sau này lúc có người ngoài, huynh không được động tay động chân động đuôi với ta nữa đâu đấy. Mắt cáo bỗng sáng rực lên, tức là lúc không có ai. Trường Ly phất lờ chàng, nói tiếp cũng không được động miệng. Yên cửu chợt liếm môi một phát, nhắc thấy cử chỉ nhỏ đó của chàng, trường Ly bỗng thấy cổ chân mình như bị thiêu cháy, gần như muốn hòa tan lớp thuốc dày cộp vừa bôi xong. Trường Ly cả thẹn rời mắt đi, dán mắt vào mẩu trà dính trên miệng tách. Với lại, huynh bớt giờ mấy trò bậy bạ kiểu đó đi. Yên cửu không phục, Lý nhí cãi, rõ ràng nàng cũng thích thế còn gì. Giọng trang nhỏ dần đi dưới cái lường nguyết của trường ly. Yên cửu nhủ thầm trong bụng, nếu không thể dở mấy trò bậy bạ thì mình dở trò đàng hoàng vậy. Trường ly dai chán, chân thành khuyên, điều quan trọng nhất là phải biết tiết chế, dù là mùa xuân cũng thế. Yên cửu nghe vậy thì im lặng rất lâu, bởi làm thế là cưỡng lại bản năng yêu tộc. Mấy chuyện kiểu đó có phải muốn tiết chế là tiết chế nổi đâu, nếu tiết chế thật thì ai biết tới ngày tháng năm nào bọn họ mới có cáo con chứ trường ly thấy thế bèn chọc eo yên cửu hỏi yên tiểu cửu huynh đã nghe rõ chưa hả yên cửu nắm lấy ngón tay nàng đáp ta biết rồi nếu bé trường ly nhất quyết đòi hạn chế số lần thì chàng phải nghiên cứu cách nâng cao chất lượng và thời lượng mỗi lần vậy tuy yên cửu vẫn muốn tiếp tục bám trường ly như sam nhưng sau khi cuộc chiến với tộc hồ kết thúc vẫn còn rất nhiều công việc liên quan cần chàng đích thân giải quyết chẳng bao lâu sau chàng đã bị các trưởng lão dục đi họp Trường Ly dõi theo bóng yên cửu mà thở vào một hơi, thậm chí còn mong chàng sẽ vì chuyện công việc mà bận rộn một thời gian. Tại nghị sự đường, mấy lão cáo già hơn nghìn tuổi đang khắc khẩu liên hồi về sự vụ sau cuộc chiến. Tộc hồ lòng muông giả dạ thú, chúng ta phải thừa dịp chúng chiến bại mà đầy cả tộc chúng tới vùng cực bắc lạnh lẽo để gian đe cảnh cáo mới được. Địa bàn của tộc Hổ vốn chủ phú, giờ tự dưng bỏ trống rất uổng phí, chỉ bằng phân cho tộc sói. Ông nói thế không ổn, tộc sói vốn đã chiếm cứ một vùng rộng lớn, nếu lại chia thêm đất cho chúng thì không phù hợp với quy định. Suốt trăm năm qua, tộc sói luôn trung thành tận tụy với tộc cáo chúng ta. Trong chiến dịch bao vây tiêu diệt tộc hổ lần này, họ cũng góp không ít công sức, cớ sao lại không khen thưởng cho họ chứ. Nhưng phần thưởng kiểu này chỉ tổ nuôi lớn dã tâm của chúng, ông làm thế là nuôi sói gây họa đấy. Bọn họ đang tranh luận hăng say thì yên cửu rảo bước tiến vào nghị sự đường, ngồi xuống ghế chủ tọa. Các trưởng lão thấy thế đồng loạt hướng mắt về phía chàng hỏi, yêu chúa, theo ý ngài thì chuyện này nên làm thế nào? Yên cửu không dị nghị gì về việc trục xuất tộc hổ, trước tiên cứ giải cả tộc hổ tới vùng biên giới phía bắc đi còn về phần địa bàn trống ta nghĩ không nên phân cho tộc nào cả đại trưởng lão nghe vậy thì mắt lóe sáng ý ngài là sao yên cửu gõ tay xuống tay vịn ghế ngồi hãy để các tộc cùng nhau trị vì và xây dựng học cung của yêu tộc ở đó các trưởng lão hỏi học cung ấy ạ à? yên cửu khẽ gật đầu lần này tới quy nguyên kiếm tông nằm vùng ta đã học hỏi được rất nhiều điều các tộc ở yêu giới chúng ta đều tự tu luyện dựa vào truyền thừa của tộc mình còn nhân tộc lại mở tông lập phái tập hợp thiên tài khắp nơi lại một chỗ, cùng nhau tu luyện truy cầu đại đạo, đa dạng như trăm hoa đua nở. Nếu chúng ta có thể xây học cung, đưa con em các tộc có độ tuổi phù hợp tới đó cùng nhau học tập rèn luyện thì rất có lợi cho sự phát triển của cả yêu giới. Các trưởng lão bắt đầu cân nhắc ý tưởng này, sau đó đại trưởng lão gật đầu liên lịa trong sự mừng vui, yêu chúa chủ tính. Xa thật, nếu thế thì các tộc đều dồn hết sự chú ý vào học cung, không rảnh tranh giành địa bàn nữa. Nhị trưởng lão cũng gật gù tán đồng, người thừa kế mà chúng ta nhắm chúng sẽ đến học cung học tập trung với đám trẻ của các tộc khác làm thế sẽ có lợi cho khối đại đoàn kết yêu tộc tránh phát sinh phản loạn như tộc hồ vừa rồi người uyên bác nhất là ngũ trưởng lão thì đã bắt đầu xem xét đến chuyện xây dựng học cung nhưng làm sao khuyên mấy lão già kia chịu đưa con em tới học cung cũng là một vấn đề đại yêu rất khó có con nên đám trẻ trong tộc lúc nào cũng như trứng treo đầu gậy chưa chắc họ đã yên tâm để chúng đi yên cửu lại không muốn đào sâu vào chuyện học cung chúng ta có thể giới hạn độ tuổi vì nhận những con non còn quá nhỏ rất khó quản lý. Nếu muốn đại yêu đồng ý cho con em tới tộc học hành thì việc tuyển chọn giáo viên là hết sức quan trọng. Các ngài hãy bàn bạc rồi xây dựng chương trình học đi, chuyện này xin cậy hết vào các vị trưởng lão nhé. Các trưởng lão trịnh trọng đồng ý, chuyện này liên quan tới cơ nghiệp và sự phát triển mấy trăm năm sau của yêu tộc nên chắc chắn bọn họ sẽ suy xét thật kỹ lưỡng. Bàn xong chuyện này, Yên Cửu bê tách trà trong tầm tay lên uống một hớp, đang tính đánh bài chuồn thì đại trưởng lão chợt đằng hắng một tiếng yên cử ngả người dựa vào ghế hỏi đại trưởng lão còn chuyện gì quan trọng sao đại trưởng lão và các trưởng lão còn lại đưa mắt nhìn nhau bị họ dùng ánh mắt thúc giục ông ta lại hắng giọng lần nữa yêu chúa là thế này yên cử hơi nhướng mày lên ý bảo ông ta cứ nói tiếp đại trưởng lão thùng thẳng trình bày bởi cuộc chiến với tộc hồ kéo dài quá lâu nên đã có nhiều yêu ngã lòng ngài xem có nên tổ chức một sự kiện trọng đại nhằm chấn an các tộc và ổn định lòng yêu không ạ à? yên cử suy nghĩ yêu tộc không có nhiều lễ hội màu mè như nhân tộc hình như mấy tháng gần đây không có dịp gì đặc biệt cả. Chàng Ben hỏi thẳng, các ngài muốn tổ chức sự kiện trọng đại gì? Đại trưởng lão dặn ra một nụ cười, bẩm yêu chúa, chuyện trọng đại của cả yêu giới ta đều liên quan tới ngài cả. Yên cử thoáng ngớ ra, nhất thời không hiểu vấn đề cho lắm, liên quan tới ta á. Đại trưởng lão cười thùm tìm nói, ngài cũng trưởng thành rồi còn gì nữa, có vài thằng nhóc trong tộc bằng tuổi ngài mà đã lên trước cha rồi đấy. Mắt yên cử lóe sáng, nếu không phải chàng biết chắc đêm qua không có yêu nào rình dập quanh tầm cung thì hẳn đã nghi ngờ các trưởng lão xếp tai mắt vào cung rồi. Chàng do hỏi, sao tự dưng hôm nay ngài lại nhắc tới chuyện này? Đại trưởng lão lập tức hướng mắt về phía nhị trưởng lão. Thế là yên cửu cũng nhìn nhị trưởng lão, bị hai ánh mắt bắn phá, nhị trưởng lão cảm thấy vô cùng áp lực, thầm mắng đại trưởng lão quả đúng là lão cáo già nghìn tuổi. Ông ta xấu hổ nói, yêu chúa, lần trước phòng bếp rảnh giang nên là... Yên cửu nghe ra hàm ý trong câu nói của ông ta, gân xanh trên trán lại giật mấy cái. Quả nhiên chuyện bé Trường Ly sai phòng bếp hầm đủ thứ canh bồi bổ cho chàng đã bị các trưởng lão phát hiện. Đại trưởng lão né tranh ánh mắt Yên Cửu, bẩm, vì con nối dõi, chỉ bằng ngài với Trường Ly cô nương hãy sớm chọn ngày tổ chức đại lễ thành hôn đi, ấy đúng là chuyện vui lớn của cả tộc ta. Yên Cửu mân mê tách trà bên cạnh mấy cái, tuy chàng cũng muốn nhanh chóng bàn bạc với họ về chuyện này nhưng khi nghe đại trưởng lão đề xuất nó với lý do kiểu ấy thì tự dưng chàng lại thấy khó chịu. Các trưởng lão vẫn tha thiết chờ chàng trả lời. Yên Cửu trầm ngâm một lát mới nói, để ta bàn với Trường Ly rồi sẽ quyết định ngày tổ chức đại lễ thành hôn. Đại trưởng lão cũng không sốt ruột, ông ta đã dò hỏi đám phi lộ trước đó, biết tình cảm của yêu chúa và Trường Ly cô nương rất thắm thiết nên chuyện thành hôn đã là ván đóng thuyền. Có khi năm sau hoặc năm kia, yêu chúa sẽ có người thừa kế luôn cũng không biết chừng. Yên Cửu ra khỏi nghị sự đường là rảo bước tới gặp Trường Ly ngay. Trường Ly không ngờ chàng lại về sớm thế, Yên tiểu cửu cứ than các trưởng lão nói lắm, giờ xem ra họ cũng đâu có rông dài mấy nếu không sao mới đó đã chịu thả chàng đi. Trước mặt các trưởng lão, Yên Cửu còn làm bộ bình tĩnh được chứ vừa gặp Trường Ly là gồng hết nổi. Chàng vào tới trước bàn, mở vội cuốn lịch dày cộp ra bảo, bé Trường Ly, mau chọn một ngày lành đi. Trường Ly ngơ ngác hỏi, ngày lành gì cơ? Mắt Yên Cửu sáng rực một cách đáng sợ, ngày lành để tổ chức lễ thành hôn. Trường Ly hỏi theo phản xạ, nhanh thế à? Yên Cửu vội nói, đâu có nhanh, chẳng phải ta đang bàn chuyện chọn ngày với nàng sao? Trường Ly vẫn thấy hơi đột ngột, mới đó mà nàng đã phải lấy chồng rồi ư. Thấy nàng do dự, mặt yên cửu hiện rõ vẻ uất ức, bé Trường Ly, chẳng lẽ nàng đổi ý rồi. Rõ ràng lúc trước nàng đã đồng ý mà, Trường Ly vội lắc đầu, ta đâu có đổi ý, nhưng liệu có nên báo cho phu nhân, với cha huynh một tiếng không? Bàn tay đang ôm cuốn lịch của Yên Cửu khựng lại, suýt thì quên là chàng còn có một ông bố trăm năm không thấy bóng dáng đâu. Yên Cửu dùng ngón tay nghịch góc lịch nói, nàng lấy gương cầm tay ra gọi bọn họ thử xem. Trường Ly thấy Yên Cửu cục mắt xuống thì mím môi lại, Hình như phu nhân rất bận, số lần gọi được cho nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà chẳng biết có phải vì yên cửu sống xa phu nhân từ bé nên quen rồi không mà chàng cũng không hay nói chuyện với phu nhân chứ đừng nói là với cha Bạch Bạch vốn có chút xa cách. Trường Ly thử lấy gương cầm tay ra gọi cho phu nhân nhưng không ai nghe, nàng đành gửi tin nhắn cho phu nhân kể sơ chuyện đại lễ thành hôn. Đến tận 3 ngày sau, gương cầm tay mới có hồi âm, nhưng không phải là tin nhắn của phu nhân mà là của Yên Huyền. Hắn bảo đây là giai đoạn tu luyện mấu chốt nên phu nhân đã bế quan không rõ bao giờ mới xuất quan nên không cần chờ họ để tổ chức đại lễ thành hôn hắn sẽ chuyển lời cho phu nhân khi nàng xuất quan trường ly không khỏi hụt hắng nếu được thì nàng vẫn mong phu nhân có thể tham dự đại lễ thành hôn của nàng và yên tiểu cửu yên cửu cố giấu sự thất vọng vừa lóe lên trong mắt đi thấy bé trường ly không vui đành phải nói bên phía ta đã báo xong nàng đừng quên báo cho bạn bè người thân bên nàng một tiếng nhé trường ly ngơ ngác yên tiểu cửu ý huynh là sao yên cửu vân vê cầm Trước kia lúc nàng sống trong mộ kiếm không thân thiết với linh kiếm nào à? Chẳng lẽ không cần báo với họ một tiếng hay sao? Kiếm linh không có cha mẹ, nên yên cửu cho rằng đám linh kiếm sống trong mộ kiếm chính là người nhà của nàng. Trường Ly giật giật môi, bọn họ đang ngủ ngon lành trong mộ kiếm mà, chỉ có lúc mộ kiếm mở ra mới tỉnh lại thôi, ta đâu thể quay lại mộ kiếm đánh thức cô gì chú bác được. Yên cửu cân nhắc tính khả thi của chuyện này cũng đâu phải là không thể chứ. Trường Ly cốc chán yên cửu một cái, dù huynh muốn làm thế thì quy nguyên kiếm tông cũng không cho phép đâu mộ kiếm đâu phải chỗ muốn là vào được. nếu tự ý lẻn vào thì e kiếm tông sẽ nghĩ huynh vào đó để trộm kiếm mất. nhớ chuyện bung bét thì huynh tính để hai tộc đại chiến hay gì? yên cửu đành vứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu trong sự tiếc nuối. còn mấy đạo hữu quen biết ở kiếm tông và pháp tông thì lại càng không thể mời. bởi người bọn họ quen là đệ tử kiếm tông yên cửu chứ đâu phải yêu chú yêu tộc. trường ly ngẫm nghĩ cả buổi, chợt nhận ra người duy nhất nàng có thể mời là thỏ yêu nguyệt phù. yên cửu sung phong nhận nhiệm vụ này, ta sẽ gửi thiệp riêng cho nguyệt phù. Còn về khách khứa trong tộc thì đã có các trưởng lão nhọc lòng. Trường Ly lại nói, bọn mình có thể dùng đá ghi hình quay lại toàn cảnh đại lễ thành hôn, phòng khi phu. Nhân không đến kịp thì chỉ ít bọn mình cũng có thể chiếu đá ghi hình cho phu nhân xem. Yên cử nghiêm túc ghi nhớ chuyện này, quyết định sẽ gắn đá ghi hình ở khắp mọi nơi trong buổi đại lễ, bảo đảm quay đủ 360 độ không góc chất. Tiếp đó, Yên cử lại mở cuốn lịch giày cộp kia ra, chép hết những ngày lành hợp với chuyện cưới gả ra giấy. Trường Ly nhìn muốn dãy ngày có cả gần lẫn xa, khoanh vòng tròn đỏ thắm vào một ngày lành tháng sau. Chọn ngày này đi, ngày 15 tháng 4, vạn dặm không mây, trời xanh ngập nắng. Hợp cưới gả, hợp giảm ngõ, hợp đi xa, chuyện gì cũng hợp hết. Yêu cung tráng lệ răng đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, đâu đâu cũng đượm không khí hân hoan vui mừng. Đám tiểu yêu mặc đồ tươi sáng, tất bật cả ở trong lẫn ngoài điện, cùng chung tay góp sức chuẩn bị đại lễ thành hôn cho yêu chúa. Trong tầm cung ở điện chính, Trường Ly đang bị đám phi lộ vây quanh chỉnh trang váy cưới trên người. Váy cưới may bằng vải lụa thượng hàng cho tộc giao nhân tiến cống mỏng nhẹ như lông vũ, mềm mại ôm khít cơ thể, lung linh rực rỡ dưới nắng, sắc vàng đỏ gần gợn trông như sóng nước vô cùng lộng lẫy. Phi lộ cúi đầu siết thắt lưng cho Trường Ly, Trường Ly cô nương, cô hít sâu vào. Trường Ly hít sâu một hơi để phi lộ siết chặt thắt lưng hơn. Phi lộ nhìn vòng eo to ra một lóng tay so với tháng trước thì chớp chớp mắt, rồi giả bộ như không có chuyện gì mà thắt một cái nơ bướm xinh đẹp ngay giữa thắt lưng. Trường Ly nín thở ngắm mình trong gương thủy tinh rồi thắc mắc, phi lộ, có phải ta mập lên không? Phi lộ liếc mắt sang đám hầu gái đang cố nín cười bên cạnh, nghiêm mặt đáp, lúc trước cô nương hơi gầy, giờ là vừa đẹp ạ. À. Trường Ly quặp ngón tay vào thắt lưng vừa buộc chặt cứng, khẽ nói, hóa ra ta đã ăn lắm đến độ tăng ký thật, trả trách vừa siết thắt lưng vào đã thấy khó thở thế. Được copy tại trùng truyện Việt Nam, phi lộ do dự nhìn chiếc thắt lưng đỏ gắn đầy chân châu, nếu nới rộng ra chút thì mấy thứ gắn trên ấy sẽ bị lệch hết. Xong thấy trường ly cố nín thở đến nhân quéo cả mày, cuối cùng cô ta vẫn mềm lòng bảo, để ta nới ra một chút cho cô nương. Trường ly chỉ chờ mỗi thế, nàng lập tức nhoẻn môi cười, khoe cặp má lúng đồng tiền mờ mờ, ta biết ngay là phi lộ đối tốt với ta nhất mà. Phi lộ vừa nới thắt lưng cho nàng vừa nói, cô nương chớ để yêu chúa nghe thấy câu vừa rồi đấy. Trường ly bĩu môi, sau một thời gian chung sống, ai ai cũng biết chuyện yên tiểu cửu là chúa ghen tuông. Chỉnh trang lại váy cưới xong, phi lộ bắt đầu đổi mũ miệng và cài trang sức lên đầu nàng thấy đầu càng ngày càng nặng trình trịch, Trường Ly lại dõi đôi mắt chờ mong về phía Phi Lộ. Phi Lộ cật lực né tránh cặp mắt vô cùng tội nghiệp kia, bấm bụng cài thêm một cây châm lên đầu nàng. Trường Ly cô nương, những dịp khác thì có thể tháo bớt trang sức được nhưng đại lễ thành hôn thì không được đâu. Cô xem tộc chim tiến cống châu ngọc đẹp thế này cơ mà, nếu không đeo thì uổng lắm. Trường Ly cảm thấy cổ mình bắt đầu cứng đơ, nàng cố kiềm chế không lắc đầu, tự nhủ trong bụng rằng không uổng chút nào. So với trang sức đẹp đẽ của tộc chim thì nàng càng thích chiếc tua bệnh bằng lông yên tiểu cửu hơn sửa soạn xong hết thảy, phi lộ và các hầu gái khác bèn rời khỏi điện. Trường Ly ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, cảm thấy mình giống y như cái giá treo trang sức, vô cùng mất tự nhiên. Bình thường nàng chỉ đeo mỗi tua kiếm, chứ có đeo bao nhiêu là thứ lên đầu như thế này đâu. Bị sức nặng trên đầu ghi xuống, Trường Ly cảm thấy mấy miếng bánh ngọt mới ăn lót dạ hồi sáng đã trôi tuột đâu mất. Nàng sờ cái bụng trống trơn, thấy hơi muốn ăn gì đó. Lúc này, ngoài cửa sổ chợt có tiếng gõ cốc cốc, Trường Ly lập tức ngoái đầu nhìn về hướng ấy. Kế đó, cửa sổ bị một bàn tay mở hé ra, rồi một cục bột trắng bông xù nhảy qua khe cửa. Mắt, Trường Ly sáng lên, khẽ hỏi, Yên Tiểu Cửu, sao huynh lại đến đây? Thấy Trường Ly ăn diện trải chút tỉ mỉ, cục bột trắng sững sờ mất một lúc, trong mắt ánh lên vẻ sừng sốt vì sắc đẹp của nàng. Chàng phải giơ vuốt cào mạnh vào cửa sổ mới phát mới tỉnh táo nổi. Yên Cửu biến thành hình người, lấy một cái túi chứa đồ ra nhét vào tay Trường Ly, sáng nay nàng không dậy sớm nổi nên chẳng ăn được mấy miếng, bởi thế ta đoán giờ nàng thấy đói rồi. Trường Ly lập tức cười tươi như hoa, gấp gáp mở túi chứa đồ ra, quả nhiên người hiểu ta chỉ có mình yên tiểu cửu. Nàng vội bóc một thanh kẹo tùng tử ra cắn một miếng, kẹo ngọt mà không ngấy, vừa vào miệng đã tan ra. Xôm rốp, Trường Ly ăn hết một thanh kẹo tùng tử thì mới thấy mình sống lại. Thấy mép Trường Ly dính vụn kẹo, Yên Cửu giơ tay lên lau cho nàng rồi lè lưỡi liếm sạch chỗ vụn kẹo trên tay. Ngọt ghê, Trường Ly thầm trợn trắng mắt, hất hàm bảo chàng, huynh mau quay về đi, lát nữa Tùng Tuần không tìm thấy huynh lại cuống lên đấy nàng còn chưa dứt lời đã nghe tiếng tùng tuần hỏi vọng vào cửa sổ yêu chúa ngài có đấy không ạ à? yên cửu khẽ lẩm bẩm một câu sao cái thằng danh tùng tuần này lúc nào cũng lén la lén lút thế không biết nói xong chàng lại biến về hình hài con cáo nhỏ dậm chân sau lấy đà nhảy ra ngoài cửa sổ lúc sắp đi yên cửu ngoái lại nhìn trường ly một cái ta mang kẹo tùng tử tới cho nàng ăn lót dạ thôi nàng đừng ăn nhiều quá coi chừng sâu răng nhé bàn tay đang thò vào túi chứa đồ của trường ly cứng đờ ra nàng cãi kiếm linh bọn ta làm sao sâu răng được nhưng ngay sau đó trường ly sực nhớ ra chuyện mình mới mập thêm một lóng tay bèn sờ eo hỏi nhưng mà sao kiếm linh lại tăng cân nhỉ trường ly lẩm bẩm rồi nhét túi chứa đổ vào ống tay áo thùng thình thôi nghỉ ăn khi giờ lành tới ngoài điện vang chín tiếng chuông trầm bổng sau đó cửa điện mở rộng yên cửu đứng trước cửa trong bộ đồ cưới đỏ thắm đầu đội mũ nguyện khảm ngọc mái tóc đen buông xóa khẽ tung bay trong gió chàng đứng ngược sáng mỉm cười đăm đắm ngắm trường ly ăn mặc lộng lẫy với ánh mắt sáng kinh người trường ly thẳng lưng lên chậm chậm đi về phía chàng, mớ châu ngọc trên đầu đung đưa theo nhịp chân nàng phát ra tiếng lanh lanh vui tai. Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, trước đó, ở quảng trường ngoài điện chính của yêu cung đã dựng một đài cao chạm trổ vàng ngọc, khắc hình cáo chín đuôi, tỏa sáng vàng rực dưới nắng khiến người ta không mở mắt nổi. Giữa đài cao là lưu hương cổ khổng lồ trông rất tao nhã, xung quanh có chín trụ ngọc khắc phân mây cát tường bên trên. Dưới đài là khách khứa các tộc được mời tới dự đại lễ thành hôn của yêu chúa. Trường Ly nhìn quanh, thấy phía bắc có rất nhiều yêu có tai và đuôi xù đang phất phơ ngược chiều gió, ấy là tộc thú đến dự lễ cưới. Nàng kinh mắt trông thấy cặp tai thỏ trắng như tuyết trong đám yêu của Nguyệt Phù nhận lời mời tới chia vui với nàng. Trường Ly nhìn sang phía đông, nơi ấy là tộc chim với tóc dài đủ màu rực rỡ đi kèm với trang phục đẹp đẽ sang trọng. Nhìn về phía tây, nàng thấy tộc nước với khí chất lạnh lùng và tóc màu xanh nhạt. Còn phía nam ngào ngạt mùi thơm mát của cỏ cây là tộc cây. Trường Ly giấu vẻ tò mò trong mắt đi, đây là lần đầu tiên nàng thấy nhiều yêu có chủng tộc khác nhau như vậy. Yên cửu khẽ kéo tay nàng một cái, mấp máy môi bảo, cẩn thận dưới chân. Trường Ly tỉnh táo lại, giờ bọn họ đã sắp đi tới cầu thang ngọc dưới đài cao. Nàng ngẩng đầu nhìn đài cao nguy nga trước mắt, tự giác nắm lấy tay Yên cửu. Nếu nàng giữ hình kiếm thì đã bay vèo lên rồi, hoặc nếu nàng ăn mặc giản dị như bình thường thì cũng có thể chạy một mạch lên ấy mà không hề thở dốc. Nhưng khi mặc bộ trang phục trang trọng đính đầy vàng ngọc như thế này mà phải leo lên đài cao ngước mắt chẳng thấy điểm cuối. Trường Ly sợ mình sẽ vô ý dẫm phải váy rồi lăn xuống dưới mất cầu thang này dài lạ lùng trường ly nghe tiếng gió rít bên tai hòa với tiếng thở của mình cảm nhận được hơi ấm của yên cửu truyền vào lòng bàn tay mình nàng bỗng bước đi kiên định hẳn tà váy đỏ thắm trải rộng phía sau nàng như đóa hoa bung nở tạo thành từng đợt sóng uốn lượn trên cầu thang ngọc khi trường ly đi hết bậc thang cuối cùng đứng trên đài cao thì bỗng thấy tai mắt mình thông tỏ hẳn yên cửu đứng yên bên cạnh nàng nhìn về phía đại trưởng lão đang đứng trên bục thấp hơn họ một chút đại trưởng lão gật đầu chào chàng rồi thong thả mở cuốn sổ màu đỏ vàng trên tay ra lớn tiếng tuyên bố, trên có trời cao, dưới có đất bằng, hôm nay yêu tộc ta tổ chức đại lễ thành hôn, các quan khách ngồi đây đều là người làm chứng. Sau khi tiếng chuông trầm nặng ngân vang, đại trưởng lão gấp quyền sổ lại, hành lễ với hai người từ xa. Yên cửu châm hương, cùng trường ly cầm hương bái trời ba cái rồi cả hai cùng nói, lại trời cao, con là yên cửu tống trường ly xin được kết duyên vợ chồng với tống trường ly yên cửu, nguyện đồng cam cộng khổ, sống chất không xa rời. Nói xong, hai người cùng cắm hương vào trong lư hương khổng lồ trước mặt. Kế đó, một luồng sáng vàng lóa mắt đột nhiên sộc lên từ lư hương lên trời rồi mất hút phía chân trời. Trời xanh chứng giám, lời thề đã thành, Trường Ly nhìn sang Yên Cửu, bỗng cảm thấy quan hệ của mình và chàng đã kháng khít hơn một bậc. Nàng bỗng thấy ấm áp như có thêm một chốn về, dưới ánh nắng vàng, Yên Cửu cười sán lạn hơn cả mặt trời. Trường Ly đoán cái đuôi bông xù màu trắng kia đang vẫy loạn xạ ở nơi nàng không nhìn thấy được. Trường Ly cũng cười, nàng trông thấy hình ảnh mình đang cười tươi như hoa, lộ rõ má lúm đồng tiền phản chiếu trong mắt yên cửu bèn móc lấy ngón tay chàng đây là bạn đời của nàng cũng là bé cáo của nàng bộ chuyện tới đây đã kết thúc phần chính rồi mời chư vị cùng phi phi story đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo đây ngày thứ hai sau hôn lễ lúc yên cửu gác cái đuôi bông xù của mình lên mái hiên cửa sổ thảnh thơi ngồi phơi nắng bộ lông chàng bồng bềnh dưới ánh mặt trời từng cọng lông trắng mảnh dài tung bay trong gió được quầng nắng vàng ươm bao phủ yên cửu cũng không rảnh tay những ngón tay nổi rõ khớp xương nhón hạt thông trong chiếc đĩa trên bàn khẽ bóp mạnh khiến vỏ hạt thông màu nâu nhẹ nhàng tách ra làm đôi lộ ra phần hạt bóng loáng chắc mẩy màu trắng ngà bên trong chàng bỏ hạt thông đã tách vỏ vào một chiếc đĩa vàng sấm số hạt thông trong ấy đã chất thành ngọn núi nhỏ yên cửu vừa bận luôn tay vừa mở miệng đề nghị bé trường ly này mai bọn mình về kiếm tông một chuyến nhé trường ly nuốt một vốc hạt thông rồi hỏi sao tự dưng lại về kiếm tông yên cửu thùng thẳng giải thích cho nàng hay chẳng phải nhân tộc có lễ lại mặt nhà gái à vì ta gặp nàng ở mộ kiếm nên kiếm tông có thể xem như bên nhà gái của nàng còn gì nữa. Trường Ly đảo trong mắt, nếu vậy thì kiếm tông chỉ có thể tính là nửa nhà gái thôi, còn nửa kia chắc là nhà phu nhân. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng không thốt ra miệng mà nói, yên tiểu cửu, nếu huynh quay về đó thì lại phải giả bộ là đệ tử kiếm tông tép siêu nữa đó. Yên cửu gật đầu, nhân yêu vốn khác biệt, quy nguyên kiếm tông lại đứng đầu giới kiếm đạo. Nếu tin họ nhận yêu tộc làm đệ tử bị lộ ra ngoài thì e sẽ có cớ cho đám người không ưa họ được thể công kích để bất chuyện, chàng vẫn nên giấu giếm thân phận thì hơn. Ngày hôm sau, Trường Ly và Yên Cửu bước lên trận pháp dịch chuyển đến một thị trấn gần Kiếm Tông. Dù đã dùng trận pháp dịch chuyển không biết bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn không tài nào quen nổi cái cảm giác trời đất quay cuồng này. Trường Ly vừa thất thểu lết ra khỏi trận pháp dịch chuyển là Yên Cửu đã nhét ngay một miếng mứt hoa quả vào miệng nàng. Vị chua ngọt lan khắp miệng khiến cặp mày vốn nhíu chặt của Trường Ly hơi giãn ra. Bọn họ cưới pháp khí bay một mạch về Kiếm Tông, tình cờ chạm mặt đội kiếm tu tuần tra. Gã kiếm tu dẫn đầu nhìn Yên Cửu cứ thấy quen quen. Hắn lặng thinh một lát rồi sực nhớ ra, đệ là cái gã đệ tử của đỉnh vô danh lần trước. Yên Cửu đáp lời hắn, ta là Yên Cửu đỉnh vô danh, không ngờ lần này về lại gặp huynh nữa. Gã kiếm tu ngó sang trường ly là hóc hỏi, đây là ai thế? Yên Cửu nắm chặt tay trường ly, đáp với khuôn mặt đong đầy vẻ hãnh diện, đây là bạn đời của ta. Thế là gã kiếm tu kia sốc điếm hồn, ôi thần linh ơi! Số kiếm tu có bạn đời ở cái chốn quy nguyên kiếm tông toàn mấy đứa ế xưng ế xỉa này chỉ đếm trên đầu ngón tay, ấy thế mà sư đệ này còn trẻ vậy nữa. Gã kiếm tu nọ nhìn yên cửu với ánh mắt rừng rực niềm hâm mộ, buột miệng trầm trồ, sao mà sư đệ may mắn quá. Nghe vậy, yên cửu không cách nào giấu nổi vẻ đắc ý trong mắt, bèn đáp số ta vốn may mắn xưa giờ mà. Nếu không thì sao lúc trước có nhiều đệ tử vào mộ kiếm thế mà bé trường ly lại nằng nặc ăn vả chàng chứ. Mấy gã kiếm tu khác trong đội tuần tra cũng nhao nhao nhìn yên cửu với cặp mắt ganh ghét, hà cứ gì mà thằng quát con này lại kiếm được bạn đời chứ? Chẳng qua là mặt nó hơi bảnh tí, tu vi hơi. Ủa, sao không nhìn thấu tu vi của nó vậy cả? Ánh mắt đám kiếm tu thoát cái lại thay đổi. Ở giới tu tiên, thực lực là tất cả, huống hồ kiếm tu lại là lũ hiếu chiến và trộm mạnh nhất đám tu sĩ nữa. Bọn họ bỗng thấy chuyện này quá đỗi hiển nhiên, yên cử còn trẻ thế đã có tu vi như vậy, chả trách người ta lại kiếm được bạn đời. Đám kiếm tu bèn âm thầm hạ quyết tâm sau này phải tu luyện chăm chỉ gấp bội để nâng cao thực lực bản thân. Trường Ly thấy ánh mắt của bọn họ tự dưng kiên định hẳn lên thì bất giác giật mình một cái. Nàng có cảm giác là chuyện kỳ quái, gì đó vừa xảy ra thì phải. Sau khi chào tạm biệt các sư huynh đi tuần tra, Trường Ly và Yên Cửu dạo bước trên lối nhỏ thân quen, quay về đệ tử xá đỉnh vô danh. Tới sườn núi, ngay từ đằng xa, Trường Ly đã trông thấy một bóng dáng quen quen đang đứng dưới bóng đại thụ xanh um, ngửa cổ nhìn lên ngọn cây. Trường Ly trở về phía đó hỏi, Yên Tiểu Cửu, đó có phải là triệu sư huynh không? yên cửu nheo mắt lại nhìn kỹ thấp thoáng trông thấy một cục tròn vo màu trắng sau đám cành lá rậm rạp khi họ từ từ đến gần trường ly nghe thấy tiếng triệu sư huynh bực bội than ôi cố nội ơi mày bay xuống đi quả ấy không ăn được đâu coi chừng sơ ý ngã bây giờ trường ly dõi theo ánh mắt triệu sư huynh thì thấy một quả cầu trắng to chừng bàn tay đang đậu trên một cành cây khẳng khiu cành cây kia không chịu nổi sức nặng của nó nên khẽ rung rung trong không khí còn quả cầu trắng lại bướng bỉnh vươn cổ lên chĩa cái mỏ màu vàng nhạt về phía quả xanh trên cành Bấy giờ, một cơn gió thình lình thổi tới khiến cành lá xào xạc, và quả kia cũng theo đó mà rung rinh. Quả cầu trắng lấy làm sốt ruột bèn rời cặp móng nhỏ xíu khỏi cành cây, nhào tới mổ quả kia. Hệ quả là nó bị mất thăng bằng ngay lập tức rồi ngã khỏi cành cây. Trường Ly vội vươn tay ra đón nó. Khoảnh khắc tiếp được quả cầu trắng, tay Trường Ly vô thức chịu xuống. Nặng trình trịch luôn á má ơi, quả cầu trắng bị ngã ngu người, chật vật mãi mới ngoái đầu lại trong tay Trường Ly được. Ngay lúc xoay người, nó đã bắt gặp ánh mắt bỉ bai của Yên Cửu chết cái mỏ vàng nhạt bật ra một tiếng kêu triệu sư huynh thấy nó không sao cả thì thở phào một hơi sau đó mừng rỡ kêu yên sư đệ đệ đã về rồi yên cửu nở nụ cười mỉm chi gật đầu chào hắn triệu sư huynh trong lúc hai người trò chuyện quả cầu trắng vỗ cánh phành phạch tính bay sang chỗ yên cửu yên cửu bị nó thu hút sự chú ý bèn buông lời khi rể không ngờ trần đời lại có một con chim bị ngã khỏi cành cây đúng là mất mặt loài chim quá đi mất trong thời gian qua triệu sư huynh sớm chiều ở chung ngày ngày nuôi nấng quả cầu trắng nên đã thân với nó hơn xưa nhiều, bèn vội vàng nói đỡ cầu cầu sơ ý thôi mà. Trường Ly thoáng nhíu mày, nhìn quả cầu trắng đang dẫy trong tay mình hỏi lại cầu cầu á. Quả cầu trắng nghe có người kêu tên mình vội chiêm chiếp tỏ ý vui sướng. Triệu sư huynh gái ót đáp, yên sư đệ không nói cho ta biết tên của nó lúc đệ ấy nhờ ta chăm sóc nó, để tiện gọi nó về ăn cơm nên ta đã tự ý đặt bừa một cái tên cho nó. Trường Ly xoa đầu quả cầu trắng bảo, đúng là tên sao chim vậy kế hoạch giảm béo lúc trước nàng vạch ra cho nó với bé cáo xem ra đã đổ sông đổ biển hết trơn trường ly ôm con chim béo cùng yên cửu và triệu sư huynh tiếp tục quay về đệ tử xá. triệu sư huynh liếc yên cửu mấy lần mới cảm thán yên sư đệ lần này đệ ra ngoài rèn luyện một chuyến quay về trông khác hẳn xưa yên cửu nghe vậy thì xứng người vô thức thu bớt khí thế do làm yêu chúa một thời gian nên lúc quay lại thân phận đệ tử tép diêu chàng vẫn chưa thích ứng lắm trường ly chớp chớp mắt không ngờ triệu sư huynh trông tầm ngầm tầm ngầm mà lại có trực giác nhạy bén đến thế yên cửu ho khẽ mấy tiếng rồi bảo chắc lâu lắm rồi sư huynh chưa gặp ta nên sinh ảo giác thế thôi triệu sư huynh lại ngắm kỹ chàng lần nữa bỗng thấy yên sư đệ bây giờ trông thân quen hơn lúc nãy nhiều hắn cười phớ lớ vỗ vai yên cửu nói đúng thế thật tự dưng nhìn thêm mấy cái lại thấy đệ vẫn là yên sư đệ ngày nào trường ly lặng lẽ vứt suy nghĩ ban nãy đi hóa ra triệu sư huynh vẫn dễ lửa như trước triệu sư huynh lia mắt sang trường ly không kìm được mà hỏi thăm yên sư đệ lần này để kết bạn với sư muội này đi rèn luyện hả Yên cửu nhướng mày đáp, thưa sư huynh, ta xin chính thức giới thiệu với huynh, đây là bạn. Đời của ta tống trường ly, triệu sư huynh vội nói ngay, chúc mừng sư đệ nhé. Một chuyện trọng đại như thành hôn mà sao đệ lại lặng lẽ tiến hành, chẳng chịu báo trước cho ta một tiếng thế. Sau đó, chợt triệu sư huynh thấy có gì đó sai sai bèn ngập ngừng hỏi, ủa khoan. Yên sư đệ à, nếu ta nhớ không nhầm thì thanh linh kiếm bổn mạng của đệ cũng tên là trường ly đúng không? Triệu sư huynh bất giác liếc nhìn cái eo trống trơn của yên cửu, hình như từ lần trước chàng về tông môn thì hắn không còn thấy thanh linh kiếm lúc nào cũng gắn bó như hình với bóng của chàng đâu nữa. Mặt triệu sư huynh hiện vẻ hoảng hốt, cơ hồ bột miệng thốt ra suy đoán nào đó rồi lại im bặt vì không dám tin đó là sự thật. Thấy triệu sư huynh cứ mở miệng rồi ngậm miệng mãi, trường ly không kìm được mà tuét miệng cười nói, triệu sư huynh, ta chính là trường ly đó nè. Triệu sư huynh há hốc miệng, hắn rời mắt khỏi trường ly đang cười khanh khách sang nhìn yên cửu, khi nhận được ánh mắt xác nhận của chàng bèn giơ tay lên bịt mắt mình. Ôi trời ơi, tuy đám kiếm tù bọn họ luôn coi linh kiếm là vợ, song chỉ có số ít kiếm linh sinh ra từ kiếm, mà kiếm linh hóa hình được lại càng hiếm hơn, còn chuyện kiếm linh biến thành bạn đời của kiếm tù thì xưa nay chưa từng có luôn. Triệu sư huynh mãi mới tỉnh người sau cú sốc dữ dội, buông một câu cảm thán với cõi lòng phức tạp hết biết, yên sư đệ à, quả nhiên đệ không hề tầm thường chút nào. Bởi thế nên chỉ vào một kiếm mỗi một chuyến mà đã hốt được cả linh kiếm lẫn vợ luôn. Vừa về tới cửa đệ tử xá, Trường Ly và Yên Cửu đã nghe thấy tiếng kêu đau thấu tâm can vọng từ sau tới. Yên sư đệ, cuối cùng đệ cũng về rồi. Ngay khi giọng nói ấy lao tới, Yên cửu lẹ làng giơ tay ôm eo trường ly, kéo nàng đứng tránh vào bậc đá ven đường. Một bóng người lờ mờ sông đến như lốc xoáy, đến khi suýt pha phải triệu sư huynh mới vội vàng phanh gấp, để lại một vết chảy dài màu trắng dưới nền đá xanh. Triệu sư huynh bị hoảng hồn vì bóng đen thình lình xuất hiện, bèn lùi ra sau nửa bước hỏng kéo giãn khoảng cách rồi trách, thẩm sư huynh, huynh bộc chộp kiểu ấy làm mất phong độ kiếm tu quá. Thẩm sư huynh hừ khẽ rồi liếc xéo triệu sư huynh một cái, vì thi thoảng hắn hay tới đỉnh vô danh xem yên cửu đã về chưa nên từng chạm mặt cái gã triệu thế quỳnh này rất nhiều lần nên cũng nhớ mặt hắn. Rõ ràng thằng danh này mới vào tông môn chưa bao lâu mà lại vô cùng chững chạc, làm gì cũng nề nếp cứng nhắc, vừa nhìn đã biết không phải kiểu kiếm ra tiền được. Triệu sư huynh cũng không thích kiểu láu cá hễ đi với bột mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy của thẩm sư huynh bèn bảo yên cửu và trường ly rằng, ta có việc phải đi trước, lát nữa ta sẽ sang gặp hai người ôn chuyện sau nhé. Dứt lời, triệu sư huynh cáo từ rồi đi luôn thẩm sư huynh không đoái hoài gì hắn mà lia cặp mắt sáng quắc sang chỗ yên cửu dù chưa thốt ra tiếng nào nhưng ánh mắt lại chất chứa vô vàn lời bắt gặp ánh mắt đó của hắn yên cửu không khỏi chột dạ chàng húng hắng rồi hỏi thẩm sư huynh sao huynh biết ta đã về thế thẩm sư huynh đá lông nheo với chàng rồi giải thích ta nghe sư huynh đi tuần tra kể đấy dân làm ăn quen càng nhiều bạn thì càng có nhiều mối mà khắp kiếm tông này đâu đâu cũng có bạn ta hết trường ly nhoẻn môi cười thẩm sư huynh vẫn để ý mối chuyện buôn bán y như xưa đáp lời yên cửu xong thẩm sư huynh không quên chào hỏi trường ly sư muội này trông lạ quá xin hỏi ta nên xưng hô thế nào cho phải trường ly trêu hắn sư huynh thấy ta lạ chứ ta thấy sư huynh quen ơi là quen đấy thẩm sư huynh nghe vậy thì bất giác nhíu mày tuy hắn không tài đến mức hễ gặp ai là sẽ nhớ như in nhưng dù gì cũng sẽ có chút ấn tượng với đám sư huynh muội từng gặp để tiện trèo kéo làm ăn nhưng rõ ràng là hắn chưa từng thấy sư muội này trong kiếm tông bao giờ hết thẩm sư huynh vân vê cầm lâm vào trầm tư hay là sư muội từng nghe đến cái tên thẩm trạch đỉnh chu minh hoặc tình cờ gặp ta ở đâu đó chứ ta đã gặp sư muội bao giờ đâu yên cửu không nghe nổi nữa gì mà tình cờ gặp hắn muốn tình cờ gặp ai hả yên cửu quyết đoán nắm lấy tay trường ly hơ hơ trước mặt thẩm sư huynh giới thiệu bé trường ly đây là bạn đời của ta khóe môi trường ly dần dật đừng nói là từ giờ trở đi hễ gặp sư huynh nào trong kiếm tông lại yên tiểu cửu cũng sẽ lặp lại một lần nhé cái từ bạn đời này sắp đóng kén trong tai nàng luôn rồi thẩm sư huynh thoáng trợn mắt ra sức xoa tay hỏi, Yên Sư Đệ, Đệ mới nói gì cơ? Yên cửu cao giọng gần từng chữ một bạn đời của ta, thẩm sư huynh càng trợn mắt to hơn, hoang mang hỏi, chẳng phải Đệ xuống núi rèn luyện à? Bây giờ xuống núi rèn luyện sẽ được phát bạn đời hả? Gân xanh trên trán Yên cửu giật bùm bụp, thẩm sư huynh vẫn nói năng ngả ngớn y chang trước kia. Môi chàng dần dật, đáp rằng, sư huynh hãy xuống núi một chuyến thử xem, đàn ông độc thân mà suốt ngày cứ du rú trong tông môn sẽ không kiếm nổi bạn đời đâu thẩm sư huynh vô thức sờ chiếc túi chứa đồ của mình cứ như có thể sờ thấy đống linh thạch bên trong đó vậy kiếm tu độc thân mới tiện kiếm linh thạch chứ ta không xuống núi chịu tội đâu nói xong thẩm sư huynh do dự mở túi chứa đồ ra lục lọi mãi mới tìm thấy một chiếc hộp gỗ vuông thành sắc cạnh đưa cho yên cửu nè ta tặng đệ món quà cưới yên cửu ước lượng hộp gỗ thấy cũng nặng tay lắm chàng mân mê ổ khóa ở mép hộp hỏi đây là gì thế thẩm sư huynh vội ấn tay chàng xuống nhìn giáo giác rồi thầm thì là hàng tốt để xài được bao giờ về phòng hắn xem trường ly đứng cạnh nhìn chiếc hộp kín mít kia với ánh mắt tò mò như muốn nhìn xuyên nắp hộp thẩm sư huynh không bao giờ keo kiệt chẳng biết đó là thứ gì mà huynh ấy lại thần bí thế tặng quà xong thẩm sư huynh thấy mình không nợ nần gì yên cửu nữa mới thủng thẳng hỏi yên sư đệ để còn nhớ chuyện hùn hạp bán linh cháo với ta không vừa hỏi thẩm sư huynh vừa móc cuốn sổ dày cộp trong tay áo ra lật xoàn xoạt cho yên cửu xem nhìn thấy những dòng chữ đen ghi chi chít trong đó yên cửu bất giác nuốt nước miếng thẩm sư huynh đọc to từng ghi chú một trung sư tỷ đỉnh ngọc hoa đặt trước 10 bình cháo lục cầu năm bình cháo bách thảo giản sư đệ đỉnh lăng tiêu đặt trước 8 suất quả ly thổ và 8 suất dễ sa mộc nghe thẩm sư huynh tụng niệm một thôi một hồi yên cửu bỗng thấy gáy mình lạnh buốt rõ ràng tu vi và thực lực của thẩm sư huynh cũng bình thường chỉ được mỗi tài ăn nói ấy thế mà sao chàng nghe xong lại ngửi thấy mùi nguy hiểm nhỉ thẩm sư huynh dựng thẳng cuốn sổ lên vỗ vỗ nó vào bàn tay đau đớn than thở yên sư đệ để có biết bọn mình hết hàng từ bao giờ không hả chỉ một tuần sau khi đệ xuống núi rèn luyện là bọn mình hết sạch hàng rồi để có thấu hiểu nỗi lòng của ta khi ngày ngày phải nhìn nhà kho trống trơn rồi lại nhìn đơn đặt hàng của các sư huynh ngồi ùn ùn bay tới không chẳng khác nào nhìn cả núi linh thạch trượt qua kẽ tay biến mất cả dù đệ không bận tâm chuyện kiếm tiền thì cũng phải nghĩ cho đám đồng môn mỏi mòn ngóng đợi cùng đám linh kiếm gào khóc đòi ăn chứ càng nghe thẩm sư huynh hùng hồn chất vấn vẻ mặt của yên cửu càng cứng đờ ra Đương lúc chàng không biết phải trả lời thế nào, Trường Ly Hỏa tốc móc một hộp bánh đặc sản yêu tộc ra nhét vào lòng Thẩm Sư huynh để ngắt ngang mạch than sầu kẻ khổ của hắn. "Thẩm Sư huynh, đây là quà ta với Yên tiểu cửu mang về cho huynh." Cặp mắt tinh tường của Thẩm Sư huynh lập tức bị hộp bánh đặc sản này thu hút. Trước tiên, hắn cẩn thận chia nó ra nắng ngắm nghía hồi lâu, sau khi lại gõ thử hai cái thì mắt hắn sáng rực lên lấp lánh. "Đây là gỗ bà sa một tấc, đáng giá nghìn vàng." Trường Ly thoáng ngỡ ngàng, nàng thật sự không để ý chiếc hộp đựng bánh của mình làm bằng gỗ gì hết mà cho dù để ý thì nàng cũng không có cặp mắt tinh tường như thẩm sư huynh để biết nó quý cỡ nào. Thẩm sư huynh mân mê chiếc hộp vài lần với đầy sự nâng niu, màu sắc này, cảm giác này đúng là đỉnh cổ chóp luôn. Thấy chiếc hộp này được thẩm sư huynh yêu thích hết mực, yên cửu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm và nhìn trường ly bằng ánh mắt cảm kích. May mà bé trường ly nhanh tay lẹ mắt rời đi sự chú ý của thẩm sư huynh. Chiếc hộp này khiến sự mong đợi của thẩm sư huynh tăng lên, càng hóng xem món quà bên trong là gì. Thẩm sư huynh cũng không giữ kẽ, hít sâu một hơi rồi mở ngay nắp hộp ra xem. Ngay sau đó, hắn ngắm chín chiếc bánh được xếp ngay ngắn bên trong đến chất lặng. Thẩm sư huynh không tin vào mắt mình mà ngó chiếc hộp lom lom, xong nhìn kiểu gì cũng thấy chúng chỉ là đồ ăn bình thường. Hắn khụt khịt mũi ngửi, dù chúng có thơm đến mấy, hình thù có đẹp cỡ nào thì cũng không giấu nổi sự thật rằng đây chỉ là một hộp đồ ăn. Thấy vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt Thẩm sư huynh, Yên Cửu chậm rãi nói, "Thẩm sư huynh, huynh đừng nghĩ đây chỉ là một hộp bánh." thẩm sư huynh rỏng tai lên tính nghe tường tận xem rốt cuộc yên cửu tính nói gì hay ho nhưng yên cửu lại câm bặt bởi đây thực sự chỉ là hộp bánh trường ly đem theo ăn dọc đường ngay lúc bầu không khí sắp yên tĩnh đến xấu hổ trường ly hắng giọng rồi tiếp lời yên cửu thẩm sư huynh đây là hộp bánh có nguồn gốc yêu tộc đấy tuy trông chúng bình thường thế thôi nhưng lại được làm bằng công thức bí truyền của nhà bếp yêu cung chỉ cần ăn một miếng là huynh sẽ có chung cảm nhận yêu chúa yên cửu rất kính nể tài hùng biện của trường ly quả nhiên bé trường ly đúng là thánh quảng cáo Trường Ly tiếp tục giới thiệu câu chuyện đằng sau mấy cái bánh một cách tỉnh rụi, nàng chỉ dùng lời bay bổng để trần thuật lại sự thật nên không thể xem là lừa gạt được. Sau khi nghe Trường Ly chớm gió một phen, Thẩm Sư Huynh đã nhìn mấy các bánh kia bằng con mắt khác thật. Hắn cẩn thận đậy nắp lại vì sợ gió cuốn cho bội tới với bẩn món bánh quý giá được vận chuyển từ yêu giới xa xôi tới tận nhân giới. Thẩm Sư Huynh bỗng có cảm giác rối rắm xưa nay chưa từng có. Vật hiếm át quý, bởi vậy nên hộp bánh yêu tộc này vô cùng quý giá ở địa bàn nhân tộc. Nếu ăn luôn thì hơi phí, còn nếu quảng cáo rồi bán qua tay cho người khác với giá cao thì lại không nỡ. Dù sao hắn cũng chưa được ăn bánh yêu tộc bao giờ, tuy chúng trông có vẻ bình thường nhưng nhớ đâu mùi vị lại vô cùng tuyệt vời thì sao? Dù sao thì đây cũng là đồ ăn của yêu chúa, đương nhiên không giống đồ ăn bình thường rồi. Còn vị yêu chúa bằng xương bằng thịt thì đang đứng cạnh Thẩm Sư huynh lén quan sát biểu cảm của hắn, những mong đọc được suy nghĩ của hắn lúc này. Thẩm Sư huynh trầm ngâm một lát rồi hỏi Trường Ly và Yên Cửu, sao hai người lại có được hộp bánh này thế? Trường Ly đè cảm giác trột dạ nhỏ nhoi trong lòng xuống, đáp tỉnh bơ, lúc đi rèn luyện bọn ta có quen một yêu tộc nên được hắn cho. Thẩm sư huynh vuốt ve mặt hộp bóng loáng hỏi, thế có thể lấy thêm món bánh giống thế này từ chỗ hắn không? Trường Ly thoáng khựng lại rồi đáp, chắc là được, chỉ cần ới nhà bếp yêu cung một tiếng thì muốn bao nhiêu bánh là sẽ có bấy nhiêu ngay. Nghe vậy, thẩm sư huynh bèn hạ quyết tâm rồi bảo yên cử, yên sư đệ à, ta cũng biết đệ là kiếm tu chính thống nên không mê mẩn mấy thứ tục tần như linh thạch giống ta mà phải thường xuyên ra ngoài rèn luyện để tăng tiến tu vi và truy cầu đại đạo. Mỗi mình đệ nấu nhiều linh cháo như vậy thật quá đỗi vất vả. Thẩm sư huynh nói với giọng đầy chân thành và khẩn thiết, nếu xem nhẹ khát khao linh thạch sáng rừng rực và sự khôn khéo trong mắt hắn thì chắc ai. Cũng nghĩ hắn là một sư huynh và đối tác tri kỷ thật. Hay là thế này nhé, bây giờ cứ 10 ngày bọn mình sẽ bán một lượng linh cháo có giới hạn, đồng thời thêm món bánh yêu tộc này vào danh mục hàng hóa, một khi mặt hàng mới lạ này được tung ra thì có thể giảm bớt nhu cầu mua linh cháo. Trường Ly nghe Thẩm Sư Huynh nói xong thì cũng động lòng, nhưng vẫn còn chút băn khoăn. Thẩm Sư Huynh à, dù sao đây cũng là đồ của yêu tộc, liệu bán ở kiếm tông có ảnh hưởng xấu gì không? Thẩm Sư Huynh nhìn nàng như nhìn tấm chiếu mới chưa trải bao giờ nói, chuyện này có làm sao đâu, nếu tính toán chi ly kiểu ấy thì chẳng lẽ bọn mình nghỉ xài mớ nguyên vật liệu rèn đúc quý hiếm của yêu tộc à? Rồi nhân tộc ta cũng không thể dùng linh đan rượu dược của yêu tộc luôn hay sao? Nói đến đây, thẩm sư huynh hạ thấp giọng đến mức muốn tan theo gió từ xưa đến nay ngành buôn sinh lãi cao nhất chính là buôn lậu đấy nếu bọn mình có cách tuồn đồ yêu tộc tới nhân tộc bán rồi lại bán đồ của nhân tộc cho yêu tộc khơi thông con đường kinh thương thì có thể nằm trên núi linh thạch mà ngủ cả đời suy nghĩ của trường ly bỗng chốc khai mở mắt nàng sáng rực lên vội hứa hẹn ngay thẩm sư huynh à chuyện cung ứng hàng hóa cứ để ta với yên tiểu cửu lo cho thẩm sư huynh cười vang đáp chốt nhanh lẻ quá thể cứ quyết thế nhé bộ truyện truyện kiếm linh không có chi tiến thủ tới đây đã kết thúc rồi cảm ơn các chư vị đã theo dõi và ủng hộ fifi story trong thời gian qua đừng quên nhấn thích và đăng ký fifi story để tiếp tục theo dõi và cập nhật nhanh các bộ truyện mới hấp dẫn khác trong thời gian tới nha xin cảm ơn